330.000 đại quân, chỉ còn lại 220.000. Thánh Thiên Phủ nguyên bản 25 Thánh Thiên Vệ, hiện tại chiến tử 130.000, còn lại 120.000, không có so Nam Thiên Tông mạnh bao nhiêu, Khôn Nguyên Vệ chỉ còn lại 100.000 người không đến. Nói thật, huyết kiếp kết giới uy lực mạnh, Lý Thị Thánh tộc tổ tiên chi đáng sợ, vẫn là để Lý Thiên Mệnh tương đương rung động. Muốn là ngươi không giết chết Nguyên Sấm, lấy Khôn Nguyên Tông kiếm tiện nghi thái độ, khẳng định sẽ trốn ở Thánh Thiên Vệ về sau. Ngươi dụ sát Nguyên Sấm, tương đương với chí ít giết chết 20.000 Khôn Nguyên Vệ, ngươi một cái công lớn. Lý Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nghĩa phụ, ngươi ngay từ đầu khiêu chiến Thánh Hoàng, là chăm chú. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không phải a, lão tử đã sớm biết con hàng này không có can đảm này, Quân Thánh Tiêu là cái người cẩn thận, nhưng cũng tiếc, hắn gần nhất tâm tính nổ tung, chỉ có thể dáng chống đỡ chân định. Ta khiêu khích một chút hắn, là làm cho ngươi làm nền. Làm nền. Đúng, lần thứ nhất khiêu khích, trong lòng đối phương có lửa nhưng bị Quân Thánh Tiêu áp chế xuống, ngươi lại đến khiêu khích một lần, liền không có như vậy bất ngờ, Nguyên Sấm thụ hai trọng nén giận, quả nhiên đi ra nhận lấy cái chết, chí ít hại chết 20.000 Khôn Nguyên Vệ, ha ha. Lợi hại, bội phục, Lý Thiên Mệnh nói thật, Lý Vô Địch đối với địch nhân nắm chắc, tương đương có thể. Đúng thế, lão tử chẳng những nghiên cứu Vũ Văn Thái Cực, còn nghiên cứu cái này Quân Thánh Tiêu khá hơn chút năm. Còn có thể để hắn ở trước mặt ta làm càn. Lý Vô Địch nói. Có thể ẩn nhẫn người, cũng là một đầu sói đói, Lý Vô Địch cũng là loại này người. Có huyết kiếp kết giới loại này át chủ bài, lần trước tông môn chi chiến hắn đều có thể nhịn được không lấy ra, kết quả lần này quả nhiên để Quân Thánh Tiêu, Nguyên Hồn, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cha con bọn họ, cùng một chỗ nhìn về phía chạy trốn địch quân phương hướng. Cho đến lúc này, địch quân có thể trốn đều đã chạy trốn. Còn lại thì vĩnh viễn lưu tại huyết kiếp kết giới, tẩm bổ huyết kiếp kết giới. Quân Niệm Thương cái này Bạch Si, lại muốn dẫn lấy hắn, đóng băng hải sản, chạy trốn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt xấu hổ a, Lý Vô Địch cười ha ha nói. Hắn muốn đem Nguyệt Linh lang táng tại trên Thánh Sơn. Hiện tại, lại đến thử một lần. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn lấy thê thảm buồn bã hồ Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ. Quân Niệm Thương người này, có chút cá tính. Cùng cha hắn khác biệt. Nhưng bây giờ có chút ma trinh, ta không nói hắn là cái ác nhân, nếu là thay cái thân phận, các ngươi còn có thể trở thành bằng hữu. Nhưng, sự thật đã đến nước này, chính là nhân duyên trùng hợp, thượng thiên cũng không có cách nào. Lý Vô Địch nói, ta biết, nhân sinh cuối cùng sẽ có người khác nhau, lấy khác biệt phương thức, đứng tại chính mình mặt đối lập. Chẳng cần biết hắn là ai, tính tình như thế nào, chỉ cần hắn không phải muốn cùng ta không chết không thôi. Ta chỉ có thể tiến hắn lên đường. Đây chính là Lý Thiên Mệnh ý nghĩ. Hắn có thể thừa nhận Quân Niệm Thương hết thảy, thậm chí thừa nhận hắn là người tốt. Nhưng là cũng không thể trở ngại, bọn họ sinh tử tương sát. Trừ phi, hắn có thể để xuống Nguyệt Linh Lang. Nhưng là, khả năng sao? Đông Hoàng dãy núi phía Tây. Theo huyết kiếp kết giới trốn sông tới 220.000 nhuốm máu tàn quân, lo sợ không yên hội tụ vào một chỗ. Rất nhiều người trên thân đều có bị thương, thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, bọn họ tại huyết kiếp kết giới bên trong, thân mắt nhìn người bên cạnh cùng cộng sinh thú, thi thể chồng chất thành núi, sau đó toàn bộ bị hút thành thây khô, loại kia hình ảnh, là cả đời ác mộng. Sĩ khí theo rồi rào đến rơi xuống ngàn trượng, thời khắc này tàn bại quân, đỉnh đầu che đậy lấy cẩn trọng mây đen, áp đến bọn hắn không thở nổi. Khởi bẩm Thánh Hoàng, Bắc Tiêu Thánh Vương, Tây Quyết Thánh Vương hy sinh. Chỉ còn lại 8 cái nhiều cái thánh lão còn sống, thánh lão nhóm nhận lấy huyết kiếp kết giới chuyên môn đả kích. Thánh Hoàng, chết, lại chết 50.000 huynh đệ, hiện tại chúng ta Thánh Thiên Vệ, không đến 120.000 người. Cái này ba câu nói, tựa như là ba cái độc long thứ, liên tục 3 lần đâm vào Quân Thánh Tiêu trên thân, mỗi lần đều có thể cho hắn đâm một cái xuyên thấu. Đây cũng không phải là phun máu 3 lần sự tình, mà chính là chí mạng tra tấn. Trong mắt mọi người, cái kia Thánh Hoàng cúi đầu, nắm chặt hai nắm đấm, nhìn như rất an tĩnh, kỳ thật ngũ tạng lục phủ đều đang chảy máu, huyết nhục gân cốt đều bị xé nứt đi. Thánh Thiên Phủ, xong đời. Cái gì nhất thống Đông Hoàng cảnh a, khai chiến đến bây giờ, còn không giết chết đối phương 1.000 người, chính mình chết 130.000 đại quân. Đều là có máu có thịt huynh đệ tỷ muội a. Quá thảm rồi, liên tục 2 lần, để Lý Vô Địch đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, để cho chúng ta đi chịu chết. Thánh Thiên Phủ đô bị phá hủy một nửa,
còn muốn làm sao nhất thống Đông Hoàng cảnh a? Mất mặt, đếm từ ngàn năm nay, lớn nhất mất mặt một lần. Thánh Hoàng, thu tay lại đi, nhận thua đi, đừng để các huynh đệ lại tiến chết rồi, trở về đi. Rất nhiều người, hồn phách đều đã mất đi, chớ nói chi là tôn nghiêm. Hiện tại Thánh Thiên Vệ trong lòng, chỉ có hoảng sợ, chỉ có khuất nhục. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, Thánh Hoàng cũng không tiếp tục là cái kia có thể bày mưu tính kế người, cái này Đông Hoàng cảnh đệ nhất nhân bị chơi thành dạng này, đã sớm khuôn mặt biển dạng. Lại đi theo hắn, sẽ chỉ bị dã tâm của hắn hại chết. Thỉnh cầu Thánh Hoàng lần nữa rút quân, khôi phục nguyên khí 3.000 năm, lại đến nhất thống Đông Hoàng cảnh đi. Thật nhiều người thê thảm nói. Người tới. Bỗng nhiên, Thánh Hoàng mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn, đã cùng quân niệm thương một dạng đỏ bừng, phía trên hiện đầy tơ máu. Lúc này thời điểm Thánh Hoàng, tựa như là một đầu thụ thương hùng sư, bị huyết tinh cùng cừu hận, còn cố ý bên trong ngạo mạn chi phối. Đem tất cả lan ra tiêu cực ngôn luận người, toàn bộ cho ta trảm thủ, theo Triệu Thanh, Thiên Huân Thánh Lão bắt đầu. Vâng, Thánh Hoàng, chung quy là Thánh Hoàng, dù là hắn cơ hồ mất đi Thánh Thiên Phủ dân tâm, lại vẫn có thể, tùy tiện thẩm phán sinh mệnh. Phốc phốc, a, à, nguyên một đám mở miệng người, bị Thánh Thiên Phủ chính mình người vây giết, trảm thủ. Quân Thánh Tiêu, người nhất định phải thua, tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 ngày, Thánh Thiên Phủ trong tay ngươi. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Hoàng cảnh, lại không Thánh Thiên Phủ. Trên vạn năm cơ nghiệp, để ngươi cái này cố chấp bảo thủ người, trà đạp đến sạch sẽ. Không dùng các ngươi giết ta, ta tự vận, ta xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hai vị kia thánh lão trước khi chết, hai mắt bão tố nước mắt, khóc ròng ròng, tại chỗ tự vận. Nhìn lấy bọn hắn thi thể, ngược lại tại mọi người vòng vây bên trong, toàn bộ Thánh Thiên Vệ tàn quân bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Thỏ chết hồ buồn, há có thể thống khoái. Tuyệt đại đa số người trong đầu, đều đang vang vọng hai vị này thánh lão trước khi chết nói lời, đã trở thành ác mộng, đủ để dây dưa cả đời. Chém ngang lưng a, người nào không có thân nhân bằng hữu, chết tại trận này tông môn chi tranh tài. Tự cho là đúng, miệt thị đối thủ, lại bị phản sát thành dạng này, làm Thánh Thiên Phủ chi chủ, quân Thánh Tiêu, không dùng phụ trách sao. Thời khắc này quân Thánh Tiêu ánh mắt huyết hồng. Sắc mặt đau thương, thậm chí có mấy bước đều không có đi vững vàng. Đương nhiên, Khôn Nguyên Tông bên kia cũng không dễ chịu, 150.000 đại quân đến đây kiếm tiện nghi, người không có đụng, chỗ tốt không có mò được nửa điểm, thiếu tông chủ bị giết, 5 vạn người chiến tử. Phó tông chủ, cái này muốn làm sao trở về, cùng toàn tông bàn giao a. 50.000 huynh đệ a, toàn bộ chết thảm ở bên trong. Thiếu tông chủ đầu, cũng còn không có cầm về nữa nha. Nếu như phó tông chủ ngay từ đầu ngăn lại Nguyên Sấm, đừng cho cái kia Lý Thiên Mệnh khiêu khích cơ hội, chúng ta không đến mức như thế xâm nhập, chết nhiều người như vậy. Giờ khắc này, bao phủ tại hắc bào bên trong nguyên hồn, làm thế nào có thể so quân Thánh Tiêu dễ chịu? Tất cả im miệng cho ta. Nguyên hồn nộ hống một tiếng, cuối cùng để đại quân an tĩnh lại. Phó tông chủ, Vân Tiêu kiếm phái đã tới tay, nỗ lực 50.000 huynh đệ sinh mệnh, đã thua thiệt lớn. Tranh thủ thời gian rút quân, đừng quản Thánh Thiên Vệ bọn này bạch si. Đánh giám, chết 50.000 huynh đệ, cứ như vậy xám xịt chạy trốn. Chúng ta Khôn Nguyên Tông mặt mũi hướng chỗ nào đặt, làm cho cả thời cổ thần quốc chê cười. Mấy cái tông lão dùm beng. Ta để cho các ngươi im miệng không nghe thấy sao, nguyên hồn lại giống lên một tiếng. Khôn Nguyên Vệ toàn thể tĩnh mịch, tương đương với hàm răng bị đánh nát còn muốn nuốt vào đi, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Nguyên hồn. Quân Thánh Tiêu tiến lên đây, hai người liếc nhau, lấy một cái cỡ nhỏ thiên văn kết giới vây quanh, tiến hành một trận tư mật trò chuyện. Thánh Hoàng, ta nói thẳng lời nói thật đi, ta cũng không nghĩ tới Lý Thị Thánh tộc tổ tiên những thứ này cho bối phận, lại đem huyết kiếp kết giới giấu sâu như vậy. Cái này Đông Hoàng cảnh đệ nhất kết giới uy lực gì, người ta đã thấy được, đừng nói 300.000, chúng ta Khôn Nguyên Tông toàn tông tới, đều chưa hẳn có thể cầm xuống cái này Đông Hoàng Tông. Ngươi đừng có lại đối Đông Hoàng Tông có ý nghĩ gì, cái này huyết kiếp kết giới, các ngươi 3.000 năm đều không giải quyết được. Nguyên hồn trong bụng một luồng khí nóng, nơi nào còn có đối Thánh Hoàng tôn trọng. Không có khoa trương như vậy, chỉ cần các ngươi tăng viện nữa 150.000, chúng ta lại kỹ càng kế sách, nhất định có biện pháp. Quân Thánh Tiêu nói, tăng viện nữa 150.000, ngươi cho ta Khôn Nguyên Tông điên rồi sao, trừ phi ngươi lại đem Hắc Minh Tông địa bàn cho chúng ta. Nếu không không bàn nữa.
Nguyên hồn cười lạnh nói. Không có khả năng. Không có cách, chúng ta tiếp viện 150.000 cũng không có khả năng. Nguyên hồn dứt khoát nói. 5 vạn người bị giết, thiếu tông chủ chiến tử, các ngươi Khôn Nguyên tông nhịn được. Quân Thánh Tiêu cả giận nói. Không phải nhẫn không nhịn được ở vấn đề, mà chính là có hay không khả năng này vấn đề. Ngươi cho chúng ta Khôn Nguyên cảnh nội không có địch thủ sao? Chúng ta làm sao có thể bốc lên càng lớn hao tổn mạo hiểm, giúp ngươi cầm xuống Đông Hoàng cảnh? Nguyên hồn hết sức chăm chú nói. Hắn so với ai khác cũng nhức đầu, hiện tại kết quả này, hắn trở về Khôn Nguyên tông, đoán chừng đều muốn bị ngàn người chỉ trỏ. Thánh Hoàng, ta khuyên ngươi rút lui đi, trở về lại dưỡng 3.000 năm, đem cái này mộng đẹp lưu cho ngươi con cháu đi làm đi, tha thứ chúng ta không phụng bồi. Nguyên hồn khoát khoát tay, vô cùng bất đắc dĩ nói. Cái kia Thanh Vân Tiêu kiếm phái trả lại Đông Hoàng cảnh. Ngươi ngây thơ đi, ăn hết đồ vật, còn có thể phun ra sao? Nguyên hồn âm hiểm cười nói. Quân Thánh Tiêu nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Được rồi, nói thật, hai chúng ta tông tình nghĩa vẫn còn, ta cũng không nguyện ý làm được quá tuyệt, chỉ cần ngươi còn có ổn thỏa điểm biện pháp, ta còn nguyện ý phụng bồi, ai cũng không muốn cùng hôm nay dạng này không chịu chết. Nguyên hồn lui một bước. Ta có biện pháp, Quân Thánh Tiêu thanh âm lãnh như trong địa ngục đi ra ác quỷ. Mời nói. Thì cái này 220.000 người, công phá hộ biển kết giới, làm cho Lý Vô Địch dẫn người đi ra trợ giúp, rời đi huyết kiếp kết giới, lại đem bọn hắn hủy diệt. Quân Thánh Tiêu nói. Tưởng tượng ngược lại là đẹp vô cùng, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi ngay từ đầu 250.000 người, cũng không dám trực tiếp tấn công hộ biển kết giới, hiện tại thì 220.000 tàn quân, ngươi nói với ta công phá hộ biển kết giới. Nguyên hồn đều cười, đây không phải dẫn người đi chịu chết sao? Trước kia không được, nhưng bây giờ được, bởi vì, ta có một cái, bọn họ chết cũng không nghĩ đến biện pháp. Quân Thánh Tiêu nói. Rửa tai lắng nghe, Nguyên hồn nói. Quân Thánh Tiêu thấp giọng tại Nguyên hồn bên tai nói một câu. Nguyên hồn sau khi nghe xong, trong mắt lục hỏa lăn lộn, vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Quân Thánh Tiêu, nói. Ngươi điên rồi, loại chuyện này ngươi đều dám làm. Vì cái gì không dám làm, ta là Thánh Hoàng, không phải Thánh Mẫu. Ta hỏi ngươi, thượng cổ hoàng tộc làm loại chuyện này còn thiếu sao? Dựa vào cái gì ta không thể làm, Quân Thánh Tiêu trầm giọng nói. Ta mặc kệ, dù sao đến lúc đó xảy ra sự tình, ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ đem quân đi theo ngươi, việc ngươi cần cái này chuyện xấu, chính mình xử lý. Nguyên hồn nghiêm túc nói. Không có vấn đề, ngươi chỉ cần tại ta tan giã hộ biển kết giới về sau, để Khôn Nguyên vệ đi vào chém giết là đủ. Quân Thánh Tiêu nói. Được, vì đạo nghĩa, ta thì sau cùng theo ngươi điên một lần. Đừng nói vì đạo nghĩa, để ngươi Khôn Nguyên tông tìm về mặt mũi, báo thù rửa hận, dạng này nghe thực sự điểm. Ha ha, Thánh Hoàng, thật là một cái khí phách thật lớn người, bội phục. Hắn còn tưởng rằng, Quân Thánh Tiêu khả năng như vậy rút quân, không gượng dậy nổi đây. Không nghĩ tới, ác như vậy. Quân Thánh Tiêu bị ngược thành dạng này, lấy niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn, sao có thể hiện tại thì rút quân. Vậy coi như thật là, để thiên hạ cười đến rụng răng, từ đó Thánh Thiên Phủ không gượng dậy nổi, hắn nhất định phải bí quá hóa liều. Lại nói, thả đi cái này 100.000 Khôn Nguyên vệ, đối phương liền không khả năng trở lại chi viện. Tương đương Vân Tiêu kiếm phái trắng trắng đưa ra ngoài. Thời gian quý giá, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiến quân Nam Thiên Tông. Thành. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, hai đại lĩnh quân nhân vật đã mưu đồ bí mật hoàn tất, bọn họ lúc đi ra, Thánh Hoàng nói thẳng. Thánh Thiên vệ nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ tiến quân Nam Thiên Tông, mọi người yên tâm, lần này, chúng ta tất thắng. Ta cùng Nguyên hồn phó tông chủ, đã có chí thắng diệu kế. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là cái gì diệu kế? Vì cái gì không đồng nhất sớm lấy ra sử dụng? Không có người biết. Bất quá, kiến thức Thánh Hoàng giết gà dọa khỉ, 120.000 Thánh Thiên vệ, chỉ có thể theo sau. Cha, người đến cùng có biện pháp nào? Tuyệt đối đừng đưa chết rồi. Quân Niệm Thương đuổi theo. Quân Thánh Tiêu nghe được câu này, nhìn lại, Quân Niệm Thương còn mang theo cái kia quan tài thủy tinh đây. Cái này chói mắt quan tài thủy tinh, nhất là chướng mắt, nhất là châm chọc. Ngươi nói cái gì? Quân Thánh Tiêu híp mắt, lửa giận mãnh liệt. Ta nói, không muốn lại hại chết người mình. Quân Thánh Tiêu đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, một chưởng vỗ xuống dưới, mục tiêu không phải Quân Niệm Thương, mà chính là quan tài thủy tinh.
Ông, quan tài thủy tinh cùng cái kia trong quan tài người, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành bột mịn, phiêu đãng giữa thiên địa. Niệm Thương, đến đón lấy ngươi nhìn lấy, đừng nói chuyện. Quân Thánh Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó, quay người rời đi. Lưu lại quân Niệm Thương, thân thủ mờ mịt đi bắt cái kia bên trong thiên địa thủy tinh bột phấn. Đây là quân Niệm Thương ký sự đến nay, phụ thân lần thứ nhất, đưa trong tay kiếm, chọc vào trong lòng của hắn. Huyết nhục không đau, nhưng là tâm, lại đau đến không muốn sống. Lang Nhi, trong tuyệt vọng, thủy tinh bột phấn, theo gió mà lên, bay múa đầy trời, vẩy hướng mặt đất bao la. Trong cuồng phong, quân Niệm Thương, tóc dài phấn khởi, một ngày đầu bạc. Thánh Sơn, Côn Bằng Thánh Điện. Chiến trường vừa mới thu thập sạch sẽ. Lần này, nuốt vào Thánh Thiên Phủ cùng Khôn Nguyên Tông cùng nhau hơn 100.000 đại quân, hai đại tông môn tài phú lần nữa bạo tăng. Những chiến lợi phẩm này, đều là tương lai thời gian ngàn năm bên trong, tông môn bồng bột phát triển cam đoan. Này lên kia xuống, về sau Thánh Thiên Phủ càng ngày càng suy yếu, mà Đông Hoàng Tông sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Hiện tại Đông Hoàng Tông, lâm vào cuồng hoan bên trong. Một người đều không chiến tử, đại hoạch toàn thắng, còn có so cái này càng thống khoái hơn sao? Quân Thánh Tiêu Thánh Thiên Vệ đã chém ngang lưng, tăng thêm Khôn Nguyên Vệ, bất quá 220.000, những người này đã không cách nào tiến công Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn rút quân, Khôn Nguyên Tông cầm xuống Vân Tiêu Kiếm Phái, đoán chừng sẽ không lại chơi với bọn hắn đi xuống. Về sau chúng ta Đông Hoàng Tông có tông chủ chỉ huy, lại có thiếu tông chủ truyền thừa, đời đời huy hoàng. Đệ tứ về sau, liền có thể một lần nữa lên làm Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả. Đối Đông Hoàng Tông tới nói, trận chiến tranh này đã thắng. Bất quá đúng vào lúc này, có tông lão đến báo. Ba vị tông chủ, Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông đại quân không có rút lui, càng không mỗi người đi một ngả, mà chính là tiến quân Nam Thiên Tông. Nghe quân Thánh Tiêu ý tứ, là muốn công phá hộ hải kết giới. Cái gì, Lý Vô Địch, Minh Hoàng, Hắc Hậu bọn người lấy làm kinh hãi. Bọn họ điên rồi đi, thì cái này 220.000 tàn quân, lấy cái gì tấn công hộ hải kết giới. Số lượng này bất quá là Nam Thiên Vệ gấp 2, coi như có thể cầm xuống, bọn họ đều nhanh chết sạch sẽ, có ý nghĩa sao? Minh Hoàng tương đương không nghĩ ra. Nói thật, Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh bọn họ đều không nghĩ ra. Xác nhận một chút tình báo, Lý Vô Địch nói. Sau đó không lâu, vẫn còn có thám tử trở về, báo, khởi bẩm tông chủ, bọn họ tiến quân phương hướng cũng là Nam Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Quân Thánh Tiêu là bị điên rồi, nhưng Khôn Nguyên Tông người, dựa vào cái gì cùng bọn hắn cùng một chỗ nổi điên? Diệp Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi. Bất kể nói thế nào, chí ít nguyên hồn là có lý do bảo trì chấn định. Lý Vô Địch nói. Nói không chừng là cố lộng huyền hư, dẫn cho chúng ta rời đi huyết kiếp kết giới, để bọn hắn tìm tới cơ hội. Hắc Hậu nói. Không có khả năng, đại quân xuất phát, nhân số quá nhiều, tuyến đường hành quân không có bí mật. Chỉ cần ra kết giới, chúng ta song phương đều có thể tùy thời nắm chắc vị trí của đối phương. Minh Hoàng lắc đầu nói. Cái này chẳng lẽ nói rõ, bọn họ có một cái, chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ta cũng là ý nghĩ này. Minh Hoàng nói. Vô Địch, người thì sao? Diệp Thiếu Khanh nói. Trước phái người nghiêm ngặt giám thị bọn họ, đem bọn hắn tất cả động tĩnh đều báo cáo trở về. Sau đó, ta đoán chừng phải đi Nam Thiên Tông một chuyến. Lý Vô Địch nhíu mày nói. Toàn quân trợ giúp, Minh Hoàng hỏi. Không dùng, ta suy nghĩ một cái khác biện pháp. Lý Vô Địch nói. Cái biện pháp gì? Chúng ta phái ra một cái thánh chi cảnh giới tạo thành tinh anh chiến đội, dạng này tốc độ tiến lên nhanh rất nhiều, có thể so với đối phương, càng nhanh tới đạt Nam Thiên Tông, tham dự Nam Thiên Tông phòng thủ. Đông Hoàng Tông nơi này lưu lại mấy người là được rồi. Lý Vô Địch nói. Tất cả thánh chi cảnh giới dốc toàn bộ lực lượng. Minh Hoàng hỏi. Nếu là như vậy cùng nhau khả năng có tiếp cận 2.000 người, nhưng cái này 2.000 người tại hộ hải kết giới bên trong chiến đấu lực, khả năng vượt qua 20-30.000 người, vậy cũng tương đương mạnh. Đúng. Cái kia huyết kiếp kết giới làm sao bây giờ? Hắc Hậu hỏi. Huyết kiếp kết giới vốn chính là tự nguyên kết giới, tuy nhiên có người chèo chống kết giới năng lượng hạt nhân mạnh hơn, nhưng nếu là không có, uy lực cũng có thể bảo chứng. Mà lại, hấp thu hơn 100.000 máu của địch nhân mạch, hiện tại huyết kiếp kết giới, có thể cam đoan cường độ cao nhất tự động vận chuyển một tháng trở lên,
thì coi như bọn họ 220.000 người trở về, cũng đừng hòng cầm xuống nơi này. Lý Vô Địch mỉm cười nói. Lợi hại, Minh Hoàng cùng Hắc Hậu liếc nhau, từ đáy lòng bội phục. Người biện pháp này là đúng, thánh chi cảnh giới tạo thành tinh anh chiến đội, tính cơ động so với đối phương 220.000 đại quân cường rất nhiều, tùy thời đều có thể nhanh chóng chuyển di trợ giúp, mà lại cũng có rất mạnh đỉnh phong chiến đấu lực. Lại thêm, Nam Thiên Tông bản đến hơn 1.000 thánh chi cảnh giới, còn có người chống đỡ chàng chủ trì đại cục, không sai biệt lắm đủ. Minh Hoàng cảm khái nói. Nói trắng ra là, vượt qua 50.000 thánh thiên vệ tại Đông Hoàng cảnh tiến quân, đều sẽ hết sức rõ ràng. Mà thánh chi cảnh giới tiểu đội, tuyệt đối tới vô ảnh, đi vô tung. Tương đương nửa trợ giúp. Nếu như phái ra toàn bộ Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân, vậy liền kịch cợm, rất có thể bên trong đối phương kế sách, phản ứng không kịp. Thiếu Khanh, người cùng Hắc Hậu ở lại đây vừa đánh quét chiến trường, chủ trì đại cục, ta cùng Minh Hoàng xuất lĩnh tất cả thánh chi cảnh giới, lập tức hành động. Đám thám tử tùy thời cho chúng ta lan truyền động tĩnh của địch nhân. Lý Vô Địch nói. Không có vấn đề, Diệp Thiếu Khanh cùng Hắc Hậu gật đầu. Hắc sau bàn tay vừa mới khôi phục, tạm thời không thích hợp động thủ, mà Diệp Thiếu Khanh tại Đông Hoàng Tông, còn có thể chấn tràng, đầy đủ để Lý Vô Địch tín nhiệm. Đông Hoàng Tông thánh chi cảnh giới, từ Thánh Sơn Trưởng Lão cùng 33 thần phong hơn 300 cái điện khanh tạo thành, số lượng cùng nhau 6-700. Hắc Minh Tông nhiều một ít, hai đại tông môn cùng nhau xác thực tiếp cận 2.000 người. Xuất phát, Lý Vô Địch bước ra thánh điện, xa xa thượng cổ huyết ngục côn bằng chạy như bay tới, rơi trên mặt đất. Để tốc độ nhanh nhất cộng sinh thú, theo Trầm Uyên chiến trường phương hướng đi đường, 2.000 người, 200 đầu cộng sinh thú là đủ rồi. Lý Vô Địch nói, vâng, tốc độ nhanh cộng sinh thú, tỉ như Hoàng Phủ phong vân thần hạc, bay lên cũng nhanh như cuồng phong, mà lại trên đó có thể ngồi hơn 20 người. Thời khắc mấu chốt, chen một chút khả năng không có vấn đề. Từng đầu to lớn cộng sinh thú xuất hiện, trong đó đại đa số đều là phi cầm loại. Ngay tại Lý Vô Địch sắp khi xuất phát, một cái thiếu niên tóc trắng, bỗng nhiên bay lên thượng cổ huyết ngục côn bằng. Chính là Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến làm cái gì? Lý Vô Địch dở khóc dở cười nói. Trợ giúp Nam Thiên Tông a. Lý Thiên Mệnh nói. Người mẹ nó muốn đi Nam Thiên Tông du lịch đi. Lý Vô Địch nói. Ha ha, người khác nói mỏ, ta thì đi xem một chút, tận một chút lực lượng của mình đi. Người yên tâm, ta tuyệt đối cách cái kia Thương Lam Long Mạch xa xa, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Lý Thiên Mệnh bảo đảm nói. Nói tốt, người cũng đừng hố cha. Lý Vô Địch nói. Ông! Sau một khắc, mấy trăm đầu cộng sinh thú, từng cái xông vào động không đáy, đi vào Trầm Uyên chiến trường. Trầm Uyên bên trong chiến trường, đối phương tai mắt muốn giảm rất nhiều. Thích hợp hắn hơn nhóm cái đội ngũ này đi đường. Vù vù. Ma nhật phía dưới, một cái thánh chi cảnh giới đội ngũ, mang theo toàn thể thánh thú, không nhìn phía dưới hung thú cùng trên trời lít nha lít nhít màu đen lôi đình, gào thét mà đi. Ma nhật đương không, lạnh lùng nhìn lấy cái này 2.000 người. Lý Thiên Mệnh nghe bọn họ tại trên tòa thánh điện phân tích, hắn đồng dạng cho rằng, quân thánh tiêu có thể muốn làm liều mạng một lần. Cái đội ngũ này lấy tốc độ khủng khiếp. Xuyên thẳng qua Trầm Uyên chiến trường màu đen biển cả, đạt tới Nam Thiên Tông phụ cận. Viêm Hoàng đại lục bên kia Nam Thiên Tông, cả hòn đảo nhỏ đều bị hộ hải kết giới phong bế, dẫn đến động không đáy đứt gãy, cho nên hộ hải kết giới không có Trầm Uyên chiến trường bộ phận. Bọn họ chỉ có thể theo Nam Thiên đảo phụ cận đáy biển động không đáy xuất hiện, trở lại Viêm Hoàng đại lục, lúc này hộ hải kết giới, coi như gió êm sóng lặng. Một cái 2.000 người thánh chi cảnh giới ngự thú sư đội ngũ. Đi tới hộ hải kết giới trước mắt. Vi sinh thiên lan. Vừa hô một tiếng, hộ hải kết giới bên trong thì xuất hiện không ít người, vi sinh thương nguyên cha con mang theo không ít tông lão đi ra. Các ngươi sao lại tới đây? Vi sinh thiên lan kinh ngạc nói. Sự tình có biến, đến đây trợ giúp. Lý Vô Địch dứt khoát nói. Lý Vô Địch, người thật sự là châu bò, chúng ta vừa nghe nói, người dùng huyết kiếp kết giới giết bọn hắn hơn 10 vạn người. Chính toàn tông cho các ngươi gieo hò đâu? Vi sinh thương nguyên nói. Vi sinh thúc thúc khác chiết sát ta, huyết kiếp kết giới là chúng ta tổ tiên lưu lại tài phú, ta chính là cái lưu manh, lần này thuần dựa vào tổ tiên giết địch, ngài muốn khoa trương, thì khen chúng ta lão tổ tông Lý Thần Tiêu đi. Lý Vô Địch cười nói. Lý Thần Tiêu, là hai đại gia tộc cộng đồng tổ tiên, huyết kiếp kết giới lực sát thương, vi sinh gia tộc cũng có cảm giác tự hào. Đúng rồi, chúng ta vừa đạt được chiến báo,
nói cái kia 220.000 đại quân đánh tới chúng ta Nam Thiên Tông. Bọn họ chết nhiều người như vậy, quân Thánh Tiêu đây là điên rồi sao? Vi Sinh Thiên Lan nghi hoặc hỏi. Bọn họ chính đang thảo luận chuyện này đây. Chúng ta cũng rất hoài nghi, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dựa theo đạo lý, bọn họ đây là tới chịu chết. Mục đích của bọn hắn là dẫn chúng ta toàn tông trợ giúp, cho nên ta đổi cái mạch suy nghĩ, đem thánh chi cảnh giới đều mang đến, trước một bước đến nơi đây. Lý Vô Địch nói. Vô Địch có lòng, nói ra thật xấu hổ, đối chiến đến bây giờ đều là các ngươi tại giết địch, chúng ta bên này sự tình gì đều không có, còn không có trợ giúp qua các ngươi lại tới chi viện. Vi Sinh Thương Nguyên cảm khái nói. Đúng rồi, các ngươi đều đi, Đông Hoàng Tông làm sao bây giờ? Vi Sinh Thiên Lan thì đang suy nghĩ vấn đề này. Lý Vô Địch giải thích một chút huyết kiếp kết giới đặc thù tính. Đệ nhất tổ tiên không công bằng A, cho các ngươi kết giới đều khủng bố như vậy. Vi Sinh Thương Nguyên dở khóc dở cười nói. Nói nhảm, chúng ta đây là trước hôn nhân tài sản. Lý Vô Địch cười nói. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn trước mắt biển cả đại cầu nói, không cần nói nhảm nhiều lời, tranh thủ thời gian mang bọn ta tiến hộ hải kết giới, trước đóng lại kết giới, nhớ đến đem Thương Lam Long Mạch dẫn đi, chúng ta lại đi vào. Vì sao? Vi Sinh Thiên Lan hỏi. Ngươi làm theo là được rồi. Lý Vô Địch nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh cười nói. Thành. Sau đó, bọn họ xuyên qua hơn trăm dặm biển cả, chính thức bước lên Nam Thiên Đảo. Đứng ở chỗ này đi lên nhìn, bầu trời đều biến thành biển cả, một cái màu xanh lam thành trì, sừng sững tại biển cả ở giữa, xem ra mỹ lệ mà xinh đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về. Nam Thiên Tông chân Mỹ. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Có phải hay không bộ dáng càng đẹp đâu? Khương Phi Linh hỏi. Ha ha, nấc, Lý Thiên Mệnh giả bộ như không nghe thấy. Phanh phanh. Đi vào Nam Thiên Tông hậu, cộng sinh không gian cái kia đã dài đến cao 5 mét trứng lớn không ngừng nhảy nhót lấy, xem ra thập phần hưng phấn. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt rũ cụp lấy, mặt ủ mày trao nhìn lấy cái này tiểu đệ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Bỗng nhiên, cộng sinh không gian bên trong, vậy mà nhiều một cỗ nồng đậm hương hoa vị. Miêu Miêu dướn cổ lên, cẩn thận vừa nghe, mê say nói, thơm quá a. Chuyện ra sao, người nào thúi lắm? Huỳnh Hỏa nói. Gà đại ca, không có người đánh giấm có thể thơm như vậy. Miêu Miêu tìm khắp nơi, sau cùng tại Thái Nhất Tháp bên cạnh, tìm được một quả trứng. Vậy cơ hồ là nhỏ nhất một quả thái cổ hỗn độn cự thú trứng, thì cùng một cái chim nhỏ trứng giống như. Nó tuy nhiên tiểu, nhưng là nhan sắc 10 phần chói lọi, hắn bên trên có mỹ lệ hoa văn. Xem ra tựa như là một khối bảo thạch. Cũng là con hàng này tại đánh giấm. Huỳnh Hỏa leo lên, mở mắt xem xét, cái này màu sắc rực rỡ tiểu trứng, lại có một đạo nhỏ bé vết nứt. Cái kia nồng đậm hương hoa vị, bắt đầu từ cái này vết nứt bên trong tiêu tán đi ra, dẫn đến toàn bộ nửa đời không gian mùi thơm nức mũi, quả thực khiến người ta thần say, dường như khiến người ta thấy được một mảnh, vô cùng vô tận mỹ diệu biển hoa. Loảng xoảng. Huỳnh Hỏa còn không có kịp phản ứng. Cái kia màu sắc rực rỡ tiểu trứng bỗng nhiên nện tới, đánh vào gáy của nó phía trên, đem Huỳnh Hỏa đụng bay ra ngoài. Đậu phộng, phản ngươi, ta là ngươi lão đại. Huỳnh Hỏa bò lên, trên ót sưng lên một cái bao. Kết quả, cái kia màu sắc rực rỡ tiểu trứng tại trước mặt nó lung lay vài cái, rất giống là tiểu cô nương tại trước mặt nó le lưỡi, sau đó nhanh như chớp liền chạy về Thái Nhất Tháp bên kia đi. Đúng vào lúc này, cái kia to lớn song sắc trứng hưng phấn lăn đi qua. Cùng một cái thế lực bá chủ một dạng nghiền ép lên đi, kém chút đem Huỳnh Hỏa đè bẹp. Đậu phộng, cả đám đều phản, cẩn thận ta đem các ngươi đều nấu, bồi bổ thân thể. Huỳnh Hỏa cả giận nói. Gà đại ca, nghe nói thận hư cần bồi bổ thân thể, ngươi có phải hay không hư? Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng cút cho ta. Huỳnh Hỏa khóc không ra nước mắt a. Mẹ nó, gặp phải bọn này quỷ nghịch ngợm, lão tử cái này đại ca không dễ làm a. Sớm biết ta không cái thứ nhất đi ra. Trời xanh mây trắng phía dưới, chính là lít nha lít nhít đám người. Mấy trăm ngàn ngự thú sư cùng cộng sinh thú, bay qua mà đi, chỗ đến, thanh thế to lớn. Cái kia ngự thú sư làm hai bộ phận, một bộ phân thân xuyên màu bạch kim chiến giáp, một bộ phận khác, thì người mặc mờ nhạt sắc chiến giáp, cái sau chiến giáp càng nặng nề một số. Vô hình ở giữa, một cỗ ngút trời sát khí bao phủ tứ phương, gọi dọc theo đường hết thảy sinh linh, lo sợ không yên tránh lui. Phía trước biển cả cuồn cuộn, sóng biển gào thét.
Thánh Thiên Phủ cùng Khôn Nguyên Tông cái này 220.000 đại quân, nghiêm chỉnh đã xuất phát đến lục địa biên giới, đến đón lấy vượt qua vùng biển, mới có thể tới Nam Thiên Tông. Tâm tình bất an, tại tàn quân bên trong lan tràn, rất nhiều người ngơ ngác theo Thánh Hoàng, cho đến nay, cũng không biết hắn muốn làm gì. Lập tức liền muốn thực sự vào hải vực chiến trường, chỉ cần tiến đi, người nào biết mình, có hay không còn có thể còn sống đi ra. Đúng vào lúc này, Thánh Hoàng mặt hướng về phía trước biển cả, bỗng nhiên giơ tay, để toàn quân ngừng lại. Nơi đây vì sao chỗ? Thánh Hoàng hỏi. Hồi Thánh Hoàng, chính là phía nam một cái nhỏ bé bán đảo, trên bán đảo có ba cái tiểu quốc, phân biệt là Trúc Long Quốc, Chu Tước Quốc cùng Thương Hải Quốc. Chúng ta nơi ở, chính là Thương Hải Quốc biên giới bên trong. Có người bên trên qua lại đáp. À, thì cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có thể danh xưng là quốc. Thánh Hoàng suy cười một tiếng. Mọi người không dám nói lời nào, mê mang nhìn lấy hắn, dù sao hình tượng của hắn, tại mọi người trong lòng, đã dần dần sụp đổ. Đúng vào lúc này, Thánh Hoàng bỗng nhiên ánh mắt sáng rực, quay đầu nhìn lấy toàn thể Thánh Thiên Vệ, sau đó, cất cao giọng nói. Toàn thể Thánh Thiên Vệ nghe lệnh. Tại, từ giờ phút này bắt đầu, hạn định thời gian nửa canh giờ. Mỗi người, nhất định phải chộp tới ba cái Thương Hải Quốc người. Sau đó, ở đây hội tụ. Làm không được người, chém. Mọi người ngốc trệ. Một cái thiên ý cảnh giới Thánh Thiên Vệ, bắt ba cái Thương Hải Quốc người, đối diện với mấy cái này đại bộ phận cũng chỉ là thú mạch cảnh dân chúng, đương nhiên rất đơn giản. Nhưng mấu chốt là, vì cái gì? Còn không mau hành động, Thánh Hoàng nghiêm nghị nói. Vâng, 120.000 Thánh Thiên Vệ, mang theo nghi hoặc, bỗng nhiên tán đi. Mà nguyên hồn bọn người, thì khoanh tay, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Thánh Thiên Phủ còn lại hơn 10 vị Thánh Lão, khiếp sợ nhìn lấy Thánh Hoàng, thần sắc khá phức tạp, chỉ sợ bọn họ đã đoán được, Thánh Hoàng muốn làm gì. Chờ một chút, đều lưu lại. Bỗng nhiên, một người có mái tóc có chút hoa dâm thanh niên, lấy lớn nhất thanh âm lệ hống một tiếng. Đại bộ phận Thánh Thiên Vệ nghe được đây là ai thanh âm, cho nên, chỉ ít có 7 vạn người dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Quân Niệm Thương. Hắn màu tóc hoa dâm, cùng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không là một loại. Đó là lo nghĩ, thống khổ phía dưới tóc trắng, xem ra già nua rất nhiều. Thánh Hoàng hạ lệnh, Quân Niệm Thương ngăn cản, đây là cái gì tình huống? Tại vạn chúng chú mục bên trong, Quân Niệm Thương hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào phụ thân của mình. Làm càn, cút, Quân Thánh Tiêu ánh mắt như lửa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, bàng bạc uy áp, chấn tại Quân Niệm Thương trên thân, cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhưng, Quân Niệm Thương chống được. Hắn gắt gao cắn hàm răng, lấy nóng rực song mắt thấy hắn phụ thân, từng chữ nói ra hỏi, xin hỏi phụ thân, đuổi bắt hơn 300.000 Thương Hải Quốc dân chúng vô tội, ý muốn như thế nào? Niệm Thương, đừng nói chuyện. Đúng, nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Đem hắn mang đi. Thánh Hoàng vẫn còn có mấy cái con gái, đều là Quân Niệm Thương huynh trưởng, lúc này thời điểm toàn bộ vây quanh đến, đem tâm tình kích động Quân Niệm Thương đè lại. Nhưng... cái kia Quân Niệm Thương tranh giành tránh thoát trói buộc, gào thét một tiếng, hắn vẫn nhìn chòng chọc vào Quân Thánh Tiêu. Xin hỏi phụ thân, ngươi là có hay không là muốn đem cái này hơn 300.000 vô tội sinh mệnh, đầu nhập hộ hải kết giới, làm cho Nam Thiên Tông đóng lại kết giới cứu vãn những thứ này dân chúng vô tội, sau đó hai chúng ta mới đại quân, thừa lúc vắng mà vào, công chiếm Nam Thiên Tông. Một câu nói kia nói ra, quả thực toàn trường nổ tung. Ngay từ đầu thì có người đoán được. Nhưng chính là khó có thể tin, đến mức đại lượng Thánh Thiên Vệ, càng thêm đờ đẫn nhìn lấy bọn hắn Thánh Hoàng. Cha! Ngươi lấy hơn 300.000 người vô tội tánh mạng, đi tròn nhất thống Đông Hoàng cảnh mộng đẹp, chút xuống người chiến bại vô năng phẫn nộ, ngươi có phải điên rồi hay không? Một khắc này, Quân Niệm Thương hai mắt thiêu đốt, bệnh tâm thần, toàn bộ lửa giận, đều thiêu tại Quân Thánh Tiêu trên thân. Ở trước mặt hắn, Quân Thánh Tiêu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Niệm Thương, đừng nói nữa. Theo chúng ta đi, cha, hắn không hiểu chuyện, chớ cùng hắn tính toán. Huynh trưởng của hắn các tỷ tỷ toàn bộ tê cả ra đầu, nắm kéo cái này đệ đệ nhỏ nhất, sắc mặt đều tương đương khó coi. Hơn 300.000 người vô tội. Đây là cái gì ma quỷ sách lược? Đây là đồ sát thương sinh đi. Để bọn hắn tiến kết giới làm bia đỡ đạn, cái này cỡ nào tàn nhẫn, mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Trách không được ngay từ đầu, không lấy ra đối phó Nam Thiên Tông. Dám đôi câu vài lời nghị luận người, kỳ thật rất nhỏ giọng, bởi vì mọi người đều biết,
hiện tại ngỗ nghịch quân thánh tiêu, chẳng khác gì là muốn chết. Cha, ngươi không thể làm như vậy, đây là ngỗ nghịch thiên đạo, diệt tuyệt nhân luân tiến hành. Đây là sẽ bị trời phạt, ta van cầu ngươi, đừng có lại đánh, nam tử hán đại trượng phu, nhận thua có khó khăn như thế sao? Quân Niệm Thương nước mắt rơi như mưa, thê thảm quỳ trên mặt đất, hắn nói mỗi một câu, đều là quất vào thánh hoàng trên mặt bàn tay. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó xuất phát thánh thiên vệ, nguyên một đám lưu lại, hai mắt vô thần nhìn lấy tình cảnh này. Trong mắt bọn hắn, quân thánh tiêu nở nụ cười. Ha ha! Hắn khoát tay áo, để mọi người buông ra quân Niệm Thương, đi ra phía trước, vươn tay, vuốt ve quân Niệm Thương tóc. Quân Niệm Thương ôm lấy bàn tay của hắn, cắn răng nói, cha, về nhà được không? Hai tử, người cũng đã biết, đi đến một bước này, chúng ta đã không có đường lui. Quân Thánh Tiêu ôn nhu nói, không phải, nhận thua thì có, tuyệt đối đừng nghịch loạn bản tâm, mất đi phân tắc, đây đều là ngươi dạy đạo lý của ta. Quân Niệm Thương nói, ngươi lý giải sai, hai tử, thế đạo này mạnh được yếu thua, người yếu vốn là đáng chết, cái này hơn 300.000 người, bọn họ cái này con kiến hôi một dạng sinh mệnh, cho chúng ta nhất thống Đông Hoàng Cảnh làm ra cống hiến. Về sau, Đông Hoàng Cảnh sẽ không còn có chiến loạn, bọn họ bị chết vĩ đại, chết có ý nghĩa. Đó là vinh hạnh của bọn hắn, ngươi hiểu không? Quân Thánh Tiêu cười nói. Quân Niệm Thương lần nữa ngốc trệ. Hai tử, ngươi đi qua thần đô, ngươi hẳn phải biết, cái gọi là, thượng cổ hoàng tộc, chấp trưởng thời cổ thần quốc vài vạn năm, chính là lấy vạn dân chi mệnh hồn tu được, mới có thể bảo chứng hoàng tộc vĩnh thế cường thịnh. Ta hôm nay gây nên, đối bọn hắn mà nói, bất quá là trò trẻ con. Nơi này là thời cổ thần quốc, bọn họ có thể làm sự tình. Vì sao ta quân Thánh Tiêu không thể làm, đúng không? Hắn lúc nói chuyện, vẻ mặt tươi cười, tựa như là tại nói một kiện không có ý nghĩa. 3. Thế nhưng là lúc này thời điểm, quân Niệm Thương bỗng nhiên đẩy ra bàn tay của hắn, lui lại vài chục bước, lấy tức giận ánh mắt, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Cha, ngươi đừng có dùng những thứ này lấy cớ để tê liệt chính mình. Ta hỏi ngươi, ngươi quên chính mình cho ta thủ cái tên này, là có ý gì sao? Quân Niệm Thương. Thánh quân ngoảnh đầu Niệm Thương sinh, đây là ngươi hơn 20 năm trước trong lòng nói, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ làm được sao? Quân Niệm Thương, rất nhiều người nhớ kỹ cái tên này, nhớ tới cái này tiểu nhi tử xuất sinh ngày ấy, hăng hái thánh hoàng. Một khắc này hắn, cùng hiện tại giữ tợn mỉm cười hắn, quả thực tưởng như hai người. Cha, ngươi đã thua điên rồi, quay đầu là bờ đi. Quân Niệm Thương nước mắt nước mũi chảy ngang, toàn thân đều đang run rẩy. Cút, quân Thánh Tiêu rốt cục không cười nổi miệng, hắn một tiếng lăn chữ, đem cái kia quân Niệm Thương đẩy lui, khí huyết quay cuồng. Người thảo gian thương sinh chi mệnh, diệt tuyệt thiên đạo nhân luân, người không xứng làm thánh hoàng, người cho ta thủ cái tên này, chính là lớn nhất châm chọc. Quân Thánh Tiêu, ta lấy người chi tử lấy làm hổ thẹn. Quân Niệm Thương đẫm máu và nước mắt gào thét. Cút, dừng ở đây, nghe được vẫn là cái chữ này, quân Niệm Thương đã tuyệt vọng. Gặp lại. Khả năng từ phụ thân hủy đi quan tài thủy tinh một khắc này bắt đầu, cái này một đôi cha con, liền từ này xé rách, không bao giờ còn có thể lại là người trong đồng đạo. Quân Niệm Thương dứt khoát quay người, cô độc rời đi, hắn cố nhiên toàn thân run rẩy, khí huyết quay cuồng, nhưng, từ đó về sau, chí ít không thẹn với lương tâm. Cứ như vậy, hơn 200.000 người, nhìn lấy trận này nháo kịch theo trình diễn đến kết thúc, nhìn lấy quân Niệm Thương rời đi. Ai, Vân chăn chăn thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là đuổi theo quân Niệm Thương mà đi. Mà giờ khắc này, ai nào biết, quân Thánh Tiêu lòng như đao cắt. Người nào có thể phủ nhận, đây là hắn thích nhất nhi tử. Giật phong, cho ta nhìn hắn, quân Thánh Tiêu nhắm mắt lại nói. Đúng, cha, hắn thứ năm tử quân Giật Phong đứng dậy, cấp tốc đuổi theo quân Niệm Thương mà đi. Sau đó, quân Thánh Tiêu mở hai mắt ra, trong ánh mắt, sát khí ngút trời. Thánh thiên vệ, xuất động. Vâng, quân Niệm Thương sau khi đi, lại không ngăn cản thánh hoàng người. Sau đó, Thương Hải quốc cảnh nội, phát sinh một hồi chưa từng có tuyệt hậu tai nạn. 330.000 người, mặc kệ là nam nữ lão ấu, bỗng nhiên bị xuất hiện thánh thiên vệ bắt, bởi vậy ly biệt quê hương, vợ con ly tán, toàn bộ Thương Hải quốc, tiếng khóc chấn thiên, nhưng cũng ngăn cản không được, như đao phủ giống như lạnh lùng người. Thánh hoàng là có chút tàn nhẫn quá. Nhưng là, Khôn Nguyên Tông vừa đi. Chúng ta thì không còn có báo thù cơ hội. Các huynh đệ, quyết nhất tử chiến đi. Thánh hoàng nói đúng,
những thứ này yếu ớt con kiến hôi, ngoại trừ dẫy giụa, còn có thể làm cái gì đây? 220.000 đại quân, tăng thêm tiếp cận 400.000 thê thảm, mê hoặc, hoảng sợ thương hải quốc dân chúng, cứ như vậy, bước vào biển cả, hướng về Nam Thiên Tông mà đi. Người không biết, còn tưởng rằng đây là hơn 600.000 thánh thiên vệ đại quân đây. Đại quân quá cảnh, biển cả lăn lộn, trải qua quân thánh tiêu một phen huy động, kích phát ra không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Thời khắc này thánh thiên vệ, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Đến lúc đó, đem những người này, toàn bộ ném vào hộ hải kết giới. Nếu như Nam Thiên Tông, không đóng hộ hải kết giới, để kết giới linh tai đổ sát phàm nhân, cái kia, đây đều là tội lỗi của bọn họ, cùng chúng ta không quan hệ. Đều rõ chưa? Quân thánh tiêu nhỏ mà cười cười, nhẹ nhàng như thường mà nói. Minh bạch. Một đường lên, vô số người kêu rên, khóc khóc. Mẫu thân, người ở đâu? Ta sợ, oa oa. Cha, đừng giết cha ta, a. À. Dựa vào cái gì giết người, các ngươi đều là ma quỷ sao? Các ngươi đừng động ta phu quân, van cầu ngươi, tha hắn đi, oa. Một ngày này, trên trời trời xanh mây trắng. Trong biển địa ngục nhân gian, quân niệm thương cảm giác toàn thân đều nhanh muốn bị xé nứt. Thân thể, linh hồn, tín ngưỡng, cái này hơn 20 năm gần đây, trong lòng lập hạ hết thảy, giờ phút này đều ầm vang sụp đổ. Trong nhân thế lớn nhất thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn tựa như là cái xác không hồn, tại cái này hoang vu thổ địa bên trên mờ mịt tiến lên, toàn bộ thế giới đều giống như đã chết. Ở sau lưng hắn, Vân chăn chăn theo sát. Nói, quân niệm thương, chúng ta hồi thần đô đi. Ngươi trở về đi, ta muốn chết. Hắn vẫn thanh âm run rẩy tại phía trước truyền đến. Ngươi không phải đã nói, một thân nhẹ nhõm mới có thể tiêu dao tự tại sao? Rời đi nơi này, quên nơi này hết thảy, tốt bao nhiêu? Vân chăn chăn nói, nhẹ nhõm không được, cái này hơn 300.000 người hồn phách, cũng sẽ ở trên đầu ta. Hắn thất tha thất thểu tiến lên, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất. Rời đi những địa phương này. Ngũ ca, người đừng đuổi, trở về đi, quân niệm thương nói. Nơi xa còn có quân giật phong, trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng, đuổi theo. Niệm thương, ta và người ý nghĩ một dạng. Nhưng là, liền để hắn làm cằn một lần đi, hắn lần này gặp đả kích quá lớn, cái này tâm ma chưa trừ diệt, chúng ta thánh thiên phủ không có ngày mai. Đột sát hơn 300.000 phàm nhân, không phải tâm ma sao? Quân niệm thương nói. Quân giật phong không có cách nào trả lời. Hắn chỉ có thể đi theo hắn, bởi vì sợ hắn từ đó mất đi bóng dáng, cả một đời, đều không nhìn thấy cái này đệ đệ. Quân niệm thương một đường phi nước đại, chỉ có nghênh phong xông vào, mới có thể làm dịu trong lòng thống khổ. Không biết khi nào, phía trước xuất hiện một tòa như là nồi hơi một dạng thiêu đốt thành trì. Hắn hơi mệt chút, cứ như vậy bước vào thành trì bên trong, ngơ ngác nhìn cái này địa phương náo nhiệt. Thương hải quốc bên kia. Vốn cũng hẳn là như thế, mà bây giờ, lại có bao nhiêu gia đình, bị thánh thiên phủ trực tiếp phá hủy. Hắn thống khổ nhìn lấy cái này náo nhiệt thành trì, ở chỗ này mờ mịt đi lại. Hắn nghe người ta nói, nơi này là Chu Tước Quốc Bài Thành, tên là Diễm Đô. Hắn mệt mỏi thật sự, cứ như vậy ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn người đến người đi. Hắn biết, cái kia hơn 300.000 người không phải số lượng chữ. Mỗi người, đều như những người trước mắt này một dạng. Đều là có máu có thịt, có gia đình, có yêu người, có thân nhân, có huynh đệ tỉ muội sinh mệnh. Sát vách, là một cái trà lâu. Mấy người trẻ tuổi, ngay tại khí thế ngất trời thảo luận. Các ngươi đó là không thấy được, cái kia một đầu thanh sắc thần long, thật sự là đại A, nghe nói là thánh thú, lúc đó ta tại dạo phố, vừa tốt nhìn đến, thật sự là uy phong. Lý Thiên Mệnh lúc ấy cũng là ngồi tại con thần long kia lên, trở lại vệ gia. Lúc ấy... Cái kia thánh thiên phủ phó giám sát sứ, ngay tại đối vệ thiên thương lão gia tử xuất thủ, kết quả, Lý Thiên Mệnh trở về, một kiếm liền đem cái kia thánh thiên phủ giám sát sứ đánh chết. Thật sự là quá mạnh, không nghĩ tới chúng ta Diễm Đô, có thể ra Lý Thiên Mệnh loại này kỳ tài ngút trời. Ta nghe nói, hắn hiện tại thành Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, tương lai đó là muốn làm tông chủ nhân vật. Nói thật, hắn chém giết Lâm Tiêu Đình ngày nào đó, ta đã cảm thấy. Sau đó hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, quả thật như thế a. Đầu kia thánh thú thần long, nghe nói cũng là hắn sư tôn cộng sinh thú. Không biết Lý Thiên Mệnh con gà kia cùng mèo, tiến hóa thành hình dáng ra sao, có người trông thấy sao?
Mọi người lắc đầu. Bỗng nhiên, một cái thanh niên áo trắng đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy bọn hắn. Xin hỏi các vị huynh đệ, Vệ gia làm sao chạy? Quân Niệm Thương hỏi. Vệ gia, ngươi là người bên ngoài à? Vệ gia ngay tại Viêm Hoàng học cung bên trong, Viêm Hoàng học cung nha, dọc theo con đường này đi đến cơ sở, liền có thể nhìn đến Viêm Hoàng học cung cửa đá. Có điều, người bình thường là không thể tiến thiên phủ, chớ nói chi là tìm tới Vệ gia, người đi Vệ gia làm cái gì? Một người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Cảm ơn. Quân Niệm Thương cho bọn hắn bái. Sau đó, quay người rời đi, tiến về Viêm Hoàng học cung. Người này có bệnh à, hỏi thăm đường mà thôi, còn muốn cúi đầu. Đúng à, làm đến cùng chúng ta giúp bao lớn bận bịu giống như. Ha ha, kỳ hoa khắp nơi có, năm nay đặc biệt nhiều. Ở phía xa, Vân Chăn Chăn cùng Quân Giật Phong liếc nhau một cái. Bọn họ có chút hoảng hốt, không nghĩ tới, trên đời này lại có trùng hợp như vậy sự tình. Niệm Thương, rốt cục may mắn một lần. Nam Thiên Tông. Báo. Tình báo liên tiếp truyền đến. Khởi bẩm các vị tông chủ, quân Thánh Tiêu ép buộc tiếp cận 400.000 dân chúng vô tội, chính tiến về ta Nam Thiên Tông. Báo. Quân Thánh Tiêu vậy mà phát rồ, ép buộc 400.000 phàm nhân. Báo. Mấy chục cái thám tử, khẩn cấp trở về, báo cáo giống nhau tình báo. Chân tướng đại bạch. Cho đến lúc này, rốt cuộc biết quân Thánh Tiêu lực lượng ở nơi nào. Toàn bộ Trạm Lam Thánh Điện, đầu tiên là chết yên tĩnh giống nhau, sau đó bạo phát ra từng trận giận mắng. Bị ổi. Quân Thánh Tiêu đây là điên rồi. Loại này bị trời phạt sự tình, hắn cũng dám làm đi ra. Người này đến cùng là làm sao lên làm Thánh Hoàng. Cái này không có chút nào tính người thủ đoạn, cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào. Đường đường Thánh Hoàng, vô cùng hung ác đến loại trình độ này. Không cần phải nói, tất cả mọi người có thể đoán được. Quân Thánh Tiêu ép buộc nhiều người như vậy, đến cùng là cái mục đích gì? Cái này cũng thật là không có nhân tính rồi a. Loại này người sự tình cũng có thể làm đi ra, cái này đồ bỏ đi không sợ bị thời cổ thần quốc chế tài sao? Lý Thiên Mệnh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nghĩ tới đối phương khả năng tồn tại át chủ bài, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà như thế táng tận lương tâm. Hai quân giao chiến, cầm bách tính làm bia đỡ đạn. Có còn là người không? Hất lên ra người ma quỷ, thật không phải thứ tốt, Khương Phi Linh đang đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng tức giận nói. Rất phiền toái, cái phiền toái này, vượt qua nghĩa phụ dự liệu của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Phía trước hai lần, Lý Vô Địch đều trong lòng hiểu rõ, tương đương với phục kích đối thủ, chém ngang lưng Thánh Thiên Phủ, hiện tại, là cá nhân đều biết, rất khó làm. Tông chủ, một khi bọn họ đem 400.000 tù binh, ném vào hộ hải kết giới. Chúng ta nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số run rẩy ánh mắt, tụ tập tại Lý Vô Địch, Vi Sinh Thiên Lan, Minh Hoàng các loại trên thân thể người. Ba vị tông chủ, là hiện tại Nam Thiên Tông người đáng tin cậy. Cái này chó chết súc sinh, Lý Vô Địch nhịn không được mắng một câu. Vi Sinh Thiên Lan trong ánh mắt, cũng viết đầy sầu lo. Chỉ có thể suy yếu kết giới linh tai lực lượng, đem Thương Lam Long Mạch giấu đi, sau đó tận khả năng cứu người. Vi Sinh Thiên Lan nói. Thế nhưng là, cứu người, liền sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến chết người. Nam Thiên Vệ cùng dân chúng vô tội cùng chết, Minh Hoàng nói. Không phải vậy có thể như thế nào, nhìn lấy cái này 400.000 người bị kết giới linh tai chu sát. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Vậy chỉ có thể đọ sức một lần, có thể cứu bao nhiêu. Minh Hoàng bất đắc dĩ nói. Quân Thánh Tiêu cái này lão cẩu, lần thứ nhất phá ta tất cả kế hoạch. Dựa vào là hắn không hạn cuối phát rồ. Ta thật là phục, Đông Hoàng cảnh trong lịch sử, có người làm qua loại chuyện này. Lý Vô Địch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có, mọi người lắc đầu. Chính là bởi vì không có, mới không có dự phòng. Nhưng, ai có thể phòng được Thánh Thiên Phủ giết hại dân chúng vô tội? Thiên Lan nói không sai, hiện tại chúng ta rất bị động, biện pháp duy nhất chính là mình suy yếu kết giới lực lượng, nhưng không thể đóng lại. Nhất định muốn đem kết giới tiêu ký phụ trên người bọn hắn. Cái gì thời điểm cứu người thành công, cái gì thời điểm tuyệt địa phản kích, chém chết đám này không biết xấu hổ súc sinh. Thiếu Khanh bên kia đạt được tình báo, cần phải lập tức sẽ toàn quân xuất động đến trợ giúp. Lý Vô Địch nói. Loại tình huống này, có thể cứu bao nhiêu người? Minh Hoàng hỏi. Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bao nhiêu, lập tức bắt đầu chuẩn bị,
tất cả thủy thuộc tính Nam Thiên Vệ bắt đầu chuẩn bị, mang lên có thể cho dân chúng vô tội tạm thời lưu giữ tiểu hình thiên văn kết giới, lập tức bắt đầu. Vi Sinh Thiên Lan đứng lên nói. Toàn bộ Nam Thiên Tông, bắt đầu vì cứu người mà chuẩn bị. Tông chủ, đây đều là quân thánh Thiêu Tạo Nghiệt, tại sao chúng ta phải bị động như thế? Những người này coi như để kết giới linh tai giết, cũng chỉ có thể tính toán tại quân thánh Thiêu trên đầu, cứu người, sẽ dẫn đến chúng ta Nam Thiên Tông, tràn ngập nguy hiểm. Có một cái tông lão run rẩy nói ra. Các vị, người tu hành, nếu không thể bảo trì trật tự, thủ hộ thương sinh, còn không bằng làm con chó. Tất cả mọi người không phải thánh mẫu, ta giết nhiều người, ta cũng không phải. Nhưng, ta làm không được, nhìn lấy không liên hệ người vì thế nỗ lực tánh mạng. Tu sĩ chúng ta, nếu là muốn chết, nhất định phải bị chết không thẹn với lương tâm, chết có ý nghĩa, đừng cho đời đời con cháu không ngóc đầu lên được. Lý Vô Địch thay thế Vi Sinh Thiên Lan, đáp lại câu nói này. Vâng, hôm nay người nào không biết hắn Lý Vô Địch, nhưng, tận mắt nhìn thấy, ai còn có thể nói hắn là sát nhân ma vương. Chân chính sát nhân ma vương, là Thánh Hoàng quân Thánh Tiêu. Thiên Lan, cứu người phương diện, thì nhờ vào ngươi. Lý Vô Địch thanh âm trầm trọng nói. Ngươi thì sao? Ta muốn thấy nhìn, có thể hay không tại rậm rạp vạn quân bên trong, thủ quân Thánh Tiêu thủ cấp. Lý Vô Địch ánh mắt huyết hồng nói. Lý Vô Địch, ngươi như có thể làm được, cũng là đệ nhất hào kiệt. Thử một chút, hôm nay không dùng chém chết súc sinh này, lão tử thì không họ Lý. Hắn dẫn theo xích huyết hoang đao, dậm chân mà ra. Ai có thể dự đoán, hắn trả tại phá kiếp bạo phát kỳ bên trong, đến bây giờ 3 tháng trôi qua, lại là tu vi gì? Toàn bộ Nam Thiên Tông đã bận rộn. Bọn họ chủ yếu là tại giao lưu câu thông các loại cứu người biện pháp. Nghĩa phụ, Thương Lam Long Mạch trước đóng lại đúng không? Lý Vô Địch đi lúc đi ra, Lý Thiên Mệnh bắt được hắn hỏi. Đúng, ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng muốn cứu người, Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu tử ngươi thì không sợ chết sao? Đối diện đều là không muốn mạng chó bối phận, từng cái đại ngươi 10 mấy tuổi. Lý Vô Địch nói. Sợ chết lời nói, ta tới nơi này làm gì? Thế thiên hành đạo, không thẹn với lương tâm, không phải sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Ngươi nói đúng, ngươi có gan, ngươi cứ việc đi cứu, nhưng ngươi phải biết, không ai sẽ bảo hộ ngươi. Mà ngươi là đối thủ trong mắt bảo tàng, Lý Vô Địch không khách khí nói. Ha ha, nghĩa phụ, nhớ đến muốn thả ra Thương Lam Long Mạch thời điểm, ngươi trước hô một tiếng, ta tranh thủ thời gian tránh khỏi lại hố ngươi một lần. Thành, tiểu tử ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút, đừng chết tại cái này hải lý, thi thể cũng không tìm tới, biết không? Biết, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lửa nóng nói. Thì cái này một thiếu niên, cùng sau lưng một cái lam váy thiếu nữ. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, có tuổi trẻ mà hừng hực ăn ý, cũng có cộng đồng phó hiểm quyết tâm. Bọn họ bỗng nhiên đụng vào nhau, hợp hai làm một. Sau đó, cũng không quay đầu lại, vọt vào biển cả bên trong. Lý Vô Địch nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bóng lưng của hắn, bỗng nhiên có chút sững sờ. Ta dựa vào, lại có loại, dưỡng nhi tòng quân một tờ về cảm giác. Chiến trường, sinh tử vô tình, từ xưa đến nay. Mấy cái bao nhiêu tuổi anh hùng hào kiệt, chiến tử xa trường. Nhưng, thế thiên hành đạo, đại đạo không giới hạn. Chiến tử một người, cứu được 10 người, 100 người, chúng sinh cho nên an cư lạc nghiệp. Hậu thế sẽ không quên mất, bọn họ công tích vĩ đại. Thượng thương, cũng sẽ không cô phụ dũng cảm mà chính nghĩa nhiệt huyết chiến sĩ. Lý Thiên Mệnh không muốn làm một cái trốn ở trong góc, khiến người ta bảo vệ tuyệt thế thiên tài. Cái gì nghịch thiên yêu nghiệt? Sự tình muốn làm cũng không thể làm, nghe cũng là chuyện tiếu lâm. Người làm gì như vậy tham sống sợ chết, tâm không đại nghĩa, dựa vào cái gì khiến người ta kính nể. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn làm một cái bình thường chiến sĩ. Hắn người mặc Nam Thiên Vệ chiến giáp, trực tiếp dùng nước biển đều cởi không đi thuốc nhuộm, đem mặt cho đổ hắc. Sau đó, lại đem Đông Hoàng kiếm thu thập, trong tay đổi thành Hắc Minh Long kiếm, trên cánh tay trái quấn quanh lấy một sợi dây thừng, dùng tới cứu người. Loại thời điểm này, cũng không cần phải cầm Đông Hoàng kiếm, đến làm cho người chú mục. Hắn đứng tại tuyến đầu, đối mặt, chính là Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông giờ phút này đột kích dữ tợn đại quân. Lý Thiên Mệnh trong mắt, xích phiêm thiêu đốt, lôi đình lập lòe. Phanh phanh phanh, đối phương đại quân vừa mới đến, mấy chục vạn người liền như là châu chấu giống như, hướng về hộ hải kết giới phương hướng vào tới.
120.000 thánh thiên vệ, đem trong tay bọn họ trưởng khống dân chúng vô tội, tranh nhau chen lấn, hướng về cái này biển cả lên thủy cầu to lớn nện vào đến. Nguyên một đám Thương Hải quốc bách tính, khóc ròng ròng, sắc mặt đau thương, bất lực kêu to, lại đều không tránh né được bị hộ hải kết giới nuốt vào đi vận mệnh. A, à, cứu ta, nhanh cứu ta. Ta không muốn chết a, à, ô ô. Mẹ, mẹ, oa. Lúc này thời điểm, thánh thiên vệ chỗ nào còn quản cái gì người già trẻ em, chỉ cần là vật sống, thì toàn bộ ném vào hộ hải kết giới, dường như đem người ném vào đến, thì không có quan hệ gì với bọn họ như vậy. Nguyên bản hộ hải kết giới, tiếp tục cao tốc xoay tròn, những thứ này thú mạch cảnh Thương Hải quốc bách tính bị nện tiến đến, sợ rằng sẽ bị giữ dằn nước biển xé rách thành toái phiến. Nam Thiên Tông chỉ có thể thu hồi Thương Lam Long Mạch, càng đem hộ hải kết giới uy lực, cắt giảm đến cực hạn. Ngay cả như vậy, những thứ này dân chúng vô tội bị nện tiến đến, vẫn trong nháy mắt bị sóng lớn chìm ngập. Còn có thật nhiều mấy tuổi lớn tiểu hài tử, ở trong nước hoảng sợ khóc giống, nếu là không có bất luận cái gì thú nguyên, căn bản không có cách nào ngăn cách nước biển, tiếng khóc tự nhiên im bặt mà dừng, biến thành chết đuối, căn bản sống không được bao dài thời gian. Thế mà, Lý Thiên Mệnh trước mắt, có vô số dạng này, như là tại địa ngục bên trong dãy ruộng người. Nhỏ yếu, thật là nguyên tội à. Chiến tranh hết thảy, tàn nhẫn như vậy, liên tam tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Thế nhưng là, ba tuổi tiểu hài tử, hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, có thể có tội tình gì qua. Thánh Thiên Phủ, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu liền có thể nhìn đến bọn họ. Hiện tại hộ hải kết giới uy lực hạ xuống, Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ, chỉ cần giết hại là được rồi, bọn họ căn bản không cần đi quản những cái kia ném vào tới phàm nhân. Xem xét lại Nam Thiên Vệ, bọn họ chẳng những muốn đứng vững cái này 220.000 đại quân trùng sát, còn muốn cứu người, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Các huynh đệ, không có đường lui, nhất định phải làm đến. Toàn thể Nam Thiên Vệ giận dữ hét lên, thấy chết không sờn. Bọn họ nhất định phải chống đỡ, làm Thương Hải quốc tình báo truyền về Đông Hoàng Tông giây phút đầu tiên, Diệp Thiếu Khanh liền mang theo toàn bộ Đông Hoàng Vệ, Hắc Minh quân trợ giúp mà đến. Đi qua bố trí, Nam Thiên Vệ có minh xác phân công, có người cứu người, có người nghênh chiến. Nghênh chiến Nam Thiên Vệ, xuyên qua những cái kia vô tội bách tính đám người, đè vào phía trước nhất, trực tiếp cùng Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ tại biển cả bên trong chém giết cùng một chỗ. Lý Vô Địch xuất lĩnh hơn 3.000 thánh chi cảnh giới, giết tại phía trước nhất. Thượng cổ huyết ngục côn bằng phía trên, hắn tóc máu phấn khởi, ánh mắt tinh hồng, đang tìm kiếm quân thánh tiêu vị trí. Mặt khác một nhóm Nam Thiên Vệ, tại biển cả bên trong chống lên có thể di động thiên văn kết giới, tầng tầng bảo hộ, sau đó đem tiếp đến bách tính, nguyên một đám chuyển di trong đó. Nhưng, 220.000 địch quân thực sự nhiều lắm, cần người cứu viện càng nhiều. Nhất là những cái kia chết đuối hài đồng, bọn họ bị sóng lớn cuốn đi, trực tiếp thì đụng hôn mê bất tỉnh, không hào phóng còn ở trong nước lắc lư, người xem nước mắt chảy ngang. Đáng chết! Lũ khốn kiếp này! 220.000 xông tới địch quân, phân tán đến mỗi cái phương hướng, muốn một lưới đánh vỡ cũng khó khăn. Bọn họ chẳng những trùng sát Nam Thiên Vệ, phá hư cứu viện, thậm chí có người nhìn thấy người già trẻ em đều giết. Tại sinh tử chiến trường bên trong, làm linh hồn của bọn hắn nhân vật quân thánh tiêu đều đã điên cuồng như ma, lại có thể trông cậy vào bao nhiêu bộ hạ, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cái này biển cả ở giữa phát sinh hết thảy, đủ để dùng thảm liệt để hình dung. Vừa mới khai chiến, cái này biển cả ở giữa màu xanh lam nước biển, liền đã để máu tươi nhuộm đỏ, chỉ ít tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, thì có thi thể trôi nổi. Ông! Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ cái gì thời gian cảm khái. Theo trước tiên bắt đầu, hắn chỉ tại không ngừng cứu người. Trong tay dây thừng khoảng chừng dài trăm thước, là hắn chuyên môn chuẩn bị xong, hắn có thi triển xiềng xích roi dài kinh nghiệm, dây thừng kia tại biển cả bên trong cấp tốc tiến lên, đem nguyên một đám thống khổ dãy giụa bên trong sinh linh, quấn quanh trên sợi dây. Ca ca, bên kia có đứa bé. Khương Phi Linh âm thanh run rẩy nói. Không dùng Lý Thiên Mệnh động thủ, nàng chính mình trưởng khống thiên chi dực, phá vỡ sóng biển đem Lý Thiên Mệnh dẫn tới. Có thể nhìn đến, Lý Thiên Mệnh tốc độ trên biển, cơ hồ vượt qua tất cả thiên ý cảnh giới. Đó là bởi vì, thiên chi dực biến hóa thành vây cá hình dáng, có thể ở trong nước tốt hơn tiến lên. Tăng thêm thời gian chàng gia tốc, mới có thể để cho Lý Thiên Mệnh giành giật từng giây. Hắn trên sợi dây còn cuốn lấy 20 mấy người, nhưng trên cơ bản là ngự thú sư, có thú nguyên liền có thể dưới nước hoạt động.
Trước mắt tiểu nữ hài này rõ ràng không được, Lý Thiên Mệnh đến thời điểm, nàng cái bụng đã trướng đến rất lớn, rõ ràng uống xong không ít nước biển. Ông! Lý Thiên Mệnh vận chuyển thú nguyên, đem nước biển theo hắn dạ dày bên trong bước đi ra, nhưng tiểu hài tử đã ngạt thở, rất có thể đã chết. Mau mau, Khương Phi Linh thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới gần nhất thiên văn kết giới, chỗ đó có người tại khẩn cấp thi cứu. Chết! Bỗng nhiên bên trái có một cái thánh thiên vệ đánh tới. Miêu miêu! Cách đó không xa chém giết miêu miêu, vội vàng hóa thành đế ma hỗn độn vọt lên, nó một miệng ngậm chặt Lý Thiên Mệnh trong ngực tiểu hài tử, mà Lý Thiên Mệnh thì cầm dây trói quấn quanh ở hắn trên thân. Huỳnh Hỏa, bảo vệ bọn hắn! Không dùng Lý Thiên Mệnh nói, Huỳnh Hỏa đã thủ hộ tại miêu miêu bên người, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ nước biển xuyên thẳng qua. Cái kia thánh thiên vệ còn đang đuổi giết bọn họ. Ngươi trở lại cho ta. Một đạo hắc ảnh tại biển cả bên trong lao vút, xông tới. Cái kia thánh thiên vệ đột nhiên quay đầu, người này đại khái là một cái hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy mù mịt, hắn quay đầu thời điểm, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái kia hai cái cộng sinh thú, là Lý Thiên Mệnh, người chính là hắn. Thông minh a, ta đi ngươi tổ tông, Lý Thiên Mệnh gào rú một tiếng. Nghịch thần kiếm ý. Hắn trùng sát mà đến. Lần này liên tục giết ra bốn kiếm, một kiếm so một kiếm hung mãnh. Vạn kiếm độc tôn. Phốc phốc. Thánh thiên vệ hồn thân nổ tung, bị tại chỗ đánh chết. Hắn một câu cũng không có la đi ra, một khi để hắn hô lên Lý Thiên Mệnh tên, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới. Đi. Lý Thiên Mệnh cấp tốc đuổi kịp Miêu Miêu, đem cái đứa bé kia cùng cứu tới 20 mấy người, mang vào thiên văn kết giới. Trước cứu đứa nhỏ này, nàng sắp chết. Rất nhanh, thì có trưởng bối tiếp nhận đi, trực tiếp dùng linh túy nuôi nấng, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, cái đứa bé kia bỗng nhiên kịch liệt thở dốc, mở to mắt, bắt đầu hoảng sợ khóc lớn, không hào phóng đều tại loạn lắc. Sống, ca ca, nàng sống. Khương Phi Linh mặc dù là linh thể, nhưng chỉ sợ đã lệ nóng doanh tròng. Hô! Lý Thiên Mệnh thật sâu thở ra một hơi, hắn cơ hồ một khắc đều không ngừng lại, chào hỏi Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, lần nữa trọng về chiến trường. Lão đại, có thể cứu bao nhiêu người đâu, quá loạn. Huỳnh Hỏa Tăng tức giận nói. Chớ nói nhảm, có thể cứu một cái cũng là một cái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh không có trải qua loại tràng diện này. Có lẽ đây là vô tận thế giới bên trong, phát sinh một kiện tầm thường sự tình, thế nhưng là hắn không thể thừa nhận. Nói thật, cho đến nay, đầu óc của hắn đều tại oanh minh, nhất là nhìn đến cái kia bất lực dẫy dụa tiểu hài tử. Tuyệt vọng phiêu đãng tại biển cả bên trong. Cái kia hình ảnh, cả một đời đều không thể quên được. Có người giết tới đây, thủ hộ thiên văn kết giới. Nhanh! Căn bản không có cơ hội thở dốc, vừa đem người đưa ra, phía trước huyết hải chi chung, thì có một đội hơn 30 người khôn nguyên vệ giết tới. Bọn họ liếc mắt liền thấy cái này thiên văn trong kết giới, tụ tập không ít người. Giết! Nếu để cho bọn họ công phá, những thứ này thật vất vả cứu lên người. Toàn bộ đều phải chết. Lý Thiên Mệnh huyết sắc ánh mắt, gắt gao khóa chặt bọn họ. Chống đỡ, chúng ta chuyển di thiên văn kết giới về Nam Thiên Đảo. Vâng, có lẽ là trong lòng nói nghĩa đi, hôm nay Nam Thiên Vệ, nhất là có loại, nhất là điên cuồng. Giết bọn hắn. Có người nói trên chiến trường rất khó phân biệt thiện ác, nhưng, luôn có trên đại thể thiện ác. Nhất thống Đông Hoàng cảnh không tính tội ác, nhưng lấy 400.000 dân chúng vô tội vì pháo hôi. Cái kia chính là không thể tha thứ ác đồ. Lý Thiên Mệnh tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, chỉ là rất phổ thông một cái Nam Thiên Vệ, hắn không biết mình giết bao nhiêu địch nhân, cũng không biết, chính mình bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử hành tẩu. Nhiều lần, đều dựa vào hắc ám cánh tay cùng Thiên Chi Dực chống đỡ bất tử, chạy thoát. Hắn Nam Thiên Tông chiến giáp, đã phân mảnh, trên người có mấy đạo vết thương, thậm chí có sâu đủ thấy xương. May mắn, có Thái Nhất Tháp tư nhuận. Để hắn chống đỡ xuống dưới. Hôm nay Thái Nhất Tháp phá lệ hưng phấn, cái kia mãnh liệt bạch quang, cơ hồ khiến Lý Thiên Mệnh thương thế không ngừng khôi phục. Chống đỡ. Các huynh đệ chống đỡ, tiếp tục cứu người. Có lẽ là chảy không ít huyết, Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, trước mắt toàn bộ đều là máu tươi, đều là mọi người tuyệt vọng gọi tiếng, đều là trên chiến trường chém giết. Phốc phốc. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên quay người. Dùng hắc ám cánh tay bắt lấy một cây trường thương.
trường thương này kém chút từ phía sau xuyên thủng chính mình. Chết! Một cái Khôn Nguyên vệ toàn thân vết máu, còn tại hướng phía trước đâm xuyên. Ngươi chết đi cho ta! Lý Thiên Mệnh một kiếm ném lên đi, đem đầu đều đánh bay. Dữ tợn sau đó, hết thảy trước mắt lại càng thêm mơ hồ, hắn biết mình là tiêu hao quá lớn, nhưng là tại chỗ mỗi người, tiêu hao đều rất lớn. Ta cứu được bao nhiêu người? Không thể đếm hết được, chỉ ít có 500, 600 đi. Số lượng này, cơ hồ là Nam Thiên Vệ bên trong cao nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường hỗn loạn này, thật cũng là huyết sắc địa ngục nhân gian. Mà hết thảy này, đến từ một cái ngạo mạn, cố chấp bảo thủ, tự cho là đúng bạo quân quân Thánh Tiêu. Sự thật chứng minh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt, không có chúng sinh bạo quân, không xứng làm đế hoàng, càng không xứng nắm giữ đế hoàng thiên ý. Lý Thiên Mệnh còn tại liều chết giết địch, có thể trong đầu của hắn, trong linh hồn, có rất nhiều ý nghĩ. Vạn cổ đệ nhất chính đạo, sao lại là như thế chi đạo? Đây hết thảy, rất hiện thực, nhưng là cũng sâu sắc. Hắn đối đế hoàng thiên ý nhận biết cùng nhận biết, tại dạng này một trận chém giết bên trong, chưa từng có tăng vọt. Có được lực lượng, thì nên bảo trì thương sinh trật tự, tạo phúc thiên hạ, thủ hộ người nhà, mà không phải lấy ra, giết hại sinh linh, diệu võ dương oai. Nhân gian thế giới, tự có thiên đạo, vạn vật thay đổi, chính là thế giới pháp tắc. Cường giả càng cần phải thủ chính nói, tâm như gương sáng, quân giả minh chính, vạn thế thái bình, mới có thể mở tích phồn vinh thịnh thế. Mà như rút củi dưới đáy nồi, diệt tuyệt nhân luân, chỉ vì bản thân tư dục, ắt gặp trời phạt, tất gặp báo ứng. Ta không muốn làm dạng này người. Ta có thể không phải đệ nhất thánh hiền, công chính liêm minh, nhưng ta cũng tuyệt không táng tận lương tâm, không bằng heo chó. Hắn vẫn nhìn không thấu, thế gian này đế hoàng thiên ý, có cao thâm bậc nào, phức tạp. Nhưng giờ khắc này, không biết vì sao. Tu di giới chỉ bên trong Đông Hoàng Kiếm, cùng cộng sinh không gian bên trong Thái Nhất Tháp, đều tại ầm vang chấn động. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ, bởi vì lúc này thời điểm Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thiên Mệnh tiểu bối, trẻ con là dễ dạy. Đông Hoàng vì mệnh, Thái Nhất vì tâm, Thánh Đạo làm vua ngàn vạn, mà ngươi đã đến một hai. Bỗng nhiên, trước mắt biển cả, xuất hiện một cái kim bào cự nhân cùng một cái bạch y cự nhân, đây là hai cái bóng hư ảo, nhưng nguy nga như cao sơn. Bọn họ một người một câu, đinh tai nhức óc. Tiền bối là người nào? Lý Thiên Mệnh linh hồn oanh minh, ngây ra như phỗng. Hữu duyên có thể thấy được. Hôm nay, thưởng thức trong lòng ngươi chính đạo, lược giúp chuyện nhỏ mà thôi. Hai vị này ngàn mét cự nhân cười một tiếng, phút chốc biến mất, hành tung không lại. Sau một khắc, rung động Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, vậy mà chủ động xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Thời gian, phảng phất tại cái này nháy mắt đứng im. Sau đó, oanh, chói mắt kim hắc sắc quang mang theo Đông Hoàng Kiếm bên trong bộc phát ra, một đạo khác bạch sắc quang mang đồng thời xuất hiện, sau đó vô hạn phóng đại, một phân thành hai, lại chia làm bốn, cứ như vậy không ngừng phân ra, ngàn ngàn vạn vạn, xông về chiến trường. Lý Thiên Mệnh đờ đẫn nhìn đến. Lớn nhất tới gần hắn một đạo bạch quang, vây lại một cái Thương Hải Quốc bách tính, hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, đem bảo hộ ở trong đó. Đây chỉ là trong đó nhỏ bé một bộ phận. Tại mấy trăm ngàn thánh thiên vệ, Nam Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ trong mắt, phía trên chiến trường này, xuất hiện mấy trăm ngàn bạch sắc quang cầu cùng hắc kim sắc quang cầu. Bọn họ, đem tất cả dân chúng vô tội vây quanh trong đó, để bọn hắn triệt để rời đi quỷ môn quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị quang mang này hấp dẫn, toàn trường ngốc trệ, chiến đấu bởi vậy dừng lại trong nháy mắt. Tiếp đó, bọn họ tận mắt thấy, những cái kia quang cầu vậy mà hướng về Nam Thiên Tông phương hướng di động. Hô hô hô, không ai có thể ngăn cản. Thẳng đến những thứ này quang cầu, đem còn sống Thương Hải Quốc bách tính, toàn bộ dẫn tới Nam Thiên Đảo. Làm hơn 300.000 người, rơi vào Nam Thiên Đảo lên thời điểm, Nam Thiên Đảo đệ tử đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Ta giống như thấy là Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp. Đây không phải là Lý Thiên Mệnh thần vật sao? Rất nhiều người đều không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở nơi nào. Nhưng là, bọn họ lại biết, lần này, tựa như là Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, ngăn cơn sóng dữ. Những người này, giống như đều được cứu. Đúng vậy à, bọn họ được cứu. Đây là thần vật tương trợ, liền bọn họ đều phỉ nhổ quân thánh tiêu tội ác hành động.
Trời ạ, thần vật hiển linh. Lý Thiên Mệnh đến cùng làm cái gì? Toàn bộ Nam Thiên đảo ngốc trệ, tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ chuyển hóa làm cuồng hỉ. Liền Vi Sinh Thiên Lan đều kinh ngạc nhìn, Nam Thiên đảo lên cái kia bỗng dưng thêm ra tới hơn 300.000 người. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến cái kia hộ hải kết giới chỗ sâu, cái kia ánh sáng óng ánh nguyên, đó nhất định là Lý Thiên Mệnh vị trí. Tuy nhiên không biết đứa nhỏ này đến cùng làm cái gì, nhưng là, hắn cứu vớt tất cả mọi người. Vi Sinh Thiên Lan rung động nói. Vậy ngươi còn ở nơi này đánh rắm, tranh thủ thời gian dẫn người đi vào, cho lão tử mở ra hộ hải kết giới. Vi Sinh Thương Nguyên cuống cuồng nói. Vi Sinh Thiên Lan không nói thêm lời, trực tiếp trở về hướng. Nam Thiên Tông toàn thể tông lão nghe lệnh, theo ta vận chuyển Nam Thiên hộ hải kết giới. Sốt cục, chờ đến có thể tuyển địa phản kích một khắc này. Vi Sinh Thiên Lan điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi, đó là hưng phấn điên cuồng. Nam Thiên Tông chống được, tuy nhiên đây hết thảy đến từ khiến người ta ngạc nhiên Lý Thiên Mệnh, nhưng là, mỗi một vị tử chiến Nam Thiên Vệ, sao lại không có có công lao? Các huynh đệ, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, giết, ầm ầm, hộ hải kết giới bên trong, không có pháo hôi, chỉ có chém giết song phương. Sau đó, cái này Nam ruộng hộ hải kết giới, chính thức bày ra hắn kinh khủng một mặt. Trong lúc nhất thời, vô số nước biển nghịch loạn, Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ trên người kết giới tiêu ký lóng lánh lên. Sau một khắc, vạn cân nặng nước biển, cứ như vậy ầm vang nện tại trên người của bọn hắn. Có ít người, ngũ tạng lục phủ đều bị đập vỡ. Cơ hồ tất cả địch quân, hiện tại cũng còn tại hộ hải kết giới bên trong chém giết, bạo loạn hộ hải kết giới, dư tợn để mắt tới bọn họ, đem uy lực đã mở ra đến cực hạn. Nam Thiên Vệ môn thì tại hộ hải kết giới bảo hộ phía dưới, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Đối phương gấp hai số lượng, tựa hồ liền không có đáng sợ như vậy, thậm chí, giống như có chút không chịu nổi một kích. Đây là Thánh Thiên Vệ môn gặp lần thứ ba ác mộng. Đây là thần muốn diệt chúng ta Thánh Thiên Phủ A. Một trận không thể tưởng tượng đại nghịch chuyển, cứ như vậy xuất hiện. Quả thực tựa như ảo mộng, khiến người ta dở khóc dở cười, không dám tin vào hai mắt của mình. Mắt thấy cứ như vậy đè đi lên, Nam Thiên Tông xong đời, căn bản chống đỡ không đến trợ giúp, thế nhưng là vì cái gì, kết quả lại như thế phá vỡ. Đó là Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Cho đến giờ phút này, chân tướng trên chiến trường lưu truyền. Truyền nói thượng cổ thần vật, cứu vớt dân chúng vô tội, cũng mang ý nghĩa xem mạng người như cỏ rác thánh hoàng, chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng, nối giáo cho giặc Thánh Thiên Phủ, chắc chắn như vậy diệt vong tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chiến cục nghịch chuyển trong nháy mắt, túc mệnh luận, chính là để đại quân sụp đổ hung ác nhất binh khí. Lý Vô Địch bọn họ, trực tiếp hô hoán loại này túc mệnh luận, làm cho triệt để lan ra ra. Những cái kia bị hộ hải kết giới chìm ngập Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ, còn tại tiếp nhận biển cả phá vỡ, liền nghe đến loại này để bên trong tim run rẩy. Nói thật, cứ như vậy đem mấy chục vạn người ném vào đến làm bia đỡ đạn, người nào tâm lý không có sợ hãi qua, trần trở qua. Bọn họ chỉ là sợ hãi bị trảm thủ, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Quân Thánh tiêu hẳn phải chết. Nam Thiên Vệ rung động nộ hống, bao phủ biển cả. Cùng lúc đó, Thương Lam Long Mạch xuất hiện. 99 đầu linh tai hội tụ thần long, bắt đầu gào thét lên trên chiến trường trùng sát. Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ, người đầu hàng không giết. Chiến trường lần nữa lâm vào bạo loạn bên trong, một phe là khí thế ngút trời Nam Thiên Vệ, một phe là dần dần đã mất đi đấu chí. Bị Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp làm mộng Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ. Sự thật chứng minh, một cái đại quân ý chí, tại thế lực ngang nhau thời điểm, đủ để trở thành thủ thắng quan trọng. Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp sáng tạo hết thảy, tại thời khắc này, đã trở thành Nam Thiên Vệ tất thắng tín ngưỡng. Ngược lại, lại thành là địch quân ác mộng. Chiến trường còn đang chém giết lẫn nhau, còn tại rằng co, nhưng là, cũng đã có Thánh Thiên Vệ cùng Khôn Nguyên Vệ đầu hàng. Nhất là Thánh Thiên Vệ, liền quân Niệm Thương nói qua những lời kia, giờ phút này vậy mà đinh tai nhức óc. Không phải tất cả mọi người, đều là vô cùng hung ác chi đồ, bọn họ chỉ là bị trưởng khống giả bức bách thành dạng này, không thể làm gì. Lúc này, chỉ sợ đại thế đã mất, phàm là có thể thấy rõ ràng thế cục người, đều biết lúc này, nên làm cái gì lựa chọn a. Người nào, còn muốn cùng quân Thánh tiêu cùng một chỗ, làm một cái để vạn thế nước bọt khôi lỗi. Bán đất cầu vinh. Xem mạng người như cỏ rác, đủ để tiếng xấu muôn đời. Có lẽ quân gia không quan tâm, nhưng là,
luôn có người quan tâm, chỉ là không có cơ hội biểu đạt mà thôi. Ta đầu hàng, ta cũng xem thường quân Thánh Tiêu, hôm nay Thánh Thiên Phủ thất bại. Rất nhiều Thánh Thiên Vệ, trực tiếp kéo trên thân màu bạch kim chiến giáp, thậm chí, gia nhập Nam Thiên Vệ chiến đoàn bên trong. Đây là sụp đổ bắt đầu. Mà liền tại thời điểm này, Lý Vô Địch đồ sát vô số người về sau, rốt cục khóa chặt quân Thánh Tiêu vị trí. Quân Thánh Tiêu cùng Nguyên Hồn cùng một chỗ, còn tại hộ hải kết giới bên ngoài. Bọn họ hai đại tông môn, cơ hồ tất cả mọi người tiến đến, nhưng là bọn họ không có. Nguyên Hồn trong mắt, ngọn lửa xanh lục còn đang run rẩy. Lý Vô Địch nhìn đến hắn thời điểm, hắn nhịn không được lui về sau một bước, bởi vì cái kia huyết sắc ánh mắt, thực sự quá dữ tợn. Mà tại bên cạnh hắn, quân Thánh Tiêu chắp tay sau lưng, tóc dài phấn khởi, ánh mắt hắn bên trong huyết sắc, cùng Lý Vô Địch cơ hồ không có khác nhau. Thậm chí, làm hắn nhìn đến Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp xuất hiện, nhìn đến hộ hải kết giới vận chuyển, Nam Thiên Tông tuyệt địa phản kích về sau, mặt của hắn, so Lý Vô Địch muốn vặn vẹo nhiều. Hiện tại thúc mệnh luận lan truyền, ai nào biết, tương đương với bao nhiêu kiếm, đâm vào trên người hắn. Quân Thánh Tiêu, người thật sự là suối quẩy, tha thứ không phụng bồi. Nguyên Hồn mắng một tiếng, sắc mặt so với ai khác đều khó nhìn. Hắn trực tiếp đối hộ hải kết giới bên trong Khôn Nguyên Vệ nói, toàn thể Khôn Nguyên Vệ nghe lệnh, lập tức rút quân. Đối Thánh Thiên Phủ tới nói, đây tuyệt đối là họa vô đơn chí. Nguyên Hồn lời vừa mới nói xong đâu, Lý Vô Địch cứ như vậy đơn độc rời đi hộ hải kết giới, vậy mà hướng lấy bọn hắn cấp tốc mà đến. Nguyên Hồn, sau cùng cho một cơ hội đi, ta Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư, ngươi tầng thứ ba, liên thủ cầm xuống Lý Vô Địch, lấy hắn tính mệnh uy hiếp, còn có cơ hội, ai bảo hắn không biết sống chết, dám đơn độc rời đi hộ hải kết giới. Quân Thánh Tiêu âm u cười nói. 3 tháng trước, hắn giết chết Vũ Văn Thái Cực, đại khái Thiên Chi Thánh Cảnh đệ nhất trọng, nhiều lắm là tầng thứ hai, mà lại, hắn trả tự đại làm bậy, không dùng Đông Hoàng Kiếm. Nguyên Hồn ánh mắt mãnh liệt, hắn tại sao cùng suy nghĩ. Nói thật, cứ như vậy tan tác, hắn làm sao có thể cam tâm, chỉ là đại thế đã mất thôi. Hắn vốn là muốn đi, hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Vô Địch dám đơn độc đến ngăn cản bọn họ. Cái này có lẽ thật sự là một cơ hội cuối cùng. Hai vị bằng hữu, ở xa tới là khách, tới thì chớ đi a, ngồi xuống tự ôn chuyện, để cho ta uống một ngụm máu của các ngươi. Lý Vô Địch cười to mà đến, cười đến không kiêng nể gì cả. Lý Vô Địch, ta mang theo Khôn Nguyên Tông đi, đồng thời đáp ứng ngươi, 10 năm không bước vào Đông Hoàng Cảnh nửa bước, ngươi đáp ứng không? Nguyên Hồn nghiêm mặt nói, hắn nói Đông Hoàng Cảnh tự nhiên không bao gồm Vân Tiêu Kiếm Phái. Không đáp ứng, Khôn Nguyên Vệ có thể đi, ngươi đến chết ở chỗ này. Lý Vô Địch mỉm cười nói. Vì cái gì? Nguyên Hồn híp mắt, ánh mắt dữ tợn hỏi. Bởi vì, lão tử muốn để ngươi Khôn Nguyên Tông, nghe được tên của ta thì run rẩy. Ta còn muốn để cho các ngươi từ nay về sau, một bước cũng không dám bước vào Đông Hoàng Cảnh, bao quát Vân Tiêu Kiếm Phái phạm vi, tiến tới một lần chết một lần. Lý Vô Địch rút ra Xích Huyết Hoang Đao, khí huyết đã ngút trời. Ngươi thật đúng là ngây thơ, hiện tại Vân Tiêu Kiếm Phái cương vực, là thời cổ thần quốc thừa nhận Khôn Nguyên Cảnh phạm vi, chúng ta người, đã bắt đầu vào ở mảnh này cương vực. Nguyên Hồn cười lạnh. Ta biết a, các ngươi tùy tiện vào chú, làm xong Thánh Thiên Phủ, ta liền bắt đầu đi Vân Tiêu Kiếm Phái giết người. Lý Vô Địch nói. Nguyên Hồn cùng quân Thánh Tiêu liếc nhau một cái, sát cơ lạnh lẽo. Nguyên Hồn vốn đang không có nghĩ như vậy lưu lại nơi đây, dù sao theo thời gian trôi qua, Khôn Nguyên Vệ chết càng nhiều. Nhưng, hắn hiện đang quyết định, cùng quân Thánh Tiêu cùng một chỗ, vây giết Lý Vô Địch. Thiên Chi Thánh Cảnh, có thể ngự không chiến đấu. Biển cả phía trên, Lý Vô Địch tóc máu phấn khởi, tay cầm Xích Huyết Hoang Đao, đứng lơ lửng trên không. Ở tại bên người, cái kia bay lên huyết sắc bằng điểu, bỗng nhiên chuyển hóa làm huyết sắc đại côn, ầm vang rơi vào biển cả bên trong, cái kia thân thể khổng lồ lăn lộn ở giữa, có thể nói rời sông lấp biển. Không sai, biển cả, cũng là thượng cổ huyết ngục côn bằng chiến trường chính. Hắn thủy thuộc tính diễn hóa trở thành, biển máu, thuộc tính, tương đương với tại biển cả bên trong, tụ hợp vào huyết tinh giết hại. Rầm rầm rầm. Đại lục ở bên trên hồ nước dòng sông, căn bản không đủ làm trên cổ huyết ngục côn bằng, đại côn trạng thái, thi triển tránh thức năng lực, mà bây giờ thì là như cá gặp nước. Cái kia bàng bạc thân thể như là cá voi, mở ra chân chính huyết bồn đại khẩu, một lần lăn lộn, thao thiên cự lãng ở tại bao phủ phía trên,
hướng về quân thánh tiêu, nguyên hồn hai người bao phủ mà đi. Cái này hai đại thiên chi thánh cảnh cường giả, nhất định phải giành giật từng giây bắt cóc Lý Vô Địch, mới có thể tan rã Nam Thiên Tông phản kích. Nguyên hồn bên người, chính là một đầu to lớn huyền vũ. Cái kia huyền vũ toàn thân màu xanh bóng sắc, trên đó thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa xanh lục, mai rùa cẩn trọng, hình thể ít nhất là chấn ngục huyền vũ gấp 3, một đôi mắt như là u minh, cái kia xanh biếc ma chơi thiêu đốt, rõ ràng thì có kịch độc tồn tại. Đây là kịch độc, hỏa diễm song hệ cộng sinh thú, đứng hàng cấp 6 thánh thú, tên là U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ. Cái này huyền vũ hình thể tiếp cận hóa thành đại côn thượng cổ huyết ngục côn bằng, đáng tiếc là hỏa thuộc tính, tại biển cả ở giữa có chút không tiện, chỉ có thể lấy thiên chi thánh cảnh lực lượng hộ thể, to lớn thân thể miễn cưỡng ngự không mà đứng. Cho Lý Vô Địch mang đến càng đại uy hiếp, vẫn là quân thánh tiêu cộng sinh thú. Quân thánh tiêu chính là song sinh ngự thú sư, ngay tại bên cạnh hắn, có hai đầu ánh sáng màu trắng thần long. Cái này hai đầu thần long thánh khiết mà cao thượng, không nhuốm bụi trần, toàn thân trắng như tuyết, xem ra mười phần tinh khiết, chính là chính đạo chi long, phù hợp quân thánh tiêu trước kia miêu tả thánh hiền hình tượng. Cái này đồng dạng là cấp 6 thánh thú chí tôn lăng tiêu thánh long. Rất nhiều năm trước tới nay, đây đều là đông hoàng cảnh mạnh nhất cộng sinh thú, cũng là đông hoàng cảnh cộng sinh thú chi đế hoàng. Hắn chỗ đến, vạn dân quỳ bái, đem thánh hoàng phụng làm thượng thần, có thể thấy được này song long chi thánh khiết. Lý Vô Địch cũng liền vừa tới thiên chi thánh cảnh không lâu, cũng dám phô trương thanh thế ngăn cản chúng ta trước thử một lần sâu cạn của hắn. Nguyên hồn trên tay nắm giữ hai đại binh khí, phân biệt đều là 40 điều hai bên thánh thiên văn, chính là một đao nhất thuẫn. Cái kia trong tay trái thuẫn, thoạt nhìn như là một tòa cửa đá, cẩn trọng mà uy nghiêm, không thể phá vỡ. Kỳ danh là Chấn Thiên Môn. Tại Khôn Nguyên Tông, Chấn Thiên Môn phòng ngự lực, có thể nói là toàn cảnh chứ danh. Nguyên hồn tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng hắn Chấn Thiên Môn cùng cái tay còn lại bên trong, Trảm Hồn Quỷ Đao, đều nhất là to lớn. Trảm Hồn Quỷ Đao bổ sung mê hồn hệ hiệu quả, là một thanh đặc thù thánh thú binh, nghe nói có thể trảm linh hồn, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nguyên hồn bởi vì cùng Lý Vô Địch cùng thế hệ, cho nên tự cao tự đại. Lên! Hắn chỉ thị cái kia U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ, thiêu đốt biển cả, trước tiên đi ngăn lại biển cả bên trong thượng cổ huyết ngục côn bằng. Hắn thì tay phải Trảm Hồn Quỷ Đao, tay trái Chấn Thiên Môn, phút chốc hóa thành một đạo lục sắc bóng quỷ, phủ đầu đánh tới. Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết. Đây là thiên thánh chiến quyết, cái gọi là Trảm Long, Trảm không phải thần long, mà chính là chặt đứt mặt đất bao la lên địa mạch linh khí, chặt đứt long mạch. Bực này núi đổ đoạn thủy chiến quyết lực sát thương. Chính là Khôn Nguyên Tông truyền thừa vạn năm tối đỉnh cấp chiến quyết một trong. Biển cả lăn lộn bên trong, Lý Vô Địch sắc mặt lạnh lùng, giống như tử thần, trong nháy mắt rút đao. Cùng lúc đó, cái kia huyết sắc đại côn tại biển cả bên trong lăn lộn, phút chốc thời gian, liền đem U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ, quấn vào biển cả chỗ sâu. Truy, quân thánh tiêu ánh mắt lạnh lùng, để một đầu chí tôn lăng tiêu thánh long truy vào biển cả. Hắn cộng sinh thú thuộc về quang thuộc tính. Cũng là tương đối hiếm thấy thuộc tính, tuy nhiên đồng dạng không tốt nước, nhưng cảnh giới lên so U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ muốn mạnh hơn một trọng cảnh giới. Lấy một địch hai, thượng cổ huyết ngục côn bằng dù là có biển cả, vậy cũng cơ bản xong đời a. Lý Vô Địch, người đến cùng thiên chi thánh cảnh thứ mấy trọng? Tại nguyên hồn cùng Lý Vô Địch giết cùng một chỗ thời điểm, quân thánh tiêu mang theo một đầu chí tôn lăng tiêu thánh long, theo mặt bên đánh tới. Lão tử tự phá kiếp ngày, trong vòng 3 tháng. Liền phá ba trọng cảnh giới, đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư, người dám tin sao? Lý Vô Địch cười ha ha. Hắn trả ở vào phá kiếp sau bạo phát kỳ, đến đón lấy chậm rãi yếu bớt, một năm sau bình tĩnh lại. Ba tháng này hẳn là hắn tiến bộ thời gian nhanh nhất đoạn, đến đón lấy giảm dần. Một năm sau tu luyện tốc độ, mới là hắn chân chính tốc độ. Ha ha, đáp lại hắn là thánh hoàng cười lạnh. Không có người có thể 3 tháng đột phá tam trọng thiên chi thánh cảnh. Đặt ở thời cổ thần quốc cũng không có khả năng. Quân thánh tiêu, ta sẽ nói cho người biết, ta cuối cùng kiếp vòng số lượng là 8 cái, người dám tin sao? Lý Vô Địch vừa cùng nguyên hồn chém giết, một bên lần nữa cười to. Quân thánh tiêu đã không thèm để ý hắn. Bát kiếp luân hồi chi thể. 5 kiếp luân hồi chi thể Lý Thần Tiêu đều bước vào cổ chi thánh cảnh, tại thời cổ thần quốc nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Như hắn là bát kiếp luân hồi chi thể, chẳng phải là muốn thành thần a? Liền biết các ngươi không tin, dạng này thuận tiện lão tử giả heo ăn thịt hổ. Bỗng nhiên,
Lý Vô Địch trong mắt tinh quang sáng lên. Trước đó, Nguyên Hồn đã thi triển Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết, giết đến hắn liên tục bại lui. Lý Vô Địch biểu hiện ra, đại khái chỉ có Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 2 chiến đấu lực. Nhưng chính là giờ phút này, trên người hắn huyết sắc khí tức trong nháy mắt nồng đậm mấy lần, lực lượng tăng vọt, trước đây đè nén lực lượng, hoàn toàn bạo phát. Cái gì? Nguyên Hồn đang chuẩn bị chém giết hắn thời khắc, Lý Vô Địch đột nhiên song tay cầm đao, cuồng loạn một đao chạm phía dưới. Huyết Ngục Đao Kinh, Vạn Đạo Huyết Kiếp. Oanh! Xích Huyết Hoang Đao bộc phát ra Vạn Đạo Huyết Kiếp, vô số huyết khí lăn lộn, cứ như vậy bổ vào Nguyên Hồn Chấn Thiên Môn lên. Loảng xoảng. Nguyên Hồn còn tưởng rằng Lý Vô Địch là Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 2, Chấn Thiên Môn một đỉnh, phòng bị kém một chút, dẫn đến cánh tay chấn động, kém chút nứt toác. Càng khó chịu hơn chính là, Chấn Thiên Môn bên trên truyền đến chính là, hắn toàn lực đều không thể chống cự lực lượng. Một tiếng ầm vang, Chấn Thiên Môn trực tiếp tuột tay, sau đó đập vào trên người hắn. Cái này trầm trọng cửa đá, cứ như vậy mới vừa ở trên đầu, nện đến Nguyên Hồn đầu rơi máu chảy. Bị ổi, vậy mà ẩn giấu thực lực, Nguyên Hồn giận dữ mắng mỏ một tiếng, đầu váng mắt hoa, mãnh liệt chấn động để hắn toàn thân sụi lơ. Nhưng, càng lớn trùng kích đến từ tâm linh. Hắn thật tu thành Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4, không thể liều mạng, nhất định phải rút lui. Chỉ có Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4 mới có thể nghiền ép hắn Nguyên Hồn. Lần này, hắn thật không dám phụng bồi. Toàn thể Khôn Nguyên vệ, phân tán rút quân, tự mình trở về Khôn Nguyên Tông. Chẳng những không phụng bồi, liền Khôn Nguyên vệ hắn đều không để ý tới. Đối với mấy cái này thiên ý cảnh giới ngự thú sư tới nói, phân tán trở về ngược lại càng tốt hơn. Nguyên Hồn, đừng đi, quân thánh tiêu lại thụ đả kích. 3 tháng tam trọng Thiên Chi Thánh cảnh, loại này khái niệm, để quân thánh tiêu loại này tại cảnh giới này, tu luyện trên 10 năm người nghĩ như thế nào giống như. Cút đi ngươi, Nguyên Hồn giận mắng một tiếng, quả thực chán ngán thất vọng, cả một đời đều không cắm thành dạng này, hắn thật sợ. U Minh, đi. Hắn tránh né Lý Vô Địch tiếp theo đao, vội vàng lao xuống biển cả, muốn cùng mình cộng sinh thú hội tụ. Bỗng nhiên, biển cả biến thành màu đỏ. Vô số máu tươi lăn lộn. Ầm ầm, một đầu cự thú đập đi ra, toàn thân xanh biếc, vậy mà không có đầu. Sau một khắc trong nháy mắt, một đầu huyết sắc đại côn như là kình ngư giống như phóng lên tận trời, lật lăn xuống. Nguyên Hồn tận mắt thấy, trong miệng nó ngậm lấy một cái xanh biếc đầu rắn, sau đó nuốt vào, trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Cái kia không đầu cự thú, chính là U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ. Lý Vô Địch, Nguyên Hồn tròn mắt tận nứt. Hắn đều quả quyết định muốn chạy trốn, nhưng là, Lý Vô Địch thật hạ tử thủ, giết hắn cộng sinh thú. A, à, Nguyên Hồn như gặp phải vạn kiếm xuyên tâm, thanh âm đều đang run rẩy, vô tận hối hận lấp đầy lồng ngực. Ầm ầm, thượng cổ huyết ngục côn bằng lao ra về sau, thậm chí cuốn lên đầy trời sóng biển, lấy vô số sóng lớn, phá vỡ biển cả, ngập trời nước biển đem quân thánh tiêu cùng một đầu chí tôn lăng tiêu thánh long, cùng Lý Vô Địch ngăn cách ra. Kể từ đó, Lý Vô Địch tại cái này rất ngắn thời gian bên trong, đơn độc đối mặt tuyệt vọng Nguyên Hồn. Cho tới giờ khắc này, biển cả bên trong cái kia một đầu chí tôn lăng tiêu thánh long mới đuổi tới. Nhưng, trong biển huyết sắc đại côn, du thoán tự nhiên, sao có thể làm cho cùng cảnh giới chí tôn lăng tiêu thánh long, tại trong biển bắt. Nguyên Hồn, ta nói qua, người nhất định phải chết ở chỗ này. Lý Vô Địch âm lãnh thanh âm, giữa thiên địa vang lên. Ngươi thì không sợ, chúng ta Khôn Nguyên Tông san bằng ngươi Đông Hoàng Tông sao? Nguyên Hồn bi thương một tiếng, xoay người chạy. Có thể a, các ngươi không sợ huyết kiếp kết giới liền đến, ta để cho các ngươi Khôn Nguyên Tông, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lý Vô Địch cuồng đuổi theo, tại phía sau hắn, còn có đuổi theo tới quân Thánh Tiêu. Hắn nhiều lần tiến công, cơ hồ trúng đích Lý Vô Địch. Thánh Hoàng, cứu ta! Nguyên Hồn thê thảm hô. Ầm ầm. Cái kia ở trong biển ngang dọc thượng cổ huyết ngục côn bằng lần nữa vọt ra, như cá voi giống như, đem quân thánh tiêu đụng bay ra ngoài, làm cho quân thánh tiêu hai mắt phun lửa. Hắn không có cách, đây đều là thủy thuộc tính cộng sinh thú được trời ưu ái ưu thế, quân thánh tiêu chỉ có thể ăn quả đắng. Mà giờ khắc này, Lý Vô Địch xông phá sóng máu, truy sát đến Nguyên Hồn sau lưng. A, à, Nguyên Hồn nộ hống, chỉ có thể giết hồi mã thương, hai tay lấy Trảm Hồn Quỷ Đao, thi triển Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết. Hoàng Tuyền Đoạn Lưu. Siêu. Xích Huyết Hoàng Đao lướt qua, Huyết Ngục Đao Kinh bạo phát, trên đỉnh đầu,
tựa như là một mảnh biển cả che xuống. Đây là một đao, huyết ngục ngập trời. Đinh! Nguyên hồn bối rối một đao, để Lý Vô Địch đánh bay ra ngoài. Chênh lệch về cảnh giới, để hắn căn bản không có khả năng đứng vững Lý Vô Địch huyết ngục đao kinh. Đi chết đi, rùa đen! Lần nữa một đao quét ngang. Phốc phốc! Một đao cắt yết hầu. Ây! Nguyên hồn cổ họng hở, trừng to mắt nhìn lấy hắn, chảm hồn quỷ đao cùng chấn thiên môn cùng một chỗ, nện vào biển cả bên trong. Phốc phốc! Lần nữa một đao xuyên qua thân thể, đem triệt để chém giết. Nguyên hồn tại chỗ chiến tử. Hắn cuối cùng ánh mắt, như thế bất lực, khả năng hắn đến chết đều không hiểu, hắn Khôn Nguyên Tông chỉ là đến kiếm tiện nghi. Lý Vô Địch, dựa vào cái gì ác như vậy a? Đây hết thảy, đều là bởi vì hắn không phải người bị tấn công. Cho nên, hắn không hiểu, cướp bóc người khác tổ tiên lấy máu tươi đánh xuống giang sơn, diệu võ dương oai, là làm tức giận nghịch lân. Mà nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lý Vô Địch một phát bắt được thấp bé nguyên hồn, sách trên tay, ném về hộ hải kết giới. Hộ hải kết giới bên kia, Minh Hoàng ngay tại giết địch, chợt thấy một cỗ thi thể đập tới, vội vàng bắt được. Hắn tập trung nhìn vào, cười to ba tiếng. Khôn Nguyên vệ, các ngươi phó tông chủ nguyên hồn đã bị giết, còn không đầu hàng. Minh Hoàng thanh âm, tại cái này hộ hải kết giới bên trong gào thét mà qua, vốn đang chạy trốn Khôn Nguyên vệ, nghe được câu này, nhìn đến Minh Hoàng cầm trong tay thi thể, trong lòng càng là sụp đổ. Chúng ta bại, chạy mau đi, khác chống cự nhất định phải chết. Không dùng chạy, trực tiếp đầu hàng đi, phó tông chủ đều đã chết, bọn họ sẽ không giết chúng ta những thứ này vô danh tiểu tốt. Đúng đúng, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Kể từ đó, Nam Thiên Vệ càng có thể chống đi tay đến, đi vây công những cái kia thể sống chết không hàng Thánh Thiên Vệ. Những thứ này Thánh Thiên Vệ chỗ lấy thể sống chết không hàng, đó là bởi vì quân Thánh Tiêu còn không có chiến bại. Nguyên hồn, hộ hải kết giới bên ngoài, quân Thánh Tiêu vừa đuổi theo, liền đã nhìn thấy màn này. Lý Vô Địch, cái này ngươi thật chết chắc, đây là Khôn Nguyên Tông lão quỷ kia coi trọng nhất nhi tử, ngươi giết đi, hắn tuyệt đối phải giết chết ngươi. Quân Thánh Tiêu nội tâm đã sớm rời sông lấp biển. Nói thật, Lý Vô Địch giả heo ăn thịt hổ, giết người quá nhanh, nguyên hồn không đến 10 hơi thì chết trận, mà quân Thánh Tiêu lại bị thượng cổ huyết ngục côn bằng trêu đùa, căn bản đuổi không kịp. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Khôn Nguyên Tông tông chủ sao? Tỉnh đi! Tiếp qua một số thời gian, hắn dám đến, ta liền hắn đều có thể làm thịt, ngươi tin hay không? Lý Vô Địch cười một tiếng. Ngươi, quân Thánh Tiêu ngẩn ngơ. Lão quỷ, ngươi cũng chạy không được. Lý Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng. Cười thời điểm, thượng cổ huyết ngục côn bằng từ đáy biển lăn lộn mà đến, cùng Lý Vô Địch hội tụ vào một chỗ. Một khắc này, Thánh Hoàng hai mắt bộc phát ra chướng mắt bạch quang. Ngươi xác thực nghịch thiên cải mệnh, bất quá, vô chi tiểu bối. Không biết trời cao đất rộng, ta khổ tu trăm năm, há có thể không bằng ngươi. Quân Thánh Tiêu sắc mặt dữ tợn vạn phần. Hắn tay nắm Thánh Thiên Phủ thượng cổ truyền thừa xuống, chí tôn Thánh Long Thương, cùng hai đầu cấp 6 Thánh Thú Thần Long cùng một chỗ, ánh sáng vạn trượng, chớp mắt đã tới. Ngươi vậy mà không chạy, vẫn rất có khí phách. Lý Vô Địch suy cười một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt trên tay. Hắn nắm chặt xích huyết hoang đao, tóc máu phấn khởi ở giữa. Liền cùng cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng, thẳng hướng quân Thánh Tiêu. Đây là một trận số mệnh chi chiến, đây mới là Đông Hoàng cảnh tối cường giả quyết đấu. Kết quả của trận chiến này, quan hệ là tương lai ngàn năm Đông Hoàng cảnh thuộc về. Xuống dốc ngàn năm Lý Thị Thánh Tộc, rốt cục có cơ hội, lần nữa khiêu chiến uy chấn ngàn năm Thánh Thiên Phủ. Đây không phải thiên tài chi chiến, đây là đỉnh phong quyết đấu. Quân Thánh Tiêu, người tuy nhiên não tử có vấn đề. Nhưng thực lực xứng với người Thánh Hoàng thân phận. Rốt cục gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, Lý Vô Địch nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp cười ra tiếng âm. Vô chi tiểu nhi, cười đến quá sớm đi, quân Thánh Tiêu cả giận nói. Hắn hai đầu thần long cùng một chỗ thi triển thần thông, cùng đối thủ huyết nhục chém giết, tăng thêm quân Thánh Tiêu thiên thánh chiến quyết, thánh thiên đạo điển, lực sát thương kinh thiên, tránh thức đối Lý Vô Địch tạo thành uy hiếp. Thần thông, thánh quang thế giới. Cái kia hai đầu bạch long đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt, cái kia bạch quang bao phủ tràn ngập, đem phương viên mấy ngàn thước bên trong hoàn toàn bao phủ tại hào quang rừng rực bên trong. Quang mang này tựa như là đao sắc bén kiếm, còn nóng rực vô cùng, làm cho không người nào có thể mở to mắt, bao quát phụ cận nước biển, đều đang không ngừng bốc hơi.
Ta cũng có. Không dùng Lý Vô Địch nói, cái kia biển cả chi chủ, huyết sắc đại côn, phun ra một cái cự đại huyết sắc hình cầu. Huyết sắc hình cầu tràn ngập ra, hình thành một cái đồng dạng phương viên mấy ngàn thước huyết sắc lĩnh vực. Xương máu cùng bạch quang hội tụ, lẫn nhau không xung đột, đối phương bạch quang đâm xuyên huyết nhục, nhưng là thượng cổ huyết ngục côn bằng thần thông, nhiên huyết địa ngục, đồng dạng đáng sợ. Huyết phụ này tràn vào hai đầu thần máu của rồng nhục chi bên trong, như là kịch độc nhập huyết, so miêu miêu huyết ma độc còn mạnh hơn nhiều. Ầm ầm. Mọi người không nhìn thấy chiến đấu hiện trường, chỉ có thể nhìn thấy cái kia nhiên huyết địa ngục cùng thánh quang thế giới, nghe được bên trong chiến đấu kinh thiên động địa, nghe được cự thú gào rú gào thét, chấn thiên động địa, lại nhìn thấy biển cả lăn lộn, dòng máu chảy ngang. Ai thắng ai thua, còn có lo lắng. Cái này rõ ràng không phải một trận nghiền ép, mà chính là một trận thế lực ngang nhau rung động chém giết. Chỉ có thánh chi cảnh giới cường giả, mới có thể nhìn đến cái kia thánh hoàng thi triển thánh thiên phủ trí cao, thánh thiên đạo điển, từng chiêu một giết ra. Một chiêu phù quang lược ảnh, thương ảnh huyền diệu, đầy trời xuyên thấu, bao trùm chiến trường, giết hướng về thượng cổ huyết ngục côn bằng. Một chiêu thân tử đạo tiêu, chính là thánh thiên đạo điển hạch tâm chiêu thức. Nhất thương trùng sát, chướng mắt cương khí bạo phát, tại chỗ xuyên thấu biển cả, nếu không phải Lý Vô Địch ngăn trở, đoán chừng có thể xuyên thủng đến đáy biển chỗ sâu. Lý thủ đoạn Vô Địch cũng khá kinh người, tăng thêm, thượng cổ huyết ngục côn bằng, tại biển cả bên trong, lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Giết giết giết, hộ hải kết giới bên ngoài cái kia biển cả nghịch thiên xoay chuyển, bên trong thiên địa dường như rơi ra mưa to, còn có huyết sắc phong bạo, xé rách biển cả. Bọn họ, đều đã giết đỏ cả mắt. Lý Vô Địch, Lý Thị Thánh Tộc đã sớm diệt vong, đây là ông trời chú định. Người xuất hiện bất quá là hồi quang phản chiếu, người căn bản không làm gì được ta. Quân Thánh Tiêu điên cuồng cười to, chỉ ít cho đến trước mắt, hắn xác thực giống như chiếm thượng phong. Nói hết à, nói xong cái kia cùng cái thế giới này tạm biệt, cho ngươi sau cùng 10 hơi thời gian. Lý Vô Địch thanh âm, lại lạ thường lạnh lẽo. Cuồng vọng lại không biết tự lượng sức mình. Ngươi thì không nên đi ra cùng ta quyết đấu, hưởng thụ thành quả thắng lợi không tốt sao? Muốn giết ta, ngươi càng sống không được, nói cho ngươi, gừng càng già càng cay. Quân Thánh Tiêu hội tụ song long, lấy song long mở đường, thần thông oanh tạc ở giữa, hắn nhất thương đánh tới. Quân Lâm Thiên Hạ. Đây là Thánh Thiên Đạo Điển đỉnh phong, cái gọi là Quân Lâm Thiên Hạ, tự nhiên thương sinh run rẩy. Quân Thánh Tiêu, trong lòng ngươi vô đạo, ý chí bất ổn, thậm chí tự mâu thuẫn, tự xung đột lẫn nhau. Ngươi muốn làm thánh quân, tu luyện thánh quân chi thiên ý, lại đi xem mạng người như cỏ rác con đường, tự mình đập vào, chính là ngươi hôm nay chiến tử duyên phận từ. Ong ong ong. Câu nói này để Quân Thánh Tiêu đinh tai nhức óc. Thanh âm không tính lớn, nhưng trong thanh âm nội dung lại đánh nát Quân Thánh Tiêu ý chí. Đây tuyệt đối là nhất kích chí mệnh. Bởi vì, một người tu luyện thánh quân chi thiên ý người lại đi lên dạng này một đầu tự mình mâu thuẫn đường, cũng là tại hủy diệt chính mình thiên ý. Cái này khiến thánh quân thiên ý, như thế nào thẳng tắp thông suốt, như thế nào cho hắn cung cấp lực lượng. Suy nghĩ không thông suốt, thậm chí tự mình phủ định, một bước đi nhầm, từng bước sai. Làm ra để thánh quân thiên ý đều xấu hổ tội ác sự tình, như thế nào bộc phát ra 100% lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại phá hủy chính mình. Phá hủy ý chí của mình. Phá hủy 20 năm trước chính mình, phá hủy quân niệm thương ba chữ này, cũng phá hủy chính mình đạo. Vô đạo người, như thế nào chiến đấu? Cùng hắn ngược lại Lý Vô Địch, lại có vui sướng sát lục chi đạo, lấy giết hại thiên ý, lại làm một trận thiên hạ chính đạo. Ở trên trời ý phương diện lên, cảnh giới giống nhau hai người, một cái đắt đỏ, một cái bị ổi, hoàn toàn không tại phương diện lên. Quân Thánh Tiêu run rẩy. Không phải tới từ hoảng sợ, mà là đến từ tự mình dẫy dụa, tự mình phủ định, tự mình tra tấn. Quân Thánh Tiêu, ta lấy ngươi chi tử lấy làm hổ thẹn. Bỗng nhiên, người thanh niên áo trắng kia lấy ánh mắt thống hận nhìn lấy chính mình hình ảnh, vậy mà tại trong đầu tái hiện. Đây là chí mạng. Hắn chính đang thi triển Quân Lâm Thiên Hạ đây. Ta như thế xấu hổ, như thế nào Quân Lâm Thiên Hạ, a? Một khắc này, trong mắt máu và nước mắt chảy ra, một trái tim đã bị chính mình vặn vẹo thành bánh quai trèo. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, hắn cái này một chiêu mạnh nhất, đến cùng có thể phát huy mấy thành uy lực. Chỉ sợ không đến ba phần. Ngắn ngủi một câu, giết người chu tâm. Con ta, nhớ tới quân niệm thương,
quân Thánh Tiêu 10 phần khó chịu. Đúng vào lúc này, Lý Vô Địch nắm lấy cơ hội, như máu tươi địa ngục mà đến, hai mắt lạnh lẽo, một đao mạnh nhất, tử thần chảm kinh thiên lướt qua. Tử thần chảm bạo phát ngàn mét huyết quang, vô tận huyết khí hội tụ trong đó, đây là huyết ngục đao kinh một chiêu mạnh nhất, như tử thần hàng lâm, đao máu sở hướng, ngập trời uy lực, triệt để đè qua quân Thánh Tiêu quân lâm thiên hạ. Làm, tử thần chảm hết thảy có ba đao. Lý Vô Địch đao thứ nhất, phá quân lâm thiên hạ cương khí, xé rách ra một cái thông đạo. Đao thứ hai, bổ vào chí tôn thánh long thương lên, chấn động đến quân Thánh Tiêu binh khí tuột tay. Đao thứ ba, huyết khí trùng thiên, biển máu lăn lộn, một đao bỏ lỡ, đầu tiên là chém đứt quân Thánh Tiêu ngăn cản cánh tay, lại chém ở tại trên cổ. Phốc phốc, xích huyết hoang đao lướt qua, quân Thánh Tiêu đầu lâu, đã trên tay hắn. Đến chết đến, quân Thánh Tiêu hai hàng máu và nước mắt, nhìn về phía Thương Hải Quốc phương hướng. Đó là đời này của hắn, sai đắc tội không hợp thói thường một lần. Nhưng, không có hối hận đường sống. Nếu là có kiếp sau, cha nhất định nghe ngươi, a. À. Một cái kia thủ cấp, tại biển cả ở giữa, lên tiếng khóc lớn, sau đó chậm rãi biến yếu, cuối cùng biến mất. Tại Lý Vô Địch sau lưng, hai đầu chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long liếc nhau, trong hai mắt, nước mắt chảy đầm đìa. Bọn họ xoay người chạy, không có chạy hướng Đông Hoàng Cảnh, mà chính là hướng biển cả chi nam mà đi. Ngự thú sư sau khi chết, bọn họ không cách nào cộng sinh tu luyện, cũng sẽ từ từ đánh mất lực lượng, biến thành phế long, tiêu tán giữa thiên địa. Xác suất nhỏ tình huống dưới, bọn họ sẽ cải biến thể chất, biến thành hung tàn hung thú, bảo trụ bộ phận lực lượng, nhưng lại không có cách nào lại có tiến bộ. Lý Vô Địch không có giết bọn nó. Bởi vì, cái này hai đầu long, cũng chưa chắc tán thành quân Thánh Tiêu, bằng không, bọn họ trong chiến đấu, cần phải còn có thể càng mạnh mới đúng. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Vô Địch cảm giác, bọn họ từ bỏ chính mình ngự thú sư. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, lý niệm bất đồng, lẫn nhau cừu hận, chém giết, dẫn đến cộng sinh tu luyện sụp đổ ví dụ thực tế còn nhiều, rất nhiều. Cái kia hai đầu thần long vừa đi, bên trong thiên địa, mới lâm vào chân chính tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người, nhìn lấy Lý Vô Địch, dẫn theo quân Thánh Tiêu thủ cấp, nhếch miệng cười một tiếng. Các vị mời chú ý, truyền thừa tiếp cận vạn năm Thánh Thiên Phủ, không có u. Không có. Đơn giản hai chữ. Lại là Đông Hoàng Cảnh, lớn nhất kịch liệt động đất. Hộ hải kết giới, triệt để tĩnh mịch. Vô số Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ, Nam Thiên Vệ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch, cùng khóc giống đến chết quân Thánh Tiêu. Thời gian, kéo dài đến chỉ ít 10 hơi. Sau đó, hộ hải kết giới bên trong bạo phát ra kinh thiên gieo hò, dẫn đến hộ hải kết giới đều đang chấn động. Không chỉ là hộ hải kết giới, Nam Thiên đảo lên, đều đã nghe được Lý Vô Địch chém giết quân Thánh Tiêu nguyên hồn tin tức, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Thiên Tông, lâm vào chưa từng có cuồng hoan bên trong. Bao quát, Thương Hải Quốc bách tính. Bạo quân đã chết. Qua, toàn tông trên dưới, lệ nóng doanh tròng. Liều chết chống nổi cái này gian nan nhất nhất chiến. Tại trong tuyệt vọng, nghênh đón thắng lợi rực rỡ. Cái này gọi người làm sao không hưng phấn, làm sao không cuồng hoan. Những cái kia cứu vãn qua Thương Hải Quốc bách tính Nam Thiên Vệ, bọn họ cả đám đều tại bên bờ sinh tử đi qua a. Đông Hoàng Tông Chủ, Lý Vô Địch. Hắn chém giết Thánh Hoàng, hắn so Thánh Hoàng cường. 14 năm đoạn mạch khổ tu, nhất triều quật khởi, Đông Hoàng cảnh nội, không người là đối thủ, làm chính là đệ nhất anh hùng hào kiệt. Ta văn hóa thấp, nơi đây đem ta đối tông chủ 1 triệu chữ tán thưởng, hội tụ thành 2 chữ, nghiêu bức. Một tiếng chấn thiên hám địa gào thét, như sóng gió đánh tới, trùng kích tại cái kia tóc máu cuồng ma trên thân. Hắn cười, bởi vì cái này mang ý nghĩa, Đông Hoàng cảnh tông môn chi chiến, kết thúc. Thánh Thiên Phủ cùng Vân Tiêu kiếm phái, hoàn toàn tan tác. Đông Hoàng tông ba đại tông môn, đại hoạch toàn thắng. Hắn cũng biết. Đây hết thảy đến cùng đến cỡ nào mạo hiểm, đến cùng đến cỡ nào, đến từ không dễ. Giống như hắn hôm nay giết quân Thánh Tiêu, nơi nào có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn đến người trên mặt người những cái kia nhẹ nhõm vui cười, nói thật, đây chính là tử chiến ý nghĩa. Chúng ta thắng. Đơn giản 4 chữ, lại ẩn chứa vô tận thoải mái, thống khoái, sảng khoái. Lý Vô Địch ngóng nhìn hộ hải kết giới, Thánh Thiên Vệ Khôn Nguyên Vệ, cũng không dám lại động thủ. Nguyên một đám mặt xám như cho. Nhất là Thánh Thiên Vệ. Bọn họ đã đầu hàng, tháo xuống Thánh Thiên Phủ chiến giáp, nhưng là,
nhưng lại không biết, có thể đi con đường nào. Khôn Nguyên Vệ, nghe. Lý Vô Địch ánh mắt vẫn huyết hồng, quét về phía hộ hải kết giới. Những cái kia sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nữa phách lối Khôn Nguyên Vệ, đều ngơ ngác nhìn hắn. Ta trước đây nói qua, người đầu hàng không giết, nhưng, ta muốn lấy các ngươi vì tù binh, bức Khôn Nguyên Tông lui ra Vân Tiêu Kiếm phái cương vực. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, Khôn Nguyên Tông muốn là thức thời, ta tất nhiên sẽ thả các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn không phục, nhưng là, người không phục chém. Hiện tại, các ngươi có thể làm lựa chọn, không phục thì cho ta tiếp tục chiến, xem các ngươi có chết hay không. Hắn cái này lạnh lùng ngôn ngữ, đủ để cho Khôn Nguyên Vệ biệt khuất phải rơi lệ. Nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại không đến 70.000 Khôn Nguyên Vệ, còn thật không người nào dám động thủ. Muốn tù binh 7 vạn người, để bọn hắn chí ít mất đi đại bộ phận chiến đấu lực, còn cần có rất nhiều công tác muốn làm. Bất quá, đến đón lấy Lý Vô Địch có nhiều thời gian. Hiện tại, giao ra các ngươi tu di giới chỉ, phản kháng giả chết. Lý Vô Địch lần nữa tuyên cáo. Khôn Nguyên Vệ thật buồn bực, táo bạo, chỉ là hiện tại bọn hắn đã là tù nhân, làm sao có thể phản kháng. Một khi Lý Vô Địch quyết tâm, bọn họ có thể sống sót cũng không tệ rồi. Chịu phục đi, người ta đều giết phó tông chủ cùng thiếu tông chủ, còn giết ta nhóm 80.000 Khôn Nguyên Vệ, tùy thời đều làm cho chúng ta toàn quân bị diệt. Từ tông lão dẫn đầu, bọn họ chỉ có thể giao ra trên người hết thảy, bao quát binh khí. Đây chính là Lý Vô Địch đối đầu hàng Khôn Nguyên Vệ xử lý, đám người này, không dùng thì phí. Tiếp đó, còn có 70.000 Thánh Thiên Vệ. Đây đã là Thánh Thiên Phủ, chỉ còn lại những người kia. Sắc mặt của bọn hắn càng thê thảm hơn, đại đa số người đã sớm thất hồn lạc phách, thậm chí rất lớn một bộ phận, đã sớm đem Thánh Thiên Phủ chiến giáp cho mất đi. Thánh Thiên Vệ nghe lệnh. Thẳng đến Lý Vô Địch thanh âm cuốn tới, bọn họ mới ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn lấy Lý Vô Địch. Các ngươi là một đám may mắn, Thánh Thiên Phủ đã không có, nhưng là các ngươi vẫn còn ở đó. Ta đồng dạng sẽ không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nhưng các ngươi đã đầu hàng, vậy thì phải nhớ kỹ một việc. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng Cảnh, không có Thánh Thiên Phủ, không có Thánh Thiên Vệ. Thánh Thiên Phủ, đến đón lấy sẽ trở thành ta Đông Hoàng Tông phân bộ, ta sẽ đích thân tại Thánh Thiên Phủ trấn áp. Thẳng đến đem Thánh Thiên Phủ hết thảy, sửa đổi thành Đông Hoàng Tông. Bao quát các người đám người này. Nếu như thuận lợi, đến đón lấy các người đều sẽ trở thành Đông Hoàng Tông một phần tử, trở thành Đông Hoàng Vệ, toàn bộ Thánh Thiên Phủ, sẽ nhập vào ta Đông Hoàng Tông. Sau này thời gian, khẳng định còn có người không phục, còn sẽ có khó khăn trắc trở. Nhưng, ta nói cho các người biết, dù là đem các người đều giết sạch, Thánh Thiên Phủ, từ đó đều biết, không còn tồn tại. Để Lý Vô Địch ngoài dữ liệu chính là, Thánh Thiên Vệ phản kháng tâm tình. Vậy mà so Khôn Nguyên Vệ còn thấp hơn. Tông chủ, bỗng nhiên có một người đi ra, chính là tứ đại thánh vương duy nhất còn lại Nam Linh Thánh Vương. Quân thánh Tiêu Bạo Lệ vô đạo, chúng ta đã sớm không muốn vì công hiệu lực, mà tông chủ ngươi tuổi còn trẻ, thì đã trở thành đệ nhất truyền kỳ, tiền đồ vô lượng. Chúng ta tất cả mọi người, nguyện ý đi theo tông chủ, đi theo Minh Quân, trở thành Đông Hoàng Tông một phần tử, làm thủ hộ toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, nỗ lực nỗ lực. Đúng. Quân thánh Tiêu bán đất cầu vinh, còn xem mạng người như cỏ rác, nếu không phải tông chủ ngăn cơn sóng dữ, giờ phút này đã thây ngang khắp đồng. Tông chủ và quân thánh Tiêu, cao thấp biết liền, chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ. Quy hàng Đông Hoàng Tông. Càng ngày càng nhiều thánh lão đứng ra, vì Lý Vô Địch nói chuyện. Còn lại thảm đạm Thánh Thiên Vệ, sao có thể phản kháng. Thậm chí, bản thân thì có đại đa số người, đối Lý Vô Địch sinh ra hừng hực sùng bái. Lý Vô Địch cất tiếng cười to. Những thứ này Thánh Thiên Phủ lưu lại, muốn đem bọn hắn triệt để cải tạo thành Đông Hoàng Tông, nói nghe thì dễ. Đoán chừng, chỉ ít có đã nhiều năm trấn áp, đem bên trong nghịch phản người toàn bộ bắt tới, lại trải qua mấy đời người truyền thừa, Thánh Thiên Phủ phân bộ, mới có thể triệt để biến thành ta Đông Hoàng Tông. Lý Vô Địch rất thanh tỉnh, hiện tại những người này, muốn làm Đông Hoàng Vệ sử dụng rất khó, mà lại lẫn nhau ở giữa còn có cửu hận. Nhưng dù sao, bọn họ không phải tông môn chi chiến người quyết định. Bọn họ có thể lựa chọn quy hàng, tăng thêm Đông Hoàng Cảnh vẫn là thời buổi rối loạn, cần rất nhiều lực lượng đến vượt qua thời kỳ này. Chiến tranh kết thúc, làm người quyết định, Lý Vô Địch loại này phương thức xử lý, đã là tốt nhất. Tiếp đó, Hắc Minh Tông hội trở về Hắc Minh Động, một lần nữa thành lập thủ hộ kết giới.
Vân Tiêu kiếm phái cương vực, Lý Vô Địch còn phải dựa vào Khôn Nguyên vệ tù binh cầm về, tốt nhất đoạt lại Vân Tiêu kiếm phái sơn môn. Đây đều là chuyện phức tạp, hắn cần phải từ từ làm. Hiện tại bắt đầu, hắn tuy nhiên còn không phải thời cổ thần quốc Khâm Định chấp trưởng giả, nhưng, hắn tuyệt đối là chân chính Đông Hoàng cảnh chi chủ. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều nhìn ở trong mắt. Cuối cùng kết thúc, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Nói thật, cuối cùng đỉnh phong nhất chiến, tiếng lòng của hắn đều là kéo căng, may ra Lý Vô Địch không phụ sự mong đợi của mọi người, chính thức gánh vác lên Đông Hoàng cảnh chi chủ chức trách. Ca ca, chúc mừng ngươi, sau này sẽ là Đông Hoàng cảnh thái tử. Khương Phi Linh trêu ghẹo nói. Cùng vui, thái tử Phi Điện Hạ. Thái Nhất Tháp sớm liền trở về cộng sinh không gian, Đông Hoàng kiếm hắn cũng để lại chỗ cũ rồi. Ca ca, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ, luận công cực khổ, ngươi đã là một cái thánh nhân. Khương Phi Linh có chút sùng kính mà nói. Nàng muốn không phải linh thể, nhìn đến nhiều người như vậy sinh tử một đường, chỉ sợ sớm đã khóc mù. Đối một cái hiền lành cô nương tới nói, Lý Thiên Mệnh cứu vãn thương sinh một khắc này, thật sự là đẹp trai phát nổ. Khác nói mò, đây là Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp cứu. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói. Dù sao loại này công đức thật tính toán trên người mình, cái kia thật muốn sống lâu trăm tuổi. Người đây liền không hiểu được đi, kỳ thật Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, liền xem như thần vật, cũng là cao ngạo đồ vật, nếu không phải ngươi cái này chấp trưởng giả, đối bọn nó có chỗ kích phát, bọn họ không thể lại cứu người. Khương Phi Linh nói, ngươi chỗ nào hiểu những thứ này lung ta lung tung, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Trên sách nói đó a, ngươi có thể không nên xem thường ta, tiểu nữ tử hiện tại trên thông thiên văn dưới rành địa lý, ngươi ở trước mặt ta cũng là cái mù chữ. Khương Phi Linh hừ một tiếng nói. Ai u, thật mạnh, ta sợ. Lần sau thành thật một chút. Được rồi. Bây giờ biển cả đã chậm rãi lắng lại, nhưng các trưởng bối đều vẫn còn tương đối bận bịu. Thiên Mệnh, làm rất tốt, tiểu tử ngươi công đức vô lượng, Thương Hải quốc bách tính sau khi trở về, đoán chừng phải đem ngươi cúng bái. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh cái ót chịu một bàn tay. Nhìn lại, nói chuyện chính là Lý Vô Địch, hắn ánh mắt lập lòe nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nhịn không được cười ra tiếng âm. Nghĩa phụ, Lý Thiên Mệnh đồng dạng cười. Thật cho lão tử tăng thể diện, muốn là lần này không có đem ngươi mang đến, ta chuẩn hối hận chết, tiểu tử ngươi cũng là cái kỳ tích. Trên vạn năm trong lịch sử, nhiều người như vậy chơi qua Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, đều chưa nghe nói qua, có người có thể để hai thứ này thần vật để xuống tư thái tới cứu người. Lại nói, ngươi sẽ không phải cùng Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, làm qua cái gì xấu hổ sự tình a? Lý Vô Địch cười to nói. Ta ngươi đi luôn đi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ mạnh như vậy, có phải hay không tiến đệ nhất tổ tiên trong mộ cùng hắn ngủ qua, vẫn là nói các vị tổ tiên đều sủng hạnh qua ngươi? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đậu phộng, phản ngươi, không biết xấu hổ. Lý Vô Địch ánh mắt chừng đến lớn hơn. Sau lưng của hắn, Minh Hoàng, Vi Sinh Thiên Lan, Vi Sinh Thương Nguyên, Hoàng Phủ Phong Vân các loại nhóm cường giả hội tụ, đều đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bọn họ lấy nhìn mà than thở ánh mắt, nhìn lấy người trẻ tuổi kia. Thiên Mệnh, nói thật, hôm nay ta Nam Thiên Tông có thể còn sống sót, thay đổi đại cục chính là ngươi, lão tử ngươi bất quá là bên ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta không phục hắn, thì phục ngươi. Lần nữa gặp mặt, Vi Sinh Thiên Lan ánh mắt nhìn hắn, đã sớm tại tỏa ánh sáng. Thiên Lan nói đúng. Loại này công đức, Thượng Thiên nếu như biết rõ, tối thiểu đến bảo vệ ngươi thành cổ chi thánh cảnh mới đúng. Ha ha! Nghe được bọn họ đều đem công lao này về lại trên người mình, Lý Thiên Mệnh áp lực có chút lớn. Hắn một mực cũng không cảm thấy mình tính toán người tốt, nhất là gần nhất, lúc giết người cũng không có khách khí. Bỗng nhiên được tôn sùng là thánh nhân, quả thật có chút mơ hồ. Dù sao, hắn chả quá trẻ tuổi. Trước mắt những trưởng bối này, còn tại tán thưởng đây. Bỗng nhiên, cộng sinh không gian bên trong, Thái Nhất Tháp lần nữa chấn động, nhảy đến lợi hại hơn là cái kia cái thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Ngọa tào. Tại phía sau hắn, 99 con thương lam long mạch, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, sau đó vọt thẳng đụng mà đến. Bằng hữu, khác xúc động. Lý Thiên Mệnh lời còn chưa nói hết đâu, cái kia 99 con to lớn thương lam long mạch, liền trực tiếp đem thân thể của hắn chìm ngập. Thiên Mệnh, Vi Sinh Thiên Lan đám người sắc mặt đại biến, bối rối cùng cực, biểu lộ cùng lần trước Lý Vô Địch không sai biệt lắm. Bình tĩnh, bình tĩnh,
Lý Vô Địch liền vội vàng khoát tay nói. Lý Vô Địch đều không nóng nảy, bọn họ vừa rồi thở dài một hơi, nhưng vẫn là có loại cảm giác da đầu tê dại. Dù sao, liền xem như Vi Sinh Thiên Lan, bị cái này 99 đầu thương lam long mạch chìm ngập, đoán chừng đều phải chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Địch, Vi Sinh Thương Nguyên khó hiểu nói. Tại trong ánh mắt hắn, 99 con thương lam long mạch lẫn nhau dây dưa, dung hội, trực tiếp tạo thành một cái linh tai bóng nước. Lý Thiên Mệnh sớm thì không biết nơi nào đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lần trước thì dùng Thái Nhất Tháp, đem ta Vạn Sơn Kết Giới Đế Hoang long mạch cho hố. Lý Vô Địch buông buông tay nói. Thái Nhất Tháp. Tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia linh tai bóng nước bên trong, xác thực giống như có một tòa màu trắng bảo tháp cái bóng. Làm cái này màu trắng bảo tháp xuất hiện về sau, linh tai bóng nước ngay tại từ từ nhỏ dần. Đúng. Sau đó thì sao, đế hoang long mạch đâu? Vi Sinh Thương Nguyên hỏi. Không có a, Lý Vô Địch cười hắc hắc. A, cha con bọn họ trừng to mắt, một mặt mộng bức. Vậy chúng ta thương lam long mạch, chẳng phải là cũng sẽ không có? Vi Sinh Thiên Lan hỏi. Ngươi đoán, Lý Vô Địch nói. Ta dựa vào, cái kia hộ hải kết giới uy lực đến hạ xuống một nửa. Vi Sinh Thương Nguyên lời thô tục đều mắng ra. Lão đầu, tâm tính nới lỏng điểm, Thánh Thiên Phủ đã không có, phương Bắc Khôn Nguyên Tông có ta chịu thay cho các ngươi, hai chúng ta tông môn quan hệ này, ngươi cũng đừng keo kiệt a. Lại nói, hôm nay còn ta có thể giúp đại ân, cái kia khen thưởng hắn. Lý Vô Địch ngụy biện nói. Vi Sinh Thương Nguyên cha con dở khóc dở cười. Chúng ta ngược lại không phải là keo kiệt, mà chính là thương lam long mạch dù sao cũng là truyền thừa vạn năm bảo bối, cứ như vậy không có, ta có chút không thể chịu được. Lại nói, Thiên Mệnh phải dùng cái này thương lam long mạch làm cái gì? Vi Sinh Thiên Lan hỏi. Ta cũng không biết, bất quá, về sau ta cho Vạn Sơn Kết Giới tìm thay thế linh tai thời điểm, cũng cho các ngươi tìm một chút. Lớn như vậy hộ hải kết giới, cũng không thể lãng phí. Lý Vô Địch chân thành nói. Ta phải tốt, khác cầm lần đến lừa gạt ta. Vi Sinh Thương Nguyên trợn mắt nói. Nói thật, thương lam long mạch trọng yếu bực nào, chính hắn rõ ràng nhất. Muốn không phải hiện tại lấy đi chính là Lý Thiên Mệnh, đổi lại người nào Vi Sinh Thương Nguyên đều phải tức giận, bao quát Lý Vô Địch. Đứa nhỏ này công đức vô lượng, hy vọng cái này Thái Nhất Tháp hấp thu cái này hai đại long mạch, có thể mang đến cho hắn tạo hóa. Coi như là chúng ta Nam Thiên Tông, đối với hắn lần này ngăn cơn sóng dữ cảm tạ, Vi Sinh Thiên Lan nói. Ông, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Thái Nhất Tháp quả nhiên hoàn toàn xuất hiện, đem thương lam long mạch toàn bộ hấp thu. Thời khắc này Thái Nhất Tháp, một nửa là màu xanh lam linh tai, một nửa là tối tăm màu vàng linh tai. Sau một khắc, Thái Nhất Tháp biến mất. Thay vào đó, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là không bị thương chút nào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa ra tới, liền không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Nam Thiên Đảo, rơi vào một chỗ trên bờ cát. Chung quanh hắn đều là Thương Hải Quốc bách tính. Đi tới nơi này trên bờ cát, Lý Thiên Mệnh lập tức ngồi xếp bằng. Tựa hồ muốn bắt đầu tu luyện. Đây cũng là hắn vội vã rời đi hộ hải kết giới lý do. Hộ hải kết giới khắp nơi đều là lăn lộn sóng biển, muốn là tu luyện, khẳng định đến bị cuốn đi. Hắn thật là Chu Tước Quốc Lý Thiên Mệnh. Đúng, ta gặp qua hắn, nghe nói là hắn dùng khác biệt thần vật đã cứu chúng ta. Ta là ngay từ đầu bị hắn dùng dây thừng trói chặt, lúc ấy ta còn không có nhận ra hắn. Rất nhiều Thương Hải Quốc bách tính kích động bao vây quanh. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh giờ phút này khí chàng nổ tung, bọn họ cũng không dám tới gần quá. Các vị, các ngươi khắc phục hậu quả một chút, ta đi xem một chút Thiên Mệnh. Lý Vô Địch đối Minh Hoàng, Vi Sinh Thiên Lan bọn người nói. Thành, cái này 70.000 khôn nguyên vệ, trước cầm tù tại chúng ta Nam Thiên nhà tù, Vân Mộng kết giới, có thể mức độ lớn nhất chế ước lực lượng của bọn hắn. Vi Sinh Thiên Lan nói. 70.000 người, thả xuống được sao? Lý Vô Địch hỏi. Để bọn hắn chen một chút. Tốt, chờ ta làm xong Thánh Thiên Phủ, lại đến mang những người này, đi đổi về Vân Tiêu Kiếm Phái. Không có vấn đề. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu cầm tù tù binh, trấn an bách tính, trấn áp Thánh Thiên Vệ hàng quân, còn muốn thu thập chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm, đồng thời giải trừ hộ hải kết giới. Những thứ này khắc phục hậu quả công tác, đoán chừng đều phải mấy cái ngày thời gian để hoàn thành. Chờ một lúc Thiếu Khanh bọn họ đoán chừng đã đến, bọn họ mang đến 100.000 người, vừa vặn trở về thời điểm,
có thể đem Thương Hải quốc bách tính mang về. Vi sinh Thiên Lan nói. Thiên Lan, liên quan tới Thương Lam Long Mạch. Cha, ngươi tin tưởng bọn họ cha con, cũng tin tưởng ta. Thiên mệnh là cái nắm giữ hừng hực can đảm người, Lý Vô Địch người này giảng nghĩa khí, tuyệt sẽ không thua thiệt. Vi sinh Thiên Lan nói. Nói cũng phải, nói thật, đã nhiều năm như vậy, Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông, kỳ thật cũng là người một nhà hai nhà ở riêng. Hiện tại Thánh Thiên Phủ cũng bị nhập Đông Hoàng Tông, ta đoán chừng Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái cũng sắp. Vi sinh Thương Nguyên nói. Ngươi nói đúng, nhưng là Lý Thị Thánh Tộc cùng Lý Vô Địch, cùng Thánh Thiên Phủ quân nhà, trên bản chất thì có sự khác biệt. Lý Thị Thánh Tộc nguyện ý cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cộng đồng phát triển, Hắc Minh Tông coi như cũng trở thành Đông Hoàng Tông phân bộ, cũng có bản chất khác nhau. Vi sinh Thiên Lan nói. Nói trở lại, thiên mệnh tiểu hài này, hiện tại đang tu luyện. Đúng. Hắn gấp gáp như vậy làm cái gì? Vi sinh Thiên Lan xa xa nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ nói không sai, Lý Thiên Mệnh đúng là tại khẩn cấp tu luyện. Chớ nhìn hắn nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là cộng sinh không gian bên trong, sớm đã là sóng to gió lớn. 99 đầu Thương Lam Long Mạch cùng 99 đầu Đế Hoang Long Mạch, toàn bộ theo Thái Nhất Tháp bên trong phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ cộng sinh không gian. Cái này từ trước đến nay an bình địa phương, lúc này long trời lỡ đất. Đậu phộng, mệnh ngắn. Gà đại ca, tốt nhiều trứng đang bay. Vậy ngươi còn tại nhìn, đuổi mau giúp một tay a. Huỳnh Hỏa trên nhảy dưới tránh, kêu gọi Miêu Miêu, cuối cùng đem 7 cái bay múa đầy trời thái cổ hỗn độn cự thú trứng, toàn bộ hái xuống. Trong đó một khỏa nhỏ nhất, bị Huỳnh Hỏa giáp tại dưới nách bảo hộ. Bỗng nhiên dưới nách đau xót. Huỳnh Hỏa cúi đầu xem xét, bất ngờ nhìn đến, cái này tiểu thải trứng vậy mà dùng vết nứt, tại kẹp chính mình lông gà. Nghịch ngợm. Huỳnh Hỏa giận mắng một tiếng, kém chút giận dữ, nhưng hắn nghe nói huynh trưởng là cha, đành phải lại nhẫn một đợt, đem 7 viên trứng toàn bộ bảo vệ. Chỉ có cái kia lớn nhất một quả trứng, hiện tại đứng ở cổng sinh không gian trung ương, tại cuồng phong bạo vũ bên trong không nhúc nhích tí nào. Vỏ trứng này lên đã vết nứt trải rộng. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều là ở bên ngoài ra đời, nhưng bây giờ Thái Nhất Tháp đã đem Đế Hoang Long Mạch cùng Thương Lam Long Mạch, nuốt tiến đến. Không ngoài dự liệu, cái này lão tam lập tức liền muốn tại cái này cộng sinh không gian bên trong ấp trứng. Sinh ra chi thế. Đây là mới thái cổ hỗn độn cự thú trứng, mượn nhờ linh tai các loại thiên địa thần vật, lấy không thể tưởng tượng phương thức hấp thu, trực tiếp đem cảnh giới xông vào đến Lý Thiên Mệnh trước mắt cảnh giới thần kỳ phương thức. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, hiện tại Lý Thiên Mệnh rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Chuẩn bị tốt. Đây là hắn cùng cái này lão tam nói lời. Hắn tại linh hồn trong đầu, đã dần dần tại kiến lập cái thứ ba tâm linh trao đổi. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, tất cả Thương Lam Long Mạch cùng Đế Hoang Long Mạch cùng một chỗ, trùng kích tại cái này cao 7 mét trứng lớn lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh âm. Lý Thiên Mệnh lần nữa nghe được, vỏ trứng đinh đinh phá nát thanh âm. Màu xanh lam cùng màu nâu long mạch chen chúc tiến trong cái khe, trong một chớp mắt, liền đem cái này phá nát vỏ trứng trực tiếp chật ních. U, mới cùng phòng ra đời. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Đừng nhìn ra hỏa này trứng lớn, ta đoán chừng bên trong rất nhỏ. Miêu Miêu ác ý phỏng đoán nói. Đúng, để Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng, để hắn tiếp tục chỉ có thể nằm mơ. Rõ ràng là cấp thấp tọa kỵ, còn muốn xoay người làm chủ nhân. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Liền tại bọn hắn tiếng nói hạ xuống xong, viên thứ ba trứng vỏ trứng, rốt cục hoàn toàn phá nát. Bất quá, giờ phút này Đế Hoang Long Mạch cùng Thương Lam Long Mạch, hết thảy 198 đầu thần long còn quấn quanh ở hắn trên thân, tạm thời thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng, có thể nhìn ra, tuyệt đối rất lớn. Đoán chừng một đầu móng vuốt, đều có thể tương đương với mười mấy cái cùng Miêu Miêu. Ngọa tào! Cái này lão tam làm phản a, vì sao nó đã lớn như vậy? Huỳnh Hỏa ngốc trệ nói. Bản mèo không phục, nó phá hư đội hình a. Miêu Miêu trợn mắt nói. Chỉ là nhìn cái này hình dáng, thì cùng chính mình đế ma hỗn độn trạng thái không sai biệt lắm. Không công bằng, ta cũng muốn khôi ngô một chút. Huỳnh Hỏa hâm mộ nói. Bản mèo cũng thế, ta đã chịu đủ những nữ nhân kia, nhìn đến ta thì mắt sáng lên dáng vẻ. Miêu Miêu than thở nói. Ta dựa vào, người đây là khoe khoang sao? Huỳnh Hỏa cả giận nói. Mèo. Mà lại, người còn có thể biến thành đế ma hỗn độn, người cũng không nhỏ a. Nghĩ tới đây,
Huỳnh Hỏa càng nổi giận hơn. Nói cũng đúng oa, gà đại ca, kết quả là, tiểu bất điểm chỉ có ngươi chính mình meo. Làm, lão tam coi như xong, các ngươi bảy cái, người nào dám ra đây phá hư đội hình, lão tử hiện tại thì nấu các ngươi. Bồi bổ thân thể, Miêu Miêu hỏi. Ngươi im miệng, ta muốn ăn trứng mèo. Nghe phía sau hai chữ, Miêu Miêu hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chạy mất dạng. Xem ra nó hộ chứng ý thức, đã tương đương nồng đậm. Huỳnh Hỏa than thở, nằm trên mặt đất, bắt được viên kia tiểu thải trứng xem như gối đầu, hai chân chéo nguẫy, một mặt tang thương. Tiểu tứ, ngươi là tiểu mỹ nữ à? Huỳnh Hỏa thân thủ đem cái này tiểu thải trứng móc đến trước mắt hỏi. Phanh phanh, tiểu thải trứng giống như tại gật đầu. Nhớ đến về sau ra đời, cho thêm gà đại ca đấm bóp chân, vò xoa bả vai, còn có không cho phép lớn lên quá lớn. Huỳnh Hỏa dặn dò. Tiểu thải trứng đập vào gáy của nó lên, sau đó chạy như một làn khói. Khổ cực a. Huỳnh Hỏa bắt đầu hoài nghi gà sinh. Tương đương. Từng đợt oanh minh. Huỳnh Hỏa có thể nhìn đến, cái kia đã ấp trứng lão tam, đã đang hấp thu hai đại long mạch, mãnh liệt tăng lên. Tiếp đó, khai mở thú mạch, ngưng tụ linh nguyên, sáng tạo quy nhất khí tràng, thậm chí lĩnh hội thiên ý. Lý Thiên Mệnh trên thân, bản đã có vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cùng thái sơ hỗn độn lôi ma, mở ra tới luyện ngục thú mạch cùng hỗn độn thú mạch. Thú mạch vốn là thô to như rồng, mà bây giờ, loại thứ ba thú mạch chính dung hội trong đó. Kỳ danh là, hồng mông thú mạch. Trong đan điền, không tính đông hoàng vòng xoáy, cái thứ ba lực lượng hạch tâm bắt đầu thành lập. Tại luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên bên cạnh, một cái song sắc linh nguyên bắt đầu sinh ra. Cái này linh nguyên phía dưới vì biển, lên vì núi. Hai tầng song sắc, thoáng như một cái hoàn chỉnh thế giới, trong nước sinh ra biển cả sinh linh, trong núi nắm giữ chim bay cá nhảy. Kỳ danh là, hồng mông linh nguyên. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Kết quả, một cái cẩn trọng, song trọng, thanh âm niếc tai nhức óc, tại hắn trong tai quanh quẩn. Ta là, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Thái Cực, chính là thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân, âm dương trước đó. Thái Cực sinh lưỡng nghi, một phân thành hai, còn có thế giới. Hồng Mông, chính là vũ trụ chưa phân chi nguyên khí, có thể diễn hóa vì thiên địa hồng hoang, chính là thế giới căn bản. Quỳ là vật gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quỳ, là hồng mông sơn hải giới lục địa, hải dương bản hình. Ta trên lưng song song chín tòa đơn ngọn núi quỷ núi, dưới bụng chín tầng thâm uyên quỷ biển. Cặp kia trọng cộng minh thanh âm, lần nữa bên tai bên trong oanh minh. Cho nên, liền có Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long danh tiếng. Ngươi là long là rùa? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Đương nhiên là long, thanh âm kia kích động trả lời. Vậy là tốt rồi. Người thanh âm quá lớn, chấn động đến ta sọ não đau, về sau ngươi nói ít điểm lời nói. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi nói, cái này lão tam giọng quá lớn, có chút chịu không được. Đến đón lấy, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long không ngừng hút vào hai đại long mạch, thậm chí Thái Nhất Tháp cũng thả ra không ít thiên địa linh khí, hai người bọn họ người, Hồng Mông Linh Nguyên, đang không ngừng lớn mạnh. Bây giờ tu luyện công pháp, tên là Thái Cực Hồng Mông Điển. Hồng mông linh nguyên bên trong đản sinh, chính là Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên. Cái này Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên có sơn hải hai trọng lực lượng, lại hoặc là nói là thế giới chi lực. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, so với nóng rực vĩnh hằng luyện ngục Thú Nguyên cùng thô bạo thái sơ hỗn độn Thú Nguyên, Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên khuynh hướng thuần chủng, cẩn trọng, sâu xa. Trước cả hai bạo phát thương tổn phi thường cao, nhưng là cái này Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên sẽ kéo dài hơn, trầm hơn trọng. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sinh sôi không ngừng. Ba loại thú nguyên, loại hình đều có rất nhỏ phân chia, bất phân cao thấp, các chỗ hữu dụng. Cũng không phải là nói Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long là song thuộc tính, liền sẽ so Huỳnh Hỏa Miêu Miêu càng mạnh một số. Rầm rầm rầm, làm linh nguyên cảnh tu luyện tới tầng thứ 9, quy nhất khí chàng sinh ra, hoàn toàn mới hồng mông khí chàng tựa như là một cái cỡ nhỏ thế giới, sơn hải hợp thể. Đến quy nhất cảnh tầng thứ 9 về sau, cần đột phá thiên ý cảnh giới. Cái này cần Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cảm ngộ sơn hải thiên ý, mà Lý Thiên Mệnh chỉ cần tiếp tục lớn mạnh đại hồng mông linh nguyên là có thể. Dù sao, hắn đế hoàng thiên ý, đã đến thiên ý cảnh giới tầng thứ 3. Chút thời gian trước Lý Thiên Mệnh đột phá thiên ý cảnh giới thời điểm, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cũng có tham dự quan sát, vì hôm nay sinh ra chuẩn bị.
Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nó sinh ra Sơn Hải Thiên Ý sẽ cần thời gian rất lâu. Nhưng không nghĩ tới, chưa tới một canh giờ, nó liền đã làm xong. Xem ra, nó đồng dạng kế thừa Lý Thiên Mệnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, kế thừa kiếp nạn, cũng kế thừa siêu tuyệt thiên phú. Nhìn lấy nó lĩnh ngộ Sơn Hải Thiên Ý, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới hôm nay sinh tử chiến. Sau đó, lại nhớ tới chính mình liều mạng cứu người, nhớ tới Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp biến hóa, nhớ tới cái kia hai cái ngàn mét cự nhân. Tâm cảnh của hắn, kỳ thật thuế biến rất nhiều. Tăng thêm hiện tại ở vào sinh ra chi thế to lớn lực đẩy bên trong, liền Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lĩnh ngộ thiên ý đều thật nhanh, hắn cũng giống như thế. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đều tới đây cho ta. Làm cái gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Cùng một chỗ thử một lần, có thể hay không nhân cơ hội, chúng ta bốn người cùng một chỗ, đột phá đến thiên ý cảnh tầng thứ tư. Sinh ra chi thế là có thể ngộ nhưng không thể cầu quý giá cơ duyên, lại thêm Lý Thiên Mệnh hiện tại trong lòng, có rất nhiều liên quan tới đế hoàng thiên ý nội dung. Hắn lần nữa nhìn cái kia cạn cửa lớn màu vàng óng lên kim sắc thiên văn, hắn có thể cảm nhận được trong linh hồn, Đông Hoàng Kiếm, đang nhanh chóng tăng lớn, để hắn đế hoàng thiên ý, càng ngày càng mạnh. Cái này là lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cùng ba cái cộng sinh thú cùng một chỗ tu luyện. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính thức trở thành ba đời ngự thú sư. Về sau chiến đấu, dưới tình huống bình thường, tối thiểu so người khác thêm ra một đầu cộng sinh thú, vây công lại là thái độ bình thường. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đầu tiên là đến thiên ý cảnh giới, tấn mãnh đuổi kịp các huynh trưởng bước chân, đến thiên ý cảnh giới tầng thứ ba, ngay sau đó cùng một chỗ lĩnh ngộ thiên ý. Đế hoàng thiên ý làm chủ, hỏa diễm, lôi đình, sơn hải làm phụ, kề vai sát cánh, tu hành mạch lạc, đã càng ngày càng rõ ràng. Thiên ý cảnh giới tầng thứ tư, thành công. Sau một thời gian ngắn, lần thứ nhất một người một gà một mèo một long tứ người tu luyện, thành công đột phá. Dựa vào sinh ra chi thế cùng cuối cùng sinh tử chiến cảm ngộ cùng thuế biến, tăng thêm Đông Hoàng Kiếm chỉ dẫn, bọn họ đạt tới cảnh giới toàn mới. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ cần tay cầm Đông Hoàng Kiếm, tăng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, tương đương với có tứ trọng lực lượng nơi tay. Tăng thêm hắn tam đại thú nguyên phẩm chất đều khá cao, mặc dù là thiên ý cảnh giới tầng thứ tư, nhưng là quang đế hoàng thiên ý lực sát thương cùng chấn áp đủ để cùng nguyên sấm thiên ý so sánh. Đủ loại thủ đoạn nghịch thiên cùng nhau, lại có Khương Phi Linh, toàn bộ thiên ý cảnh giới địch thủ, đoán chừng cũng không tính là quá nhiều. Nếu như là thiên tài cấp bậc, khả năng thì thiên ý tầng thứ 9 có thể dựa vào cảnh giới ưu thế áp chế hắn nhất trọng. Nhưng nếu như là Tống Nhất Phàm loại này, thiên ý tầng thứ 9 đều không dùng được, Lăng Nhất Trần, Lý Cảnh Du các loại, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại duy nhất không đủ, cũng là Hồng Mông Linh Nguyên hơi nhỏ. Cái này cùng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long còn chỉ có nhất tinh có quan hệ, mà Huỳnh Hỏa bọn họ một cái 49, một cái 47. Nhưng, đối làm Đông Hoàng cảnh Thái Tử Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn sẽ kém thần nguyên sao? Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, cái này lão tam đến cùng hình dạng thế nào a? Giờ này khắc này, cộng sinh không gian bên trong, vừa rồi đại động tĩnh hoàn toàn biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Một cái to lớn cự vật, cứ như vậy xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trong mắt. Khi bọn hắn nhìn đến cái này Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long chân chính bộ dáng sau, bọn họ ngây ngẩn cả người. Đầu tiên, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long hình thể xác thực so sánh lớn, có thể so với Miêu Miêu đế ma hỗn độn trạng thái. Nó có độ cứng kinh người áo giáp, tại trên lưng của nó, song song lấy 9 ngọn núi, trung ương nhất tối cao, hai bên dần dần biến thấp. Cái này 9 tòa quỳ núi, xem ra bản thân liền là kinh khủng binh khí, giống như là 9 cái thô to gai nhọn, liên hợp lại như là răng cưa. Mà ở tại dưới bụng, chính là 9 tầng màu xanh lam biển cả. Trước mắt cũng coi như khó lường biển cả, chỉ có thể nói là một mảnh 9 tầng ao nước nhỏ, trong vòng điểm xoay tròn. Nhưng nói thật, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều đầy đủ ở bên trong bơi lặn. Mà lại, những thứ này nước tuy nhiên tại dưới bụng, nhưng hoàn toàn sẽ không rơi xuống, dường như nơi này là một cái điên đảo thế giới. Ngoại trừ thân thể, chính là vuốt rồng, đuôi rồng, vảy rồng. Cái này cùng phổ thông thần long, tạm thời xem ra không sai biệt lắm. Nhiều lắm là tới nói, nó vuốt rồng cùng đuôi rồng đều muốn càng thêm tráng kiệt, vừa nhìn liền biết, không thể phá vỡ, lực lượng kinh người, vỗ mặt đất dãy núi đều đang run rẩy, mà lại, chỉ sợ biển cả cũng là nó chiến trường. Cuối cùng là đầu rồng. Lý Thiên Mệnh nhìn đến đầu rồng về sau,
rốt cục thở dài một hơi, may mắn đây không phải rùa đen chi đầu. Hai đại long thủ, đều là thần thoại miêu tả bên trong chính thống nhất thần long, nhưng nhìn hình dáng, so quân gia hoàng kim long đều còn lớn hơn lớn mạnh. Nhất là cái kia màu nâu đầu rồng, cái kia vảy rồng hơi hơi nhô lên, cảm giác không thể mò, sờ một cái liền phải phá thủ. Đến mức cái kia màu xanh lam đầu rồng, thì mỹ lệ hơn rất nhiều, xem ra 10 phần lộng lẫy, vảy rồng giống như là biển cả bên trong bảo thạch. Như vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Không nhìn đầu rồng, vảy rồng, vuốt rồng, đuôi rồng cùng cái này thon dài cẩn trọng thân thể, có thể là huyền vũ loại cộng sinh thú. Nhưng, luận khí chất, luận thần uy, cái này hoàn toàn là thần long. Thậm chí, so Lý Thiên Mệnh thấy qua chỗ có thần long cộng sinh thú, cũng còn muốn thuần chủng, uyên bác. Hắn thân thể bộ phận kỳ thật rất dài, 9 tòa quỳ núi song song như răng cưa, mà không phải chất thành một đống. Trong lúc nhất thời, cộng sinh thú bên trong, bọn họ ba cái, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Gà đại ca tốt, mèo ca tốt, thái cực hồng mông quỳ long bỗng nhiên nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu liền vội vàng che lỗ tai. Cái kia trong thanh âm phong bạo bao phủ ra, để hai bọn chúng đồ chơi nhỏ trong gió lộn xộn. Giọng thật lớn. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều mộng, nghe cái này lão tam một tiếng chào hỏi, mẹ nó, lỗ tai đều đang run rẩy. Thái cực hồng mông quỳ long hai đại long thủ, tại lúc nói chuyện là đồng bộ. Màu xanh lam lam long bài thanh âm như biển cả giống như thâm thúy, màu nâu hoang long bài thì tựa như núi cao cẩn trọng. Song trọng thanh âm, đụng vào nhau, lẫn nhau chấn động, gây nên oanh minh, cùng tăng thêm hiệu ứng âm thanh giống như, bình thường trùm phản diện mới có thể thêm lên loại này hiệu ứng âm thanh. Điều này nói rõ, lão tam tuy nhiên có hai cái đầu, nhưng nó là một cái ý chí, mà không phải hai cái đầu, hai cái linh hồn. Cái kia, tam nhị a, nói chuyện có thể nhỏ giọng một chút sao? Huỳnh Hỏa cười nói. Gà đại ca, đây đã là lớn nhất nhỏ giọng, thái cực hồng mông quỳ long ủy khuất nói. Thế nhưng là cái này thanh âm ủy khuất, làm sao nghe giống một tên tráng hán tại nhăn nhó nói chuyện a? Đậu phộng, Huỳnh Hỏa lông gà tiếp tục trong gió lộn xộn. Gà đại ca, mèo ca, cùng nhau chơi đùa đi, ta còn tại trứng bên trong thời điểm, mỗi ngày mong đợi nhất sự tình, cũng là cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Thái cực hồng mông quỳ long nói. Vừa nói xong, nó thân thể khổng lồ kia, xông về Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Ầm ầm, cộng sinh không gian đều đang chấn động. Huỳnh Hỏa ngẩng đầu nhìn lên, kém chút sợ tè ra quần, lớn như vậy một đầu cự thú, đây là tới ôm mình sao? A, à, gà đại ca, người người đâu? A, à, kẹp ở ngươi chảo trong khe, ngươi điểm nhẹ a. À. Huỳnh Hỏa kêu rên nói. A, à, cái kia lớn như vậy thần long, vội vàng giơ lên bốn cái vuốt rồng, dẫn đến thân thể trực tiếp đập xuống đất, lại là một trận mãnh liệt động đất. Qua, gà đại ca nhanh cứu ta bị đè ép, bản mèo thỉnh cầu trả hàng, Lý Thiên Mệnh, mau đưa nó nhét trở về. Các ngươi im miệng. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã thoải mái lật ra. Hắn cũng mặc kệ người khác nghị luận. Đây rốt cuộc là rùa vẫn là long, chỉ ít xem ra rất bá khí a, giọng lớn, uy chấn toàn trường, hình thể lớn, đi tới chỗ nào đều thanh thế to lớn. Hắn kém chút cười ra tiếng âm. Cái này không phải liền là, mình muốn bá khí cộng sinh thú sao? Thượng thiên không tệ với ta a, rốt cuộc không dùng bị giễu cợt. Lý Thiên Mệnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, đem chung quanh Thương Hải quốc bách tính dọa lùi 30 bước. Ca ca. Ngươi chuẩn bị cho tiểu quy quy lấy cái tên là gì nha? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Nhất định phải một cái bá khí phách lối tên, ta lại nghĩ muốn. Các loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu quy quy nha. Đó là long. Lý Thiên Mệnh bên người, cũng liền Khương Phi Linh biết thái cổ hỗn độn cự thú sự tình. Lần trước Nhiên Linh về sau, Lý Thiên Mệnh nói cho nàng. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn đem chính mình con thứ ba cộng sinh thú lấy ra tới. Rốt cục có tọa kỵ, không dùng chính mình chạy bộ đi đường. Lý Thiên Mệnh vui mừng cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn lấy thái cực hồng mông quỳ long phần lưng, biểu lộ cứng đờ. Phía trên là 9 tòa sắc bén bén nhọn quỳ núi. Hắn đang nghĩ, nhiều như vậy gai nhọn, ngồi ở trên đây, có thể hay không thẻ trứng a? Hoặc là, thẻ gà sao? Cái này răng cưa giống như lưng rồng, khẳng định là muốn thẻ trứng đó a. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lấy 45 độ góc ngắm chiều cao ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là cái tuổi này sẽ không có yêu thương. Cộng sinh không gian bên trong, ngây thơ thái cực hồng mông quỳ long còn đang chơi đùa,
đáng thương Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu vì bảo trì huynh trưởng khí độ, kiên trì cùng nó chơi game. Trong lúc nhất thời, gà bay mèo nhảy long lăn, một mảnh hỗn loạn. Vừa nghĩ tới về sau bên trong có 10 cái thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Hy vọng đừng đem ta cộng sinh không gian phá hủy. Trong lòng của hắn cầu nguyện. Thiên Mệnh con ta. Bỗng nhiên một cái phong tao nam tử, rơi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Không cần nhìn đều biết là Lý Vô Địch. Làm gì? Lại đột phá, tốc độ này, kém chút bắt kịp ta, không tệ, thật không hổ là Đông Hoàng cảnh đệ nhị thiên tài. Lý Vô Địch nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh lần nữa cười không nói. Trước mắt bọn họ còn tại làm khắc phục hậu quả, Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, hỏi, nghĩa phụ, có hay không thần nguyên? Cái gì phẩm cấp? Đương nhiên là thiên cấp thần nguyên A, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì thuộc loại? Núi, nước, hoặc là sơn thủy? Lý Vô Địch nghe xong vừa trừng mắt, nói, phụ tử các ngươi có bị bệnh không? Ngươi nói cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh không có chỉnh minh bạch. Ha ha, không, ta ra vẻ thâm trầm mà thôi. Ngươi chờ đó cho ta. Không có đợi bao lâu, hắn đem vi sinh thiên lan cho mang đến, sau đó nói, nhi tử ta theo ngươi muốn thiên cấp thần nguyên, ngươi nói có cho hay không a? Giở trò lưu manh a? Vi sinh thiên lan cười nói. Cho thống khoái lời nói. Cho, đương nhiên cho. Bất quá ta cũng không phải nể mặt ngươi, ta đây là khen thưởng thiên mệnh. Vi sinh thiên lan nói xong, tại tu di giới chỉ lên rút nửa ngày, xuất ra một cái hộp, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là trung phẩm thiên cấp thần nguyên, thủy lam sao băng. Đây là từ trên trời rớt xuống thần nguyên, trên đó ánh nước bao phủ, nhưng hạch tâm vị trí là vẫn thạch lưu tinh, cần phải thích hợp ngươi. Có điều, ta nhớ được ngươi cộng sinh thú, không phải lôi hỏa thuộc tính sao? Vi sinh thiên lan hiếu kỳ hỏi. Trung phẩm thiên cấp thần nguyên, như thế xa hoa, ngươi cũng không phải là muốn lừa gạt con rể a? Lý Vô Địch trợn mắt nói. Ngươi đánh giám, ta khuê nữ mới chướng mắt hắn. Tiểu tử này xem xét cũng là cái mở hậu cung, trong nhà có khuê nữ tuyệt đối phải kính nhi viễn chi. Vi sinh thiên lan nói. Lý Thiên Mệnh đều không có cơ hội giải thích. Vì sao chính mình trời sinh là mở hậu cung đó a? Thành kiến a. Kết quả hai người này, một cái nói chính mình nhi tử đa nghiêu, một cái nói khuê nữ của mình bao nhiêu xinh đẹp, ồn ào liền đi. Tiến hóa sau khi hoàn thành, lão tam cũng là cấp 5 thánh thú, so Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều cao hơn cấp 1. Quay lại đến làm cho nghĩa phụ cho Huỳnh Hỏa bọn họ bổ sung, tốt nhất lại làm điểm thánh thú chiến hồn. Hắn đem thủy lam sao băng giao cho thái cực hồng mông quỳ long tiến hóa, Khương Phi Linh cũng giải trừ phụ linh trạng thái. Chiến tranh về sau. Giờ phút này hưởng thụ là hiếm thấy bình tĩnh. Bọn họ ngồi tại sườn đồi một khỏa trên tảng đá, dưới chân cũng là biển cả. Hộ hải kết giới đã giải trừ, tại cái này Nam Thiên đảo lên, vừa hay nhìn thấy mặt trời chiều ngã về Tây. Kia hỏa hồng mặt trời, dần dần rơi vào biển cả bên trong, nhuộm đỏ mảng lớn vùng biển. Thật xinh đẹp, Khương Phi Linh say mê trong đó. Chờ qua chút thời gian, ta mang ngươi ra biển, hiện tại có tòa kỵ, tùy tiện du lịch. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi không phải sợ thẻ trứng sao? Khương Phi Linh cười trộm nói. Đậu phộng, ngươi học xấu a? Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, cái gì thẻ trứng a? Lý Thiên Mệnh đang muốn cùng Khương Phi Linh phát triển một chút tình cảm, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm thiếu niên. Nhìn lại, nói chuyện chính là vi sinh Thanh Loan, tỷ tỷ của hắn vi sinh Nhược Tố cũng tại. Lý Thiên Mệnh liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lên trời. Không nghĩ tới vi sinh Nhược Tố thoải mái đi tới, cùng Khương Phi Linh lẫn nhau giới thiệu nhận biết, lại thương nghiệp lẫn nhau thổi một chút, trò chuyện vẫn rất tốt. Thiên Mệnh ca, hôm nay ngươi thật là làm cho ta lệ nóng doanh trọng a, ta đối với ngươi kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn không kiệt. Vi sinh Thanh Loan tề mi lộng nhãn nói. Bình tĩnh, đây là thường quy thao tác, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, bốn người bọn họ người trẻ tuổi tại cái này dưới trời chiều nói chuyện phiếm vui cười. Hình ảnh tốt đẹp như thế. Về sau Lý Vô Địch tới, vi sinh Nhược Tố cùng đệ đệ liền đi trước. Tỷ tỷ, Linh Nhi cùng hắn đúng là một đôi trời sinh, mà lại bọn họ nhận biết cũng rất sớm. Không có cách nào a, vi sinh Thanh Loan đau đầu nói. Ngươi nói mỏ gì đâu, vi sinh Nhược Tố nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích hắn sao, vi sinh Thanh Loan hỏi. Thích ngươi cái đầu, ai nói một người rất xuất sắc, ta thì nhất định muốn ưa thích đây. Cảm tình xem duyên phận, không có duyên phận không dùng cưỡng cầu. Hiện tại nha,
khả năng có như vậy một chút thưởng thức, nhưng hắn có yêu mến cô nương, mà lại như thế xứng, ta trực tiếp gãy mất, cũng có thể nhẹ nhàng như thường. Người khác lão cho ta thêm phiền phức, Vi Sinh Nhược Tố nói. Minh bạch, nói ngắn gọn cũng là người biết khó mà lui. Số tiểu tử, người đừng chạy. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tiến hóa tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại cũng liền tiểu qua nửa ngày, nó vậy mà tiến hóa thành công. Thủy Lam Sao Băng cái này trung phẩm thiên cấp thần nguyên, cho nó 55 cái tinh điểm, đồng thời giải khai rất nhiều huyết mạch gông xiềng. Đến đón lấy lần nữa đồng tu, Lý Thiên Mệnh Hồng Mông Linh Nguyên liền có thể trưởng thành đến cực hạn, muốn một chút vượt qua luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên. Lần này tiến hóa, cho hắn thân thể ngoại hình cũng mang đến cải biến cực lớn. Đầu tiên là đuôi rồng, trước kia chỉ là bình thường đuôi rồng, nhưng là bây giờ tại đuôi rồng mũi nhọn, vậy mà dài ra một cái tràn đầy gai nhọn lưu tinh chùy. Này lại là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đến đón lấy cận chiến khủng bố vũ khí, để cái này lưu tinh chùy đập chúng, đoán chừng phải não tử nứt toác. Không hề nghi ngờ, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cần phải so Miêu Miêu còn muốn am hiểu cận chiến. Thậm chí, càng kháng đánh. Lần này tiến hóa, còn có một cái cự đại biến hóa, cái kia chính là hình thể của nó, lần nữa bạo tăng. Chỉ là thể trọng đoán chừng trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, đoán chừng giọng cũng là như thế. Hiện tại Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long hình thể, vượt qua tất cả cấp 5 thánh thú, bao quát thành thuộc thể cấp 5 thánh thú. Quả thực cùng Lý Vô Địch thượng cổ huyết ngục côn bằng đồng dạng đại. Lớn nhất cùng tuổi cấp 5 thánh thú, tỷ như Trấn Ngục Huyền Vũ, đoán chừng cũng chưa tới nó 1/3. Mà lại, hắn phần lưng 9 tòa quỳ núi hình dáng, càng thêm rõ ràng, hiển nhiên lực sát thương càng mạnh. Bây giờ Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, xem ra thật là gánh vác 9 tòa núi, dưới bụng 9 tầng biển, chí ít không phải 9 tầng ao nước nhỏ, miễn cưỡng xem như một cái hồ nước nhỏ. Có thể so với thượng cổ huyết ngục côn bằng, đương nhiên rất bá đạo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ, những thứ này thái cổ hỗn độn cự thú, tiểu nhân, đều là tiểu bất điểm, lớn, thì lớn đến để người tê cả da đầu. Nghĩa phụ, ta trước kia che giấu ngươi một việc, ta hướng ngươi thẳng thắn. Đúng lúc Lý Vô Địch tới, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp nói. Chẳng lẽ ngươi là thân nữ nhi? Lý Vô Địch chấn kinh hỏi. Lan A ngươi, nghe cho kỹ. Kỳ thật ta là ba đời ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc, phát sốt sao? Lý Vô Địch tới sờ một cái chán, còn làm như có thật sờ soạng một chút chính mình, nói, đốt đi, đốt thành dạng này ngươi còn kiên trì nằm mơ, thật sự là cảm động đông hoàng cảnh toàn thể nhân dân. Đối mặt loại này nghĩa phụ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, trực tiếp theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Đây là nó lần thứ nhất nhìn đến thế giới bên ngoài. Vừa mới đi ra, nó thì dẫm tại sườn đồi lên. Ầm ầm, sườn đồi sụp đổ. Mảng lớn nham thạch bùn đất, theo Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cùng một chỗ nện vào hải lý. Ầm ầm, trên biển càng là nổ lên đầy trời bọt nước, hướng lên nước biển rót Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch một mặt. Lý Thiên Mệnh há mồm phun một cái, một đầu cá nhỏ bay ra ngoài. Qua, bơi lội, chơi vui. Phía dưới truyền đến một âm thanh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đây là hài tử giống như ngây thơ thanh âm, nhưng là, nửa cái nam thiên đảo người, cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Nó giọng quá lớn, nhất là thời điểm hưng phấn. Cái kia tiếng hoan hô âm chấn động đến cái này sườn đồi lần nữa rung động, lại có không ít nham thạch đập xuống. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, một cái quái vật khổng lồ, tại biển cả bên trong bốc lên, cái kia động tĩnh so Lý Vô Địch huyết sắc đại côn còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời, biển cả bạo loạn. Vô số nước biển ngút trời, rất nhiều còn tại thu thập chiến trường Nam Thiên Vệ, đều bị hất bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, im lặng bên trong, Lý Thiên Mệnh giải thích. Nghĩa phụ, trước đây một đoạn thời gian rất dài, đầu này cộng sinh thú nhát như chuột, không dám ra chiến, cho nên ta cất. Há, nguyên lai là dạng này a, xem ra lá gan xác thực rất tiểu, khác hai cái gọi huỳnh hỏa cùng miêu miêu, đầu này tên gọi là gì? Lý Vô Địch trợn mắt một cái nói. Nếu như hắn có khinh thường, hắn nhất định tin, đây chính là ba đời ngự thú sư chứng cứ. Nhưng, hắn tin hay không cái này một đầu cộng sinh thú, có phải hay không nhát như chuột, vậy cũng không biết. Nghĩa phụ cảm thấy tên gọi là gì tốt, Lý Thiên Mệnh hỏi. Lam Hoang, thế nào? Lý Vô Địch mỉm cười nhìn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Cái này không phải liền là, đế hoang long mạch cùng thương lam long mạch, các thủ một chữ.
Nói rõ Lý Vô Địch, khẳng định biết, cái này lão tam xuất hiện, cùng cái kia hai đại long mạch có quan hệ. Thiên mệnh con ta, người có như thế tạo hóa, như thế nào không có bí mật? Không quan hệ, cái này con rùa đen sự tình, ta giúp ngươi tròn. Lý Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói. Cảm ơn nghĩa phụ, Lam Hoàng cái tên này rất tốt, vô cùng bá khí. Lý Thiên Mệnh cảm kích nói. Lam vì nước, Hoàng vì núi. Bọn họ cùng một chỗ, đứng tại sườn đồi lên, cảm khái nhìn lấy cái kia một đầu ở trên biển, chơi đến quên cả trời đất thái cực hồng mông quỳ long. Chờ một chút, nghĩa phụ, người mới vừa nói nó là cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Rùa đen a, ngọa tào. Diệp Thiếu Khanh xuất lĩnh Đông Hoàng, Hắc Minh đại quân đến thời điểm, bên này đã sớm đánh xong. Tiếp đó, Nam Thiên Tông phụ trách cầm tù Khôn Nguyên vệ tù binh, Hắc Minh Tông trở về Hắc Minh động, vừa mới quy hàng Thánh Thiên vệ, từ Nam Linh Thánh Vương mang theo Thánh lão chân áp, cùng rời đi Nam Thiên Tông. Trên đường trở về, đại quân thuận tiện mang về Thương Hải quốc bách tính. Khiến cái này dân chúng vô tội sau khi về nhà, Lý Vô Địch sẽ đích thân mang theo Thánh Thiên vệ đi Thánh Thiên phủ. Đông Hoàng Tông bên này, trước giao cho Diệp Thiếu Khanh. Thái cực hồng mông quỳ long, Lam Hoang, sự tình, Lý Vô Địch giúp đỡ tròn. Hắn nói Lý Thiên Mệnh đầu này cộng sinh thú trước đây bị trọng thương, linh nguyên bị hủy, trong khoảng thời gian này một mực tại Lý Thị Tổ địa an dưỡng, vừa mới khôi phục. Có hắn ra mặt, Lý Thiên Mệnh thuận lợi trở thành mọi người hâm mộ ba đời ngự thú sư. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị trở về Lý Thị Tổ địa tiếp tục khổ tu. Hiện tại có thể suy nghĩ Thần Sơn Hoàng Kiếm cùng Thương Hải Hoàng Kiếm. Bọn họ cùng Lão Tam Lam Hoang, cũng cần dần dần ma sát. Mấy chục vạn người đội ngũ, rất mau trở lại đến Thương Hải Quốc. Lý Vô Địch người tốt làm đến cùng, để Đông Hoàng vệ đem cái này hơn 300.000 người dàn xếp an bài tốt, dù sao bên trong rất nhiều hài đồng, căn bản không biết đường về nhà. Bọn họ cần cùng Thương Hải Quốc quốc vương câu thông tốt, bảo đảm hài đồng đều có thể về nhà. Vợ con ly tán gia đình có thể gương vỡ lại lành. Bởi vậy, bọn họ đến tại Thương Hải quốc lưu lại một hồi. Nghĩa phụ, ta về Diễm Đô một chuyến. Hắn lần này trở về Diễm Đô, chủ yếu là đi đón Khương Thanh Loan, thực hiện lúc trước chính mình đối lời hứa của nàng. Lần này vừa tốt tiện đường. Khương Phi Linh có thể nghĩ nàng. Nắm chặt thời gian. Gần nửa ngày liền trở lại, yên tâm, Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch nhìn một chút. Hắn cùng Diệp Thiếu Khanh đều bề bộn nhiều việc, liền đem Diệp Vũ Hề gọi tới. Làm gì? Diệp Vũ Hề hướng hắn trợn mắt một cái. Mặc kệ, Lý Vô Địch rụt rè nói. Giở trò lưu manh, ngươi muốn chết sao? Diệp Vũ Hề cả giận nói. Ha ha, ngươi bồi Thiên Mệnh về Diễm Đô một chuyến chứ sao? Lý Vô Địch nói. A, dùng ngươi lắm miệng, Thiên Mệnh, chúng ta đi. Diệp Vũ Hề đối Lý Vô Địch thái độ rất lạnh lùng. Nhưng là chuyển hướng Lý Thiên Mệnh thời điểm, trong nháy mắt thì cười. Mang ta đi ra hương ngươi chơi một chút, có món gì ăn ngon? Miệng nàng thèm hỏi. Còn nhiều, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không muốn tham ăn à, mau chóng, chúng ta sau đó không lâu thì xuất phát. Lý Vô Địch nói. Ồn ào, Diệp Vũ Hề cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Nàng và Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, rời đi Thương Hải Quốc. Lại một lần nữa. Quay về Diễm Đô. Diễm Đô, Chu Tước Vương Cung. Quân Niệm Thương đứng tại Chu Tước trước điện, tựa ở một cái hỏa hồng sắc trên cây cột chờ đợi. Sau đó không lâu, hắn ngũ ca Quân Giật Phong, ngồi tại một đầu xanh nhạt sắc thần long phía trên, rơi vào Chu Tước trước điện. Cái này xanh nhạt sắc thần long sinh một cặp cánh thịt, bay lên tương đương mãnh liệt. Luận hình thể cùng uy thế, đại khái tương đương với Diệp Thiếu Khanh Thanh Huyền Bích Hỏa Long 2/3. Đều làm tốt rồi sao? Quân Niệm Thương hỏi, làm xong, hết thảy 5 người, 4 cái thiên ý cảnh giới, một cái là Đông Hoàng Tông Thánh Cảnh trưởng lão, tên là Lý Lăng. Đều để cho ta giết, muốn báo tin đều không môn. Niệm Thương, người bên này đâu, người đã tìm được chưa? Quân Giật Phong nói, tìm được, không khó, đều tại cái này Chu Tước Vương trong cung. Chăn chăn hỏi rõ ràng, một cái là Lý Thiên Mệnh cha vợ, một cái là hắn người yêu tỷ tỷ. Tăng thêm tại vệ phủ chộp tới Lý Thiên Mệnh ông ngoại. Cái này ba cái, hẳn là đủ rồi. Quân Niệm Thương nói. Thần sắc hắn có chút u ám. Hắn nghi vấn phụ thân, nhưng cũng không có nghĩa là quên đi tử thù. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ cùng đi tiến vào Chu Tước Điện, mà Chu Tước trong điện, có ba người bị Vân Chăn Chăn, dùng một đầu lôi đình tỏa liên buộc ở cùng nhau.
Bọn họ theo thứ tự là Vệ Thiên Thương, Khương Thừa cùng Khương Thanh Loan. Ba người bọn họ sắc mặt đều vô cùng trắng xám, bởi vì hoàn toàn không thể động đậy, hơi động đậy, cái kia lôi đình thì hướng vào thân thể, điện đến bọn hắn chỉ có thể kêu đau. Nhất là Khương Thanh Loan, càng thêm không chịu nổi. Quân Niệm Thương sau khi đi vào, Vệ Thiên Thương cắn răng hỏi. Các hạ đến cùng là ai? Nếu như muốn đối phó thiên mệnh, làm gì dùng cái này gieo xuống làm phương thức? Ngươi như thân phận cao, làm gì trộm đạo, khiến người ta trơ trẽn? Ngươi nói đúng, nhưng ta không có thể cơ hội giết hắn. Bằng không, sẽ không bức hiếp các ngươi. Quân Niệm Thương thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Vân Chăn Chăn hỏi. Mang về Thánh Thiên Phủ, có những người này ở đây tay, tổng có cơ hội bức Lý Thiên Mệnh động thủ với ta. Quân Niệm Thương nói. Đi thôi, quân giật phong cấp 4 thánh thú, ngự phong thanh long, chính phủ phục tại Chu Tước Điện cửa. Vân Chăn Chăn đem Vệ Thiên Thương ba người bọn họ ném lên đi, sau đó ba người cùng một chỗ ngồi tại ngự phong thanh long. Chu Tước ngoài điện, diễm đều cơ hồ tất cả cường giả đều tại, chỉ tiếc, không ai có thể giúp đỡ bận bịu. Đối bọn hắn tới nói, quân giật phong chính là không thể chống cự thánh chi cảnh giới cường giả. Quân Niệm Thương nhìn hướng phía nam. Ngũ ca, người nói, hắn sẽ thành công sao? Hắn run rẩy hỏi. Hắn tại diễm đồ chậm trễ thời gian không tính ngắn, nếu như thuận lợi, kết quả đã rốt cuộc. Dựa theo kế hoạch, vấn đề cũng không lớn, Lý Vô Địch bọn họ tại Đông Hoàng Tông, chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Mà Vi Sinh Thiên Lan vẫn luôn là cái chính nhân quân tử, không quả quyết, phụ thân đoan chắc hắn khẳng định sẽ cứu người. Quân Giật Phong nói, lấy người chi thiện, đồ hắn tông môn. Quân Niệm Thương bật cười một tiếng, các loại giải quyết Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng cảnh, ta sẽ không trở lại nữa. Ai, quân Giật Phong thở dài một hơi. Hồi Thánh Thiên Phủ đi. Đến mức như thế nào bức Lý Thiên Mệnh động thủ, lại có thể chậm rãi dự định. Lý Thiên Mệnh là người trọng tình trọng nghĩa, ta nghe qua ba người này đối tầm quan trọng của hắn. Mặc kệ thiết lập cái gì bẫy dập, hắn nhất định đều sẽ tới. Quân Giật Phong nói. A, à, quân Niệm Thương bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Phụ thân lấy Vi Sinh Thiên Lan chi thiện đối phó hắn, ta lấy Lý Thiên Mệnh chi tình nghĩa bức hiếp hắn, cuối cùng, cha con tuyệt phối. Hắn tự diễu. Nhưng, hắn cũng không có để xuống ý tứ. Trên bàn tay còn có một số thủy tinh phấn, hắn nhìn đến ánh mắt huyết hồng. Ông, ngự phong thanh long vỗ cánh mà lên, tại diễm đô trên không chạy như bay. Đột nhiên, một đầu không xê xích bao nhiêu thanh sắc thần long, theo phương nam bay tới, tiến vào diễm đô trên không về sau. Trong nháy mắt khóa chặt ngự phong thanh long. Cái này một đầu thanh long đồng dạng một cặp vũ rực, nhưng toàn thân thiêu đốt lên thanh sắc liệt diễm, thoạt nhìn như là phiên bản thu nhỏ thanh huyền bích hỏa long. Đây là Diệp Vũ Hề cộng sinh thú Thiên Vũ Thanh Hỏa Long. Thiên Vũ Thanh Hỏa Long xuất hiện, để diễm đồ bách tính phát ra trận trận ồn ào, vừa rồi một trận thánh chi cảnh giới đại chiến, đã phá hủy không ít diễm đồ kiến trúc. Mắt thấy Chu Tước Vương đều muốn bị bắt đi, lại còn có chuyển cơ. Con rồng kia phía trên tựa như là Lý Thiên Mệnh. Hắn rốt cục trở về. Không sai, đây chính là Diệp Vũ Hề mang theo Lý Thiên Mệnh, trở về Diễm Đô tới đón Khương Thanh Loan. Đây là Lý Thiên Mệnh đối lời hứa của nàng. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, trở lại Diễm Đô, nhìn đến lại là tình cảnh này. Quân Niệm Thương, vậy mà xuất hiện tại Diễm Đô, bắt cóc Vệ Thiên Thương, Khương Thừa cùng Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn chết tại Nam Thiên Tông trong loạn quân nữa nha. Chạy đâu? Một tiếng này đe dọa, Quân Niệm Thương ba người bọn họ, đương nhiên nghe được. Trong cuồng phong, Quân Niệm Thương quay đầu, liền thấy được lúc đó Vũ Xanh Hỏa Long thân thượng, ngồi đấy một cái thanh niên tóc trắng. Lý Thiên Mệnh, hắn trong lồng ngực hỏa diễm, trong nháy mắt đốt đốt lên. Thượng Thiên không tệ với ta. Quân Niệm Thương trực tiếp để Quân Giật Phong thay đổi phương hướng. Hướng về Lý Thiên Mệnh phóng đi. Ngũ ca, người có thể đối phó bên cạnh hắn người kia sao? Quân Niệm Thương hỏi. Đây là Diệp Vũ Hề, Diệp Thiếu Khanh muội muội, thánh cảnh tầng thứ 5, cùng ta cảnh giới tương đương. Cầm xuống không dám nói, nhưng, nàng nghỉ muốn trợ giúp Lý Thiên Mệnh. Vậy liền hoàn mỹ, địa ngục không cửa, chính hắn xông vào. Quân Niệm Thương dường như thấy được Nguyệt Linh Lang, nàng ngay tại bên cạnh mình, lấy cấp bách nhất ánh mắt nhìn lấy chính mình. Chất vấn chính mình, cơ hội ngàn năm một thuở, còn không giết hắn sao? Giết hắn, giết hắn. Quân Niệm Thương như là dã thú gào thét, trên hai mắt tràn đầy đều là tơ máu. Cảnh vực chi chiến bên trong, nàng ngã xuống một màn,
giống như là gai nhọn một dạng, không ngừng theo cái ót vào trong đại não, đầu đều là gai đau. Chăn chăn, giúp ta trấn trụ ba người này, một khi Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn, ngươi ra tay độc ác. Quân Niệm Thương cấp tốc nói. Muốn giết sao? Vân Chăn Chăn hỏi. Không dùng, thì tra tấn đi, theo nàng bắt đầu. Quân Niệm Thương chỉ Khương Thanh Loan, cái này khiến Khương Thanh Loan sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đừng nhúc nhích nàng, có loại theo ta bắt đầu, ta là Lý Thiên Mệnh cha vợ, ta đối với hắn trọng yếu nhất, quan nữ nhi của ta không có việc gì. Khương Thừa Cả giận nói. Ngươi yên tâm, lập tức liền xé nát miệng của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi, để ngươi ồn ào. Vân Chăn Chăn khẽ kéo lôi điện xiềng xích, nhảy xuống Ngự Phong Thanh Long, trở lại Chu Tước Vương cung trên nóc nhà. Giống. Diệp Vũ Hề Thiên Vũ Bích Hỏa Long phóng tới Vân Chăn Chăn, cái kia Ngự Phong Thanh Long theo mặt bên ngăn cản mà đến, một trận bão táp bao phủ, ngăn tại Diệp Vũ Hề trước mắt. Diệp Vũ Hề, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quân Giật Phong cười lạnh. Thật không hổ là quân thánh Tiêu hai đứa con trai, giống như hắn bị ổi, đáng tiếc xuống chàng cũng sẽ giống như hắn thê thảm. Diệp Vũ Hề cả giận nói. Có ý tứ gì? Quân Giật Phong cùng Quân Niệm Thương, đồng thời khẩn trương hỏi. Xem ra các ngươi còn không biết. Diệp Vũ Hề suy cười một tiếng. Đừng nói, Lý Thiên Mệnh vội vàng ở tại bên tai nói một câu, bởi vì lo lắng cho hắn hai người này nghe được tin tức, sẽ phát rồ giết con tin. Đã hiểu, Diệp Vũ Hề phản ứng lại. Quân Niệm Thương, nghĩ không ra ngươi là loại này người, thật sự là đáng xấu hổ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhất định phải tỉnh táo, hiện tại đầu óc phát sốt chỉ sẽ hỏng việc. Ta hỏi ngươi, cha ta thế nào? Quân Niệm Thương hỏi. Ngươi thả người, ta nói cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Niệm Thương, chớ cùng hắn nói nhảm, càng đừng nghe bọn họ cố lộng huyền hư. Tranh thủ thời gian giết người, đêm dài lắm mộng. Ai biết phía sau bọn họ còn có ai? Quân Giật Phong nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh, người hãy nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi rời đi tầm mắt của ta một lần, ta thì giết một người. Quân Niệm Thương đã lạnh lùng như tuyết. Diệp Vũ Hề. Quân Giật Phong càng là không cho cơ hội, trực tiếp cùng cái kia Ngự Phong Thanh Long cùng một chỗ giết đến, gió bão bao phủ phía dưới, diễm đô vô số phòng ốc đều tại sụp đổ. Đi mau. Lý Thiên Mệnh vừa để người vây xem tranh thủ thời gian rút lui. Cái kia phong bạo cuốn tới, thì đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Hắn cùng Diệp Vũ Hề cùng một chỗ rơi xuống, nện ở Chu Tước Vương cung phụ cận, mà cái này quân gia hai người không nói hai lời, trực tiếp giết tới. Thiên Mệnh, chống đỡ, chờ ta. Diệp Vũ Hề mi đầu thật sâu nhíu lại, nàng ngược lại là nghĩ trước tiên đem Quân Niệm Thương giải quyết hết, nhưng là Quân Giật Phong không cho a. Yên tâm, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời dưới, Quân Giật Phong vì cho đệ đệ sáng tạo báo thù cơ hội, liều chết tiến công Diệp Vũ Hề. Hắn căn bản không quản Diễm Đô, chỗ đến đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ, Diệp Vũ Hề không thể không trả tay, không phải vậy càng không có cơ hội. Mà cái kia Quân Niệm Thương, dẫm tại trong một vùng phế tích, huyết hồng hai mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Một đạo bạch quang lấp lóe, hắn vọt thẳng giết tới trước mắt đến. Hắn tay nắm một thanh trường thương màu trắng, trên đó có kim sắc lân phiến tạo thành hoa văn. Hết thảy 23 điều thánh thiên văn ở tại bên trên du tẩu, có thể thấy được cái này thánh thú binh giá trị còn tại Thái Hoàng cửu trọng môn phía trên, có thể so với Diệp Thiếu Khanh Thanh Hỏa Huyền Thiên Kiếm. Đây là đỉnh cấp thánh thú binh thánh quân Vương Thương. Cùng lúc đó, Quân Niệm Thương cộng sinh thú mới từ cộng sinh không gian bên trong lao ra. Đó là một đầu tuyết bạch quang diệu thần long, vừa mới đi ra, thì ngăn cách tại Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Vũ Hề ở giữa, xem như triệt để đem Lý Thiên Mệnh cô lập ra. Cái này một đầu cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tương đối quen thuộc, trước đây không lâu hắn chả gặp qua. Đây là cấp 6 thánh thú, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Cùng thánh hoàng cộng sinh thú so, nó tự nhiên muốn nhỏ một chút, còn chưa hoàn thành thành thục, nhưng thần uy đã tương đương hảo hãn. Chỉ là hình thể, thì cùng Diệp Thiếu Khanh Thanh Huyền Bích Hỏa Long một dạng lớn. Càng thêm lập lòe, thánh khiết. Quân Niệm Thương là thánh chi cảnh giới. Vậy liền mang ý nghĩa hắn thoát ly bình thường cảnh giới tứ trọng, nhục thân thú nguyên, đạt tới tầng thứ mới. Thánh chi cảnh giới, dù là chỉ là thánh cảnh giới, nghe nói, linh nguyên đều lột xác biến thành vì, thánh cung, trong thánh cung nghe nói có, mệnh tuyền, mà mệnh tuyền bên trong, đản sinh chính là thánh cung nguyên lực, tên gọi tắt, thánh nguyên. Thánh nguyên chất lượng, tầng thứ, đều siêu việt thú nguyên, đó là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh tầng thứ bên trong đản sinh lực lượng.
là thú nguyên thuế biến, thậm chí dung hội thiên ý lực lượng tiến trong đó. Địa chi thánh cảnh, cấp 6 thánh thú, như thế nào ngăn cản? Hôm nay, ta xem như lâm vào cửu tử nhất sinh trong nguy cơ. Hiện tại, chỉ có thể chống đỡ đừng chết, trông cậy vào Vũ Hề A Di có thể đánh bại đối thủ đến trợ giúp ta. Lý Thiên Mệnh chau mày. Cảnh giới kém nhiều lắm. Hắn đang tự hỏi thời điểm, tay cầm Thánh Quân Vương Thương Quân Niệm Thương, tăng thêm chí tôn kia Lăng Tiêu Thánh Long, đã oanh sát mà đến. Lý Thiên Mệnh không thể trốn, chỉ cần vừa trốn, Vân Chăn Chăn liền muốn giết người. Đáng chết! Một thương xuyên thủng. Làm! Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm quét ngang ngăn trở, nhưng cả người vẫn bị chấn bay ra ngoài, đem Chu Tước Điện đều va sụp. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, dùng thánh chi cảnh giới cùng cấp 6 thánh thú đối phó ngươi, ngươi xác thực rất ăn thiệt thòi. Bất quá không quan hệ. Người đã chết, liền sẽ không nhớ đến có tiếc nuối. Phế tích bên trong, Quân Niệm Thương đã lạnh lùng như ma. Ca ca, có biện pháp gì tốt sao? Không có ta thì dùng nhiên linh. Lý Thiên Mệnh theo Chu Tước trên điện lúc bỏ dậy, Khương Phi Linh lo lắng nói. Vốn là nàng cũng ở trên trời Vũ Thanh Hỏa Long phía trên, đang chuẩn bị cho Khương Thanh Loan một kinh hỉ, lại thấy được kinh hãi. Hiện tại, nàng trọng yếu nhất hai người, đều tại Vân Chăn Chăn sinh tử trong khống chế, nàng không để ý tới nhiều như vậy. Đừng, ta có biện pháp. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngăn lại nàng. Cái gì? Hiện tại Khương Phi Linh tương đương phẫn nộ. Mỗi khi nàng tức giận thời điểm, kỳ thật Lý Thiên Mệnh phụ linh tầng thứ còn tại tăng lên, nhưng, quang là như vậy muốn đối phó thánh chi cảnh giới Quân Niệm Thương, vậy còn không đầy đủ. Thánh chi cảnh giới là một trận nhục thân thú nguyên đại thuế biến, Quân Niệm Thương ở vào một cái khác sinh mệnh tầng thứ. Nhận thức đến địch ta chênh lệch, cái này khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt làm ra lựa chọn, vừa rồi Quân Niệm Thương một lần đâm xuyên, đã chứng minh giữa hai bên chênh lệch. Loại này chênh lệch, Đông Hoàng kiếm cùng Khương Phi Linh đều không cách nào đền bù. Ông! Hắn thi triển thiên chi dực vọt lên, tránh thoát khỏi Quân Niệm Thương lại một lần nữa chí mạng trùng sát, nhưng trên bầu trời còn có chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy ra một quyển sách. Vũ Văn Thái Cực Nhiên Hồn Thư, hắn đã từng chuẩn bị cho nhi tử, tranh đoạt Đông Hoàng kiếm trung cực bí bảo. Nhiên hồn thư như thế nào sử dụng? Ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng một chỗ tích huyết. Khương Phi Linh nói, bên người có cái tiểu tri thức căn bản, cũng là dễ chịu, cái gì đều có thể hỏi, không dùng chính mình tốn thời gian đi xem. Tốt, nhiên hồn thư rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dựa vào cái gì Vũ Văn Thái Cực tin tưởng như vậy? Hiện tại thử một chút nhìn liền biết. Đều đi ra đi. Tại Lý Thiên Mệnh hô hoán phía dưới, làm hắn dẫm tại phế tích bên trên thời điểm, hắn ba đầu cộng sinh thú, lần thứ nhất đồng thời biểu diễn. Đầu tiên là hừng hực thiêu đốt huỳnh hỏa, thần không biết quỷ không hay vô tình sát thủ, đánh lén chi vương. Sau đó, là đã hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân ma khí ngập trời, hai mắt huyết hồng, toàn thân bao trùm lấy cửu trọng hỗn độn lôi giới, lại nanh vuốt đều là đỏ như máu thái sơ hỗn độn lôi ma. Tại phía sau của bọn nó, là Lý Thiên Mệnh mới nhất cộng sinh thú, thái cực hồng mông quỷ long. Nó giẫm tại trên mặt đất một khắc này, mặt đất đều đang rung động, mảng lớn đất đai lõm vào. Một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ Chu Tước Quốc Vương cung phạm vi bên trong kiến trúc, toàn bộ sụp đổ. Cũng may lúc này, diễm đầu người đều tại ra bên ngoài chạy, chớ nói chi là Chu Tước Vương cung, đã sớm không ai. Lam Hoàng cái này vừa xuất hiện, tự nhiên là toàn trường lớn nhất cộng sinh thú, so chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long còn muốn lớn. Nhất là, cái kia cổ lão rộng rãi thần long chi khí, bao phủ ra, để cái kia chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long buồn bã hô một tiếng, cực kỳ không thoải mái. Thậm chí, sinh ra một loại huyết mạch phía trên kính sợ. Tuy nhiên chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long là thánh chi cảnh giới cấp 6 thánh thú, nhưng là tại Lam Hoang trước mặt, tựa hồ bố cục không đủ. Đây là cái gì? Quân Niệm Thương ánh mắt chấn động, hoàn toàn để vậy quá cực hồng mông quỷ long hấp dẫn. Hắn lại là ba đời ngự thú sư, nơi xa truyền đến quân giật phong gọi tiếng, hắn cùng Diệp Vũ Hề chém giết cùng một chỗ, động tính càng lớn, đối diễm đô tạo thành phá hư cũng càng lớn. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh làm ngự thú sư, hắn mở ra nhiên hồn thư trang sách, tại cái kia lít nha lít nhít thiên văn bên trong, nhỏ xuống máu tươi của mình. Tiếp đó, huỳnh hỏa, miêu miêu cấp tốc tích huyết, sau cùng đến phiên Lam Hoang. Không phá được ra a, Lam Hoang lúng túng nói. Ta đến, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm ở tại trong mồm vẩy một cái, dính một chút máu tươi,
cấp tốc nhỏ ở nhiên hồn thư phía trên. Vù vù, cơ hồ là trong nháy mắt, nhiên hồn thư phía trên lóng lánh quang mang chói mắt, một quyển sách diễn hóa thành đến hàng vạn mà tính thiên văn, trực tiếp xung hội tại Lý Thiên Mệnh cùng ba cái cộng sinh thú trên thân. Thật mạnh, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được đến từ nhiên hồn thư lực lượng. Trách không được thứ này đắt như thế, những ngày kia văn phức tạp cùng huyền diệu, không biết dung hội bao nhiêu thiên địa linh khí, cấp tốc hội tụ tại Lý Thiên Mệnh thú nguyên bên trong, để lực chiến đấu của hắn chưa từng có bành trướng. Rầm rầm rầm, huynh hỏa, miêu miêu cùng lam hoang cũng là như thế. Khương Phi Linh phụ linh, chỉ có Lý Thiên Mệnh chính mình tăng cường, nhưng cái này nhiên hồn thư, lại tạo phúc bọn họ. Cảm giác như thế nào? Rất tốt, đột nhiên cảm giác được lục trọng cảnh giới chênh lệch, cũng không có lớn như vậy. Huỳnh hỏa hai mắt thiêu đốt, xích viêm mãnh liệt. Đúng, Lam Hoang táo bạo nói. Cặp kia trọng âm sóng chấn động, gần trong gang tấc Lý Thiên Mệnh bị nó một cái, đối chữ, chấn động đến đầu váng mắt hoa. Cái này giọng thật sự là tuyệt. Đây là Lam Hoang trận chiến đầu tiên, lại muốn đối mặt cảnh giới cao đối thủ như vậy. Đối với nó tới nói, là cái kinh thiên khiêu chiến, may ra có nhiên hồn thư. Các ngươi ba cái cùng một chỗ động thủ, giúp ta chế phục đầu kia cấp 6 thánh thú, ta chờ các ngươi trợ giúp. Nhiên hồn thư sôi trào lực lượng phía dưới, Lý Thiên Mệnh lấy tâm linh câu thông, tại trong nháy mắt làm ra an bài. Lão đại, chính ngươi có thể đối phó thánh chi cảnh giới. Huỳnh Hỏa hoài nghi hỏi. Ta tận lực, ta còn có Linh Nhi, chúng ta cái này 5-2, tin tưởng mình, tin tưởng huynh đệ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt. Ngươi muốn cậy mạnh thì 10 triệu phải sống, nếu không ta thì không tha thứ ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Đừng nói nhảm, con rồng kia giết đến rồi. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long tuy nhiên hình thể không bằng Lam Hoang, nhưng dù sao nắm giữ cảnh giới cao cùng thánh cung nguyên lực, bọn họ tại nhiên hồn thư gia chỉ lên liên thủ, đều chưa hẳn có thể cầm xuống cái này Thánh Long. Chỉ có thể liều mạng. Nói cho cùng ta trọng tu đến bây giờ mới hơn 1 năm. Mà quân niệm thương tu hành hơn 20 năm, cảnh giới này chênh lệch rất bình thường. Nhưng, ta hôm nay nhất định phải sống sót, đây là Lý Thiên Mệnh nóng cháy nhất niềm tin. Vì cái gì? Không nói bên người là ba cái huynh đệ, thêm lên một cái người mình thương nhất. Liền nói Lam Hoang, cái này tiểu đệ vừa ra đời không có mấy ngày đâu, còn không biết thế giới là như thế nào, làm cho nó cứ như vậy chết hiểu. Làm cho này một cái đại gia đình lão đại. Lý Thiên Mệnh độc thân đi đối mặt nguy hiểm nhất quân niệm thương, cho Huỳnh Hỏa bọn họ ba cái tranh thủ cơ hội, là hắn chuyện ắt phải làm. Ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống xong, chỉ thấy Lam Hoang gào thét một tiếng, cái kia lớn như vậy thân thể như núi lớn phóng tới đối thủ. Trước kia dựa vào Miêu Miêu đang đối mặt địch, hiện tại đổi thành da dày thịt béo nó. Nghe con mới sinh không sợ cọp, tại Lam Hoang trước mặt, hết thảy đối thủ đều có thể xé nát. Đừng nhìn thân thể nó to lớn, nhưng là toàn thân đều phá lệ linh hoạt, kỳ thật nó tuy nhiên có giáp xác, nhưng thân thể kỳ thật rất thon dài, dù sao cái kia 9 tòa quỷ núi xếp song song, hình như răng cưa. Ầm ầm, nó thuần dựa vào nhục thân chi lực, lấy long chảo cùng hai đại long thủ đem cái kia Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đụng vào nhau. Ầm, cái kia Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long không có kịp phản ứng, để hắn đập xuống đất, trong lúc nhất thời khắp nơi oanh minh. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa hóa thành đầy trời hỏa ảnh. Tìm cơ hội, Miêu Miêu thì ngừng lại một chút Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đằng sau, bắt được cái kia long đuôi, đỏ như máu móng vuốt cùng trên người ngập trời lôi đình, ầm vang nện xuống. Bọn họ đều là thái cổ hỗn độn cự thú, dù là còn nhỏ, dù là cảnh giới thấp, kỳ thật huyết mạch bên trong cường hãn, căn bản không che giấu được. Nhất là có nhiên hồn thư tình huống dưới, cơ hồ tại cái này thời gian ngắn, đưa chúng nó mỗi người thú nguyên đều tăng lên tiếp cận 2 trọng. Thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài. Nhưng, có lẽ đầy đủ. Thái cực hồng mông quỳ long mạnh nhất, quả nhiên là nhục thân phòng ngự chém giết năng lực, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long rất khó tại thời gian ngắn cầm xuống nó. Càng làm cho nó khó chịu là, nó thánh cung nguyên lực thuộc tính chất lượng, lại còn không bằng bọn họ ba cái thú nguyên. Miêu miêu năng lực so sánh cân đối, có thể đánh có thể chịu, thần thông lợi hại, đầy trời hỗn độn thiên kiếp, không ngừng đánh xuống, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long cảnh giới lại cao hơn đều phải chóc ra. Đến mức Huỳnh Hỏa, cái kia cũng không cần nói, đừng nhìn nó vô ảnh vô tung, kỳ thật nó mãi mãi cũng là nguy hiểm nhất một cái, để cái này vô tình sát thủ chúng đích, cái kia chính là ác mộng. Có Lam Hoang về sau, nó càng có hơn thi phát triển không gian. Rầm rầm rầm, 4 đầu cộng sinh thú chém giết, 3-1,
nhất là thể trọng kinh người Lam Hoang, đưa tới diễm đồ động đất. Cảnh giới cao lại có thể thế nào? Thái cực hồng mông quỳ long, mạnh nhất thiên phú cũng là da dày thịt béo a, đáng sợ nhất là, nó thật có thể cùng rùa đen một dạng, đem đầu, móng vuốt cùng long đuôi cho rút vào tới. Cộng sinh thú không tệ, ba đời ngự thú sư, đáng tiếc. Chiến đấu như vậy chẳng diện để Quân Niệm Thương hơi có chút ngạc nhiên. Có nhiên hồn thư, cái này ba đầu cộng sinh thú thú nguyên, quả thực tương đương với thiên ý cảnh giới tầng thứ 9. Tăng thêm ba cái vây công, thủ đoạn khác nhau, còn có thể đánh ra phối hợp, hoàn toàn để thánh chi cảnh giới, chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long, vô kế khả thi. Cho nên, Quân Niệm Thương biết, giết Lý Thiên Mệnh, cũng là đánh bại chiến đấu thăng bằng phương pháp. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm, sau lưng thiên chi rực lập lòe, để hắn có thể bay chỉ trên không trung. Phạm vi to lớn thời gian chàng đã bao phủ Chu Tước Vương Cung, đem quân gia hai huynh đệ cùng hắn cộng sinh thú tốc độ đều áp chế một đầu. Lần này Lý Thiên Mệnh tăng cường, rõ ràng nhất là hồng mông linh nguyên thêm vào, ba đời ngự thú sư cường đại, để hắn đạt đến viễn siêu cùng các loại cảnh giới cường độ. Chết thiên tài, không gọi là thiên tài. Siêu. Quân Niệm Thương bạch quang huyễn ảnh lóe lên, tại thời gian chàng áp chế dưới, tốc độ của hắn còn có thể nhanh như ánh sáng, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Thánh chiến quyết, quang minh động huyền thương đạo. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, nhất thương hóa thành chín thương, chín đạo chướng mắt bạch quang, đều là mũi thương mang theo sắc bén nhất cương khí, đầy trời đánh tới. Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh bất động như núi, hắn còn có siêu việt đối phương thiên thánh chiến quyết. Lý thị thánh tộc từ trước tới nay mạnh nhất kiếm quyết. Thần tiêu kiếm quyết, lôi quân hoàng kiếm. Xì xì xì. Một kiếm quét ngang, màu đen lôi đình lăn lộn, kinh thiên hồ quang điện hội tụ tại kiếm cương phía dưới, hình thành nghịch loạn kiếm khí phong bạo, gào thét mà đi. Ầm ầm. Đinh đinh đinh. Thương kiếm giao phong, nhanh chóng tia chớp. Quân Niệm Thương là đem thương pháp chơi đến lô hỏa thuần thanh người, cái kia cửu huyền động thiên, một chiêu có thể tại lôi đỉnh kiếm khí bên trong lấp lóe, nhất thương đâm xuyên. Đinh! Một tiếng chói tai giòn vang, cái kia thánh quân vương thương xoa tại Lý Thiên Mệnh hắc ám trên cánh tay, toát ra chướng mắt sao hỏa, hai người cứ như vậy giao thoa mà qua. Cái này đều không chết, Quân Niệm Thương trong lòng kinh hãi. Hơn 20 điều thánh thiên văn thánh thú binh, vậy mà không có đâm xuyên cánh tay này độ cứng có thể so với Đông Hoàng kiếm sao. Thánh chi cảnh giới, thật mạnh. Lý Thiên Mệnh một chiêu quyết đấu, rõ ràng không bằng đối phương, xem ra muốn chống đỡ đi xuống thật vô cùng khó. Quân Niệm Thương danh xưng là Thánh Thiên Phủ ngàn năm qua kẻ đáng sợ nhất, nói rõ hắn tuy nhiên cộng sinh thú không bằng quân thánh tiêu nhiều, nhưng tiềm lực càng mạnh. Tạm được, giết người đủ, Quân Niệm Thương lần nữa quay người đâm xuyên, trường thương không ai địch nổi. Cái kia thánh quân vương thương bạo phát ra hào quang sáng chói, vô cùng che đậy ánh mắt, một chiêu này thiên biến vạn hóa. Căn bản không nhìn thấy mũi thương ở nơi nào, ánh mắt hoàn toàn bị che lấp. Đây là một chiêu thương pháp, ánh sáng chói lóa. Quang mang phía dưới, nhất thương xuyên tim. Nhưng cũng tiếc Lý Thiên Mệnh còn có động tất chi nhãn. Hắn trong tay trái ánh mắt hơi lóe lên, thiên biến vạn hóa thánh quân vương thương, trốn không thoát Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Một thương này rất mạnh, nhưng là trùng hợp bị Lý Thiên Mệnh khắc chế, để hắn có thể tránh né, lông tóc không thương. Đúng vào lúc này. Chướng mắt bạch quang vây quanh toàn bộ Chu Tước Vương Cung, hẳn là cái kia chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long sử dụng thần thông, thánh quang thế giới, cái này thần thông cùng quân thánh tiêu cộng sinh thú một dạng. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia xem xét. Động tất chi nhãn dưới, hết thảy thấy rất rõ ràng. Giờ khắc này, tại hắn ba đầu cộng sinh thú chém giết phía dưới, chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long đã rơi vào hạ phong. Chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long vốn là phải bay thiên chiến đấu. Kết quả trên trời rơi xuống vô số hỏa diễm châm, đâm về con mắt của nó. Đó là huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Sau đó, huỳnh hỏa càng là lấy xích viêm hoàng kiếm, đâm về nó một cái khác ánh mắt. Cái này bạch long hai mắt bộc phát ra chướng mắt bạch quang, huỳnh hỏa bị trực tiếp bước lui, lấy luyện ngục hỏa ảnh né tránh cái này chí mạng một chiêu. Ngay trong nháy mắt này, miêu miêu cái kia đế ma hỗn độn chi khu hướng lên trên trời, trực tiếp đem cái này chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long cho phốc xuống dưới. Toàn thân cửu trọng hỗn độn lôi giới điên cuồng đánh vào hắn trên thân. Xì 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 xì. Điện lưu mãnh liệt bên trong, chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long nện xuống đất. Nó lấy thánh nguyên chặn phần lớn điện lưu, đang muốn cắn xé miêu miêu thời điểm, bỗng nhiên một cái to lớn bóng mở cứ như vậy nghiền đè lên.
Đó là Lam Hoang. Ầm ầm. Lam Hoang thân thể khổng lồ kia đặt ở hắn trên thân. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long còn muốn giãy giụa đứng lên, Lam Hoang hai cái to lớn đầu rồng vậy mà ghé vào đối phương bên tai phía trên, sau đó thi triển thần thông, Hồng Mông Âm Ba. Không sai, đây là Lam Hoang tự mình giác tỉnh thần thông, thuộc về hiếm thấy thanh âm thất thần thông. Nó tựa hồ đem âm thanh khủng bố ngưng tụ thành âm ba, cái này Hồng Mông Âm Ba tựa như là chùm sáng một dạng, cứ như vậy đâm vào Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long trên lỗ tai. Ông! Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long thất khiếu máu chảy. Nó cái này một hai cái lỗ tai đoán chừng đều phế đi, tạm thời thanh âm gì đều nghe không được, trực tiếp đầu váng mắt hoa. Đây là cơ hội tốt nhất. Sau một khắc, Lam Hoang cái kia lưu tinh chùy một dạng long đuôi cuốn tới, trực tiếp đập vào gáy của nó phía trên. Loảng xoảng. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh đầu rồng phún huyết, vảy rồng nổ tung, trực tiếp lõm đi xuống một khối. Ở tại gào thảm thời điểm, huỳnh hỏa giết tiến vào trong miệng của nó, xích viêm hoàng kiếm bạo phát, cuồng bạo kiếm khí vọt thẳng lấy hắn cổ họng giết đi vào. Phốc phốc xùy. Hắn thể nội kiếm khí thiêu đốt, chỉ ít cổ họng là bị giết đến thủng trăm ngàn lỗ, đoán chừng dạ dày đều bị thương. Ngao ô. Cái này bạch long phát ra kinh thiên kêu thảm. Ngay sau đó, theo mặt bên sông tới Miêu Miêu, cắn một cái vào cổ của nó, huyết ma chảo ở tại trên thân xé rách rất nhiều vảy rồng, vết thương sâu đủ thấy xương. Gà đại ca, đi ra. Tốt. Huỳnh hỏa vừa xông ra bạch long miệng, Miêu Miêu thì lấy xong chảo kéo ra nó miệng rồng. Hưởng thụ đi. Ầm ầm. Cửu trọng hỗn độn lôi giới hỗn độn thiên kiếp, theo Miêu Miêu trên thân, liên tục oanh minh, từng cái lôi đình cự xà cứ như vậy chui vào cái kia Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long miệng bên trong. Trong lúc nhất thời, màu đen lôi đình tại hắn thể nội ngũ tạng lục phủ ở giữa bạo phát. Dù là cái kia bạch long lấy cẩn trọng thánh nguyên ngăn cản, bảo hộ ngũ tạng lục phủ, hắn toàn thân vẫn bị điện giật thẳng. Đường đường thánh long, bị Miêu Miêu điện cùng một cái thiết côn giống như. Ầm ầm. Lam Hoang lần nữa đè ép xuống, tựa như là chín tòa núi, đem bạch long áp tại dưới thân. Nó lấy to lớn đầu rồng cắn một cái vào long đuôi, cắn một cái vào đầu rồng, sau đó long đuôi lưu tinh chùy không ngừng đập loạn. Đều ngược thành dạng này, cái này Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long còn chưa có chết, có thể thấy được thánh chi cảnh giới thánh thú huyết nhục mạnh. Huỳnh hỏa bọn họ ba cái, muốn là đến thánh chi cảnh giới, đoán chừng nhục thân thú nguyên đều có thể lấy khủng bố cấp bậc gia tăng. Quy đệ, người đè chết nó, đừng để nó xoay người, chúng ta đi giúp Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa phân phó nói. Gà đại ca, nhanh điểm, không phải vậy nam nhân của ngươi muốn bị giết thành tổ ong vỏ vẽ. Miêu Miêu la to nói. Đậu phộng, Lý Thiên Mệnh là nam nhân của ngươi. Huỳnh hỏa ghét bỏ một mắng, cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, rốt cục trợ giúp mà đến. Đừng để nó xoay người. Lam Hoang méo một chút hai cái đầu, vội vàng đặt ở cái kia Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long trên thân. Sau đó, cái đuôi cái kia phía trên lưu tinh trùy, một lần lại một lần nện ở trên người của nó. Khác xoay người. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long vừa giằng co, liền để Lam Hoang lấy hai cái lớn giọng thi triển Hồng Mông Âm Ba, đối với hắn đầu gào rú. Cái kia Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long ngao ô một tiếng, lại sóng xoài trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Muốn không phải đến thánh chi cảnh giới, sinh mệnh lực ương ngạnh, đầu này Long đã sớm để Lam Hoang cũng cho đẻ chết. Dạng này một màn, để còn tại phụ cận người, nhìn đến tê cả da đầu. Về sau, ai còn dám đắc tội Lý Thiên Mệnh đầu này cộng sinh thú A, không sợ người điên, liền sợ người xứng sở A. Dùng Lý Thiên Mệnh mà nói tới nói, Lam Hoang cái này gọi thiên thật. Dù sao, nó hiện tại vẫn là một cái ngây thơ cự đại bảo bảo. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh chiến thuật thành công. Hắn như thế tín nhiệm ba cái cộng sinh thú. Đưa chúng nó ba cái xem như thân mật nhất huynh đệ, tướng tin chúng nó có thể giải quyết đối thủ. Kết quả, huỳnh hỏa bọn họ xác thực không có để hắn thất vọng. Ba đời ngự thú sư, hoàn toàn có thể chụp một kích phá. Có thể quần ẩu, làm gì đơn đấu. Từ hôm nay trở đi, câu nói này muốn trở thành Lý Thiên Mệnh lời răn. Cộng sinh thú cùng ngự thú sư bản thân liền là cộng sinh chiến đấu, ai sẽ khiêm để cho địch nhân một cái cộng sinh thú A. Giờ này khắc này. Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu giết trở về, thừa dịp nhiên hồn thư uy lực vẫn còn, cấp tốc cùng Lý Thiên Mệnh hội tụ cùng một chỗ, cộng đồng đối phó quân niệm thương. Lý Thiên Mệnh bị cái này quân niệm thương áp chế thời gian dài như vậy, nếu không có thiên chi dực cùng động tất chi nhãn, đoán chừng đều phải để hắn giết. Quân niệm thương còn tại trùng sát thời khắc, đột nhiên ở giữa,
liền có vô số lôi đình đánh xuống, một tia chớp màu đen huyễn ảnh trong nháy mắt vò tới trước mắt của hắn. Quân Niệm Thương nhìn đến, đó là một chỉ lớn chừng bàn tay mèo. Chết! Tuy nhiên hết sức, nhưng thấy được nó cộng sinh thú thảm trạng, hắn càng thêm tròn mắt tận nứt, đã giết đỏ cả mắt. Ăn ta một chiêu cái rắm huyết cuồng bão tố. Sau lưng đột nhiên truyền đến ác mộng một dạng thanh âm, tận mắt thấy nguyên sấm kết quả Quân Niệm Thương trong lòng giật mình, vội vàng né tránh ẩn núp, cuối cùng tránh né cái này chí mạng một chiêu. Bị ổi, sắc mặt hắn khó coi, trong lồng ngực lửa giận lăn lộn. Thánh chi cảnh giới, còn bắt không được 3-4 tháng trước, chỉ có thể đánh bại Nguyệt Linh Lang Lý Thiên Mệnh. Thế giới của hắn xem đều muốn đổ sụp. Lại càng không cần phải nói, vài ngày trước, Lý Thiên Mệnh vừa mới đánh bại Nguyên Sấm, mà Nguyên Sấm là thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Người bất quá là dựa vào nhiên hồn thư, các loại nhiên hồn thư thoáng qua một cái, người nhất định phải thua. Quân Niệm Thương cắn răng tê kêu một tiếng. Có đúng không? Thời gian dài biệt khuất, rốt cục đổi lấy giờ khắc này. Lên! Hắn cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu, chính muốn xuất thủ. Ầm ầm! Bỗng nhiên ở giữa, Quân Niệm Thương dưới chân đất đai trong nháy mắt hóa thành vũng bùn. Đây là một mảnh lớn như vậy đầm lầy, vô số nước bùn thì như sóng biển một dạng lăn lộn, để hắn căn bản không có đặt chân chi địa. Đây là Lam Hoang giác tỉnh cái thứ hai thần thông, Đại Địa Hồng Hoang. Đây là cùng loại luyện ngục hỏa cùng hỗn độn điện cầu thần thông, đến mức Hồng Mông Âm Ba cùng loại một loại đặc thù thủ đoạn thần thông, nương theo mà sinh. Khắp nơi hóa thành hồng hoang, bên trong khắp nơi đều là nguy cơ. Có bỗng nhiên lao ra gai nhọn, có giữ chặt Quân Niệm Thương hai chân bùn tay, mặc kệ Quân Niệm Thương đến địa phương nào, vũng bùn phạm vi thì bao trùm ở nơi nào. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, Huỳnh Hỏa bản thân thì bay được, mà Miêu Miêu thân thể tiểu, hoàn toàn là thiểm điện phong bạo. Ba người bọn hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho nên, đây không phải 3-1, là 5-1. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Lão tử huynh đệ thành đàn. Hướng. Đại Địa Hồng Hoang thần thông chi hạ, bọn họ ba cái vây giết mà đi. Lý Thiên Mệnh tại ngay phía trước, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu một trái một phải. Quân Niệm Thương không thể không đối mặt, Đại Địa Hồng Hoang cùng thời gian chàng đối với hắn các loại suy yếu, thậm chí hắn đang nháy tránh thời điểm. Còn đâm vào một lần không gian tường phía trên, đâm đến hắn đầu rơi máu chảy. Quân Niệm Thương, người cùng cha ngươi không có gì khác biệt, cho nên, hắn bị tại chỗ trảm thủ, Thánh Thiên Phủ hoàn toàn hủy diệt, kết quả của ngươi, đồng dạng là thịt nát xương tan. Lý Thiên Mệnh thanh âm, như là gai độc một dạng đâm vào Quân Niệm Thương trên thân. Ngươi nói cái gì? Quân Niệm Thương trong nháy mắt ngốc trệ, bị to lớn đả kích. Ta nói, lão tử ngươi chết rồi. Đầu còn treo tại Nam Thiên Đảo phía trên, Thánh Thiên Phủ hết rồi. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn mấy cái lỗ máu, vậy cũng là Quân Niệm Thương đâm ra tới. Kém chút mất mạng, còn nói gì lưu tình. Đừng nói hắn Quân Niệm Thương phẩm hạnh không kém, coi như hắn là thánh nhân, Lý Thiên Mệnh đều muốn chém chết hắn. Xích Phiêm Hoàng Kiếm, Lôi Quân Hoàng Kiếm tụ hợp. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Một kiếm ra, Lôi Hỏa hội tụ. Tăng thêm Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều ở bên người, luyện ngục khí chàng cùng hỗn độn khí chàng bành trướng đến cực hạn. Vô số thiên địa linh khí tụ đến, lại thêm phụ linh, nhiên hồn thư cùng đông hoàng vòng xoáy bạo phát, một kiếm này uy lực, đã mạnh đến có thể so với thánh chi cảnh giới. Tại Lý Thiên Mệnh bên trái, Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh, đầy trời đều là kiếm ảnh, chẳng những làm lẫn lộn nó chân chính Xích Viêm Hoàng Kiếm, đồng thời cũng để cho Lý Thiên Mệnh Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, càng thêm nhìn không thấu. Đến mức Miêu Miêu, nó cũng lần đầu tiên sử dụng chính mình biết duy nhất chiến quyết Lôi Quân Hoàng Kiếm. Nó lấy độc trảo biến thành trảo pháp thi triển, uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng là nó lại cơ trí đem trên người cửu trọng hỗn độn lôi giới lôi đình uy lực dung hội trong đó. Tại lôi đình nổ tung phía dưới, nó công kích này uy lực càng thêm không tầm thường. Ba cái vây công, cơ hồ chút xuống nhiên hồn thư lực lượng. Ta không tin. Quân Niệm Thương máu và nước mắt tuôn ra, Thánh Quân Vương Thương nơi tay. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Mũi chân nhất động, một chiêu, chôn vùi, gào thét giết ra. Một thương này cường đến kinh người, cương khí bạo phát, mũi thương sở hướng, hết thảy chôn vùi, bên trong thiên địa chỉ còn lại một thương này hừng hực ý chí, thẳng tiến không lùi. Đáng tiếc, người tâm cảnh loạn. Mạnh hơn công kích, đều phải xây dựng ở mãnh liệt thiên ý phía trên. Ầm ầm, làm chôn vùi nhất thương bạo phát thời khắc, Đại Địa Hồng Hoang bao phủ. Từ dưới mà hàng, toàn bộ vũng bùn lật quay lại, vậy mà biến hóa thành kiên cường nham thạch,
đập vào Quân Niệm Thương trên thân. Ầm. Quân Niệm Thương nhất thương đụng vỡ đá, lại mặc thấu ngũ trọng không gian tường, còn bị thời gian chàng lôi kéo, rốt cục cùng Lý Thiên Mệnh ba người đụng vào nhau. Thần Tiêu đệ nhị kiếm Đông Hoàng kiếm, cùng cái này chôn vùi nhất thương chính diện đối quyết. Mũi thương cùng mũi kiếm, cứ như vậy giết cùng một chỗ. Đinh. Quân Niệm Thương to lớn lực sát thương, chôn vùi nhất thương khủng bố thánh nguyên đem Lý Thiên Mệnh chấn động mà bay, Đông Hoàng kiếm đều rời tay. May mắn, đại bộ phận uy lực lấy tay trái chống đỡ, bằng không còn phải nổ tung. Xem xét lại cái kia Quân Niệm Thương, sừng sững bất động, có thể thấy được tại lúc này khắc, hắn vẫn là so Lý Thiên Mệnh hiếu thắng. Nhưng, có làm được cái gì? Hắn có thể áp chế Thần Tiêu đệ nhị kiếm, nhưng là, hắn áp chế không nổi Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Phốc phốc, Huỳnh Hỏa Xích Viêm Hoàng kiếm tuy nhiên lệch rồi, nhưng vẫn là trực tiếp xuyên thủng Quân Niệm Thương bụng dưới, vỡ ra một đạo cự đại vết máu. Xoẹt, táo bạo màu đen lôi đình hỗn hợp huyết ma chảo ở tại nơi ngực, trực tiếp xé rách ra sâu đủ thấy xương vết máu. Rất nhiều huyết ma độc tràn vào Quân Niệm Thương trong thân thể, làm Quân Niệm Thương phun ra một ngụm máu thời điểm, đã là máu đen. Ầm, vô số nham thạch từ trên trời giáng xuống, nện ở Quân Niệm Thương trên đỉnh đầu, trực tiếp cho chôn sống. Ngay cả như vậy, Quân Niệm Thương vẫn là đụng đi ra. Giờ khắc này hắn đã toàn thân nhuốm máu, nhất là bụng dưới vị trí, luyện ngục hỏa còn tại thiêu đốt, mà huyết ma độc đã nước vọt khắp toàn thân. Quân Niệm Thương mở to hai mắt. Siêu. Một đầu sợi xích màu đen đột nhiên vọt tới, trực tiếp đâm vào trên mu bàn tay của hắn, hắn kêu đau một tiếng, đột nhiên buông tay, Thánh Quân Vương Thương trực tiếp để Huỳnh Hỏa đụng bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia tà ma quấn quanh mấy tầng, vô số gai nhọn đâm vào hắn trên thân, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Quân Niệm Thương, chiến bại. Hắn bị quấn quanh tầng mười mấy. Oanh! Một cỗ cự lực, đem kéo tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Làm hắn ra sức giãy giụa thời điểm, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, giơ lên Miêu Miêu cầm về Đông Hoàng kiếm, hướng thẳng đến sau gáy của hắn đâm đi lên. Chết! Quân Niệm Thương máu me khắp người. Mất đi binh khí, đã trọng thương. Dạng này hắn, tăng thêm thụ thương càng nặng Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long, đã không thể nào là Lý Thiên Mệnh đối thủ. Một kiếm này đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ngược lại không phải là bại bởi Lý Thiên Mệnh một người, mà chính là hắn cùng cộng sinh thú, bại bởi Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú. Tăng thêm Khương Phi Linh. Đến mức nhiên hồn thư, đó là Đông Hoàng cảnh khó gặp bảo tàng, dùng một lần, hiện tại uy lực biến mất. Trên cơ bản đã không có. Dừng tay, nếu là hắn chết rồi, ba người này đều phải chết. Ngay tại Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, cơ hồ đâm vào Quân Niệm Thương trên da đầu thời điểm, một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến. Thanh âm, đến từ Vân Chăn Chăn. Nàng lúc nói chuyện, trực tiếp bóp lấy Khương Thanh Loan cổ, mà Khương Thanh Loan sắc mặt thống khổ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngừng kiếm. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Chăn Chăn, sau đó đem Quân Niệm Thương nhấc lên. Quân Niệm Thương tràn đầy huyết, đã hấp hối. Hắn đương nhiên biết, hắn khoảng cách tử vong chỉ có một cm. Vù vù. Toàn bộ thế giới, chỉ còn sót chính mình tiếng thở. Quân Niệm Thương, người đã thua, chính diện chiến bại, còn có cái gì dễ nói sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực hỏi. Không có, thua cũng là thua. Quân Niệm Thương thanh âm khàn khàn, lúc nói chuyện, máu đen còn tại chảy ra. Ta nghe nói ngươi là cái chính khí lẫm nhiên người. Làm phiền ngươi có thể hay không tránh thức làm một lần quân tử. Đây là ta cùng ngươi ở giữa tranh phong, ta cũng ứng ước cùng ngươi chiến đấu một trận, xin ngươi đừng liên lụy người khác, có thể sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Quân Niệm Thương hít thở sâu một hơi, sắc mặt giãy giụa, biểu lộ thống khổ. Cuối cùng, hắn nói, Chăn Chăn, thả bọn họ. Không được, trừ phi hắn thả ngươi, Vân Chăn Chăn nói. Nàng và Lý Thiên Mệnh cầm cự được. Nói thật. Lý Thiên Mệnh không muốn thả hắn, hắn muốn để hắn chết ở chỗ này. Nhưng, chỉ sợ lần này rất khó, Khương Thanh Loan tính mạng bọn họ quá yếu đuối, hắn không đánh cược nổi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đều thả đi, cùng một chỗ phóng. Hắn nói xong, để xuống Quân Niệm Thương, trực tiếp đi hướng Vân Chăn Chăn. Hắn sát khí ngút trời, ánh mắt như là hung hãn nhất dã thú, cái này khiến Vân Chăn Chăn khẽ cắn môi, chỉ có thể lui lại. Còn nhìn mấy mắt Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay, ánh mắt lấp lóe. Trọn vẹn lượn quanh một vòng, nàng mới đi đến được Quân Niệm Thương bên người, đem dìu dắt đứng lên. Lam Hoang, thả nó.
Được rồi, Lam Hoàng Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long ném xuống đất, một đường chạy chậm, hưng phấn hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Trong lúc nhất thời, Diễm Đô tiếp tục động đất, phụ cận không ít phòng ốc sụp đổ. Ngừng! Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, để nó đứng tại chỗ, cái này phá hư cuồng, thật sự là tuyệt. Hắn vội vàng đem Vệ Thiên Thương bọn họ bảo vệ, Khương Thanh Loan đều sợ quá khóc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ôm lấy nàng an ủi vài câu, nhưng là không dám ôm thật chặt, tránh khỏi Linh Nhi lại muốn nói gì thiên văn kết giới sự tình. Lý Thiên Mệnh biết, nguy hiểm còn không có giải trừ. Đó là bởi vì, chân chính thắng bại cùng sinh tử, quyết định bởi tại Diệp Vũ Hề cùng quân Giật Phong chiến đấu. Hai người bọn họ đều là địa chi thánh cảnh tầng thứ 5, mỗi cái đều có thể tùy tiện giết Lý Thiên Mệnh cùng quân Niệm Thương, ai thua ai thắng, mới quyết định Lý Thiên Mệnh cùng quân Niệm Thương người nào chết. Không nghĩ tới Diệp cô như thế táo bạo, Lý Thiên Mệnh nhìn đến đổ mồ hôi. Hiện tại quan hệ thân mật, khẳng định không thể lại hô trưởng lão, cô là Diệp Vũ Hề chính mình yêu cầu xưng hô. Lý Thiên Mệnh nhìn nhiều vài lần, thì triệt để yên tâm, Diệp Vũ Hề xác thực chiếm thượng phong, trách không được Lý Vô Địch mỗi lần gặp nàng đều vòng quanh chạy. Quân Giật Phong đồng dạng mới vừa từ Diệp Vũ Hề trong miệng, biết được Thánh Hoàng chiến tử, Thánh Thiên Phủ đã không có. Chuyện này với hắn đả kích phi thường lớn, ảnh hưởng tới chiến đấu lực. Chết! Một phút sau, Quân Giật Phong cùng hắn cộng sinh thú, bị Diệp Vũ Hề chém giết. Diệp Vũ Hề thụ thương không nhẹ, máu me khắp người. Nhưng là lại muốn giết quân Niệm Thương cùng Vân Chăn Chăn, vấn đề không lớn. Bọn họ không đi, đương nhiên là trông cậy vào quân Giật Phong có thể đánh bại Diệp Vũ Hề, nhưng rất đáng tiếc, quân Giật Phong thua. Diệp Vũ Hề giải quyết quân Giật Phong về sau, lấy rung động ánh mắt nhìn một chút Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm sao có thể thắng đến còn nhanh hơn ta? May mắn, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Thiên Mệnh, nhất định phải giết bọn họ biết nơi này, lưu lại là cái tai họa. Diệp Vũ Hề để mắt tới quân Niệm Thương cùng Vân Chăn Chăn, trầm giọng nói. Đem ta thân nhân, đều mang đến Đông Hoàng Tông có thể chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, nhưng là, hắn là quân thánh Tiêu Nhi Tử, ngươi làm sao cam đoan hắn sẽ không đổ sát Diễm Đô toàn thành? Diệp Vũ Hề lạnh lẽo nói. Nàng cầm kiếm đi hướng quân Niệm Thương cùng Vân Chăn Chăn. Chí ít nàng cảm thấy, nhất định phải giết bọn hắn. Lý Thiên Mệnh không nhiều lời. Hắn không thể cầm Diễm Đô bách tính mệnh đánh cược. Ta là thần đô Kỳ Lân cổ tộc chi nhân, chúng ta nhất tộc, trên thân đều có cả đời chú. Ta phải chết ở chỗ này, tộc ta bên trong trưởng bối, thì có thể tìm tới nơi này tới. Đến lúc đó, bọn họ sẽ hỏi ra, là ai giết ta? Vân Chăn Chăn không có chút nào lo lắng. Diệp Vũ Hề trì trệ. Kỳ Lân cổ tộc, nàng tuyệt đối từng nghe nói. Đúng, thần đô bị nguyền rủa chi tộc. Cũng có thể nói như vậy, Vân Chăn Chăn cười lạnh nói. Diệp Vũ Hề ánh mắt chuyển hướng quân Niệm Thương. Dám động hắn, ta sớm muộn trả thù ngươi, Vân Chăn Chăn uy hiếp nói. Ngươi nhằm nhò gì, Diệp Vũ Hề sợ cả đời chú lưu lại, nhưng cũng không nói rõ nàng sợ thiếu nữ này. Nàng trực tiếp phi nhanh hướng quân Niệm Thương. Đột nhiên, Diễm Đô trong nháy mắt tĩnh mịch. Không khí giống như yên tĩnh. Không gió không mây. Tại cái này tĩnh mịch bên trong. Trên bầu trời, rơi xuống ba cái áo đen lão giả. Bọn họ cái kia tĩnh mịch một dạng ánh mắt, trong nháy mắt để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Thái thượng, đệ tử Lôi Kỳ Lân mạch Vân Chăn Chăn, bái kiến ba vị thái thượng. Vân Chăn Chăn liền vội vàng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt đã trắng bệch. Cái kia ba vị áo đen lão giả, đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong đó một vị quay đầu lại nói, Vân Chăn Chăn, là ngươi hồi bẩm cổ tộc, nói Đông Hoàng cảnh. Có một thiếu niên, trên người có cùng loại tộc ta, thiên cổ tội nhân, cánh tay. Lúc nói chuyện, bọn họ cái kia nóng rực ánh mắt, chuyển hướng Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay. Ha ha! Ba người bọn họ, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Là ta, Thái Thượng, Vân Chăn Chăn khẩn trương nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một lần nghi ngờ bẩm báo, vậy mà lại dẫn tới ba vị Thái Thượng. Làm rất tốt, sau khi trở về, trùng điệp có thưởng. Nghe được câu này, Vân Chăn Chăn mừng rỡ như điên. Nàng biết, chính mình lần này, tuyệt đối vận khí bạo dạp. Ba vị thế nhưng là Kỳ Lân cổ tộc tiền bối. Diệp Vũ Hề vội vàng lui lại, về tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ánh mắt của nàng tương đương rung động, bởi vì ba vị này lão giả mang đến khí tức, cảm giác phía trên, so Thánh Hoàng, Lý Vô Địch còn nguy hiểm hơn.
tuyệt đối là thời cổ thần quốc đệ nhất thành, thần đô cường giả. Bực này nhân vật, như thế nào đến Đông Hoàng cảnh? Nàng cau mày, nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay, nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh đồng dạng nghi hoặc. Đúng vào lúc này, cái kia đứng tại vị trí trung tâm một vị áo đen lão giả, tiến lên trước một bước. Hắn đánh giá Lý Thiên Mệnh nói, người trẻ tuổi, phụ thân ngươi tính danh, có thể gọi là Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh chấn động trong lòng. Lý Mộ Dương, không phải liền là mẫu thân chỗ miêu tả, tại Trầm Uyên chiến trường Đông Thần Vực, cùng nàng từng có gặp gỡ người kia a. Cũng chính là mình cha. Rất hiển nhiên, căn cứ của bọn hắn là hắc ám cánh tay. Tiền bối, cha ta tên là Lý Viêm Phong, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Lý Thiên Mệnh lắng lại trong lòng rung động, giả bộ như nghi hoặc hỏi. Hắn dự cảm đến, rất có thể là 20 năm trước truy sát Lý Mộ Dương đám người kia, hiện tại truy tới cửa. May mắn, mẫu thân cùng Dương thúc ra đi du ngoạn, bằng không phiền toái hơn. Lý Thiên Mệnh tâm lý thầm suy nghĩ. Lý Viêm Phong, hắn sợ là đổi tên đổi họ đi. Ba vị, Thái Thượng, cười, bọn họ căn bản không tin Lý Thiên Mệnh nói mò. Hiển nhiên, bọn họ đã nhận định Lý Thiên Mệnh thân phận. Lý Mộ Dương, ta để ngươi chạy nhanh, nhưng, chạy hòa thượng, chạy miếu a. Ngươi còn dám đem nhi tử lưu tại Diễm Đô. Hắn tự cho là có thể dẫn đi chúng ta, ngược lại là không nghĩ tới, ta Kỳ Lân cổ tộc sẽ có hậu nhân chạy đến Đông Hoàng cảnh đến, nhận ra hắn nhi tử cổ ma tí. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía mình hắc ám cánh tay. Cái này gọi cổ ma tí. Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, đem cái này Lý Mộ Dương chi tử, mang về Tông Phủ Thành, bức Lý Mộ Dương hiện thân, như thế nào? Ở giữa Thái Thượng Đạo. Đương nhiên, hai vị khác nói. Ta dựa vào, Lý Thiên Mệnh ý thức được, cái này thật là phiền phức lớn rồi. Đông Hoàng cảnh Tông Môn chi chiến vừa mới đánh xong, còn tại phần kết, hắn chỉ là tới đón Khương Thanh Loan mà thôi. Làm sao đụng phía trên loại chuyện này rồi? Mấu chốt là, Lý Vô Địch bọn họ còn không ở bên người. Diệp Vũ Hề đã thấp giọng nói, ba người này là thời cổ thần quốc đứng đầu cường giả. Ba vị tiền bối, phải chăng sai lầm? Diệp Vũ Hề lo lắng hỏi. Ngươi đừng nói nhảm, hiện tại lưu ngươi nhất mệnh, là để ngươi ở chỗ này chờ Lý Mộ Dương trở về, nói cho hắn biết, chúng ta đem hắn nhi tử, dẫn tới Kỳ Lân cổ tộc Tông Phủ Thành. Ngươi muốn nhiều miệng. Mạng nhỏ cũng đừng hòng, có thể truyền lời người còn nhiều, rất nhiều. Vị kia gọi là, Linh Tinh, lão giả trầm giọng nói. Không có việc gì, ta cùng bọn hắn đi, ngươi quay đầu cùng nghĩa phụ ta nói một tiếng là được. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng kéo nàng. Hắn biết ba người này thực lực không thể chống cự, chính mình quá nhiều dây dưa, rất có thể sẽ liên lụy Diệp Vũ Hề. Đụng phía trên loại chuyện này, chỉ có thể coi là vận khí không tốt. Nhưng... Lý Thiên Mệnh cảm thấy tình huống không tính hỏng bét. Hắn vốn là Lý Mộ Dương chi tử, nếu như cái thân phận này cần gánh chịu rất nhiều, hắn nhận. Theo chúng ta đi, Cảnh Nguyệt, Thái Thượng quát lớn. Lý Thiên Mệnh đi tới. Diệp cô, giúp ta đem nàng mang đến Đông Hoàng Tông, nhiều chỉ đạo một chút. Hắn quay đầu lại nói. Hắn chỉ người là Khương Thanh Loan. Tốt, ta thu nàng làm đồ, tuyệt đối phụ trách. Diệp Vũ Hề trong hốc mắt. Nước mắt nhịn không được rơi xuống. Thiên Mệnh, Linh Nhi, chuyện gì xảy ra a? Khương Thanh Loan vừa mới sống sót sau tai nạn, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được, những người này ai là ai, chỉ biết là Lý Thiên Mệnh lại gặp phiền toái. Không có việc gì, người tại Đông Hoàng Tông chờ chúng ta trở về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đây là hắn cho Khương Phi Linh bàn giao. Hắn ngược lại là nghĩ để Khương Phi Linh lưu tại nơi này, nhưng gia hỏa này thủy chung phụ Linh trên người mình. Nói cái gì đều không đi. Dù là con đường phía trước hung hiểm, không rõ sống chết, nàng cứ như vậy bốc đồng treo trên người mình. Dạng này nữ hài, Lý Thiên Mệnh còn có thể nói cái gì đó. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình, trấn áp ở tại trên thân, đem hoàn toàn trưởng khống, sau đó, bị cái kia chính giữa Thái Thượng kéo đến trước mắt. Cái này một vị, gọi là Sùng Dương Thái Thượng. Lý Mộ Dương muốn là trở về, để hắn tốc độ nhanh một chút đi thần đô. Nếu không, hắn nhìn đến rất có thể sẽ là, hắn nhi tử thi thể. Sùng Dương Thái Thượng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, quay người, rời đi. Lý Thiên Mệnh cũng không kịp cùng Vệ Thiên Thương, Chu Tước Vương cáo biệt. Càng không kịp, cùng Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh cáo biệt. Còn có Lý Khinh Ngữ. Về sau, không nhìn thấy nàng sao. Cuồng phong gào thét. Lý Thiên Mệnh dưới chân,
là một khối kim sắc mâm tròn. Mâm tròn kia đường kính có chừng 20 mét, chính là đỉnh cấp linh quảng chế tạo, trên đó có hơn 40 thánh thiên văn. Rất rõ ràng, đây là một loại thánh thú binh, có thể hấp thu mặt trời quang mang, giữa thiên địa phi nhanh phi hành, tốc độ so với bình thường cộng sinh thú nhanh hơn. Nghe bọn hắn nói, cái tên giống như gọi là Thái Dương Phi Bàn.